Các bạn mến, khi bản truyện dịch dừng lại, mình thay nguồn bằng truyện convert. Nhưng có lẽ không hay nay mình sử dụng một bản dịch khác, các bạn nghe thử xem. Nhớ cho mình phản hồi nên đăng tiếp không? Cảm ơn. Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 148. Đối mặt với vạn thái cực xông tới, hai mắt hỏa diễm nhìn chằm chằm vào Tiểu Phượng Hoàng, Mai tỷ có thể đoán được mục đích của đối phương, bất quá nàng biết Tiểu Phượng Hoàng bản lĩnh, muốn bắt được Tiểu Phượng Hoàng cũng không đơn giản như vậy. Mở miệng nói, Hương Hương, San Hồng hai người đối phó vạn thái cực cùng tòa kỵ của hắn, nhớ kỹ có thể giết thì giết, giết không lại an toàn đệ nhất, dưới thân đập nát giao cho ta cùng Thiên Hồ. Biết Mai tỷ tỷ. Chi chi. Tiểu Phượng Hoàng và Điêu Nhi lên tiếng. Giết. Ngay sau đó, chị Mai khép lại một tiếng sát chữ, toàn thân kim quang vang lên. Ngao. Một tiếng rồng vang vọng khắp chân trời. Đột nhiên Mai tỷ hóa ra kim long chân thân. Một con kim long ngũ trảo dài chừng trăm thước xoay quanh không trung. So sánh với thân pháp tướng ngàn mét của Dương Nghị Vân, Mai tỷ hóa thân thành trăm thước chân long thân thể có vẻ rất nhỏ, nhưng, ở trong mắt người ngoài rung động cũng không hề kém so với thân pháp tướng khổng lồ ngàn thước của Dương Nghị Vân. Bởi vì đó là một con rồng thực sự. Tu sĩ đương đại được công nhận là tứ đại thần thú, long vị đứng đầu. Nhưng tứ đại thần thú bên trong nói về Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Mà hiện tại Mai tỷ hóa thân thành chân long chi thân lại là toàn thân kim quang rực rỡ quang mang vạn trượng, là một con kim long. Long tộc lấy vàng làm nhất, ngũ trảo kim long không thể nghi ngờ chính là hoàng tộc trong long tộc thế gian. Huyết thống cao quý nhất. Tu sĩ giới hiện đại, đừng nói ngũ trảo kim long, ngay cả Thanh Long cũng khó có thể thấy được, hiện tại xuất hiện một cái ngũ trảo kim long. Cái rung động này đối với mấy chục tán tiên ở đây có thể tưởng tượng được. Ngao. Tiếng rồng to vang vọng khắp Chí Tôn Sơn, xoay quanh giữa không trung, uy áp của kim long phát ra ngoài, mấy chục dặm Chí Tôn Sơn điểu thú ai kêu bốn phía. Long, con rồng, rồng vàng, làm thế nào nó có thể được? Có người ngơ ngác lẩm bẩm, thanh âm có chút run rẩy. Mai tỷ hóa thân ra, làm cho tất cả mọi người ngẩn người, toàn trường cả người đều dừng lại nhìn về phía chân trời. Trong đó ngay cả vạn thái cực cũng sửng sốt, không tự chủ được dừng lại nhìn về phía kim long đang xoay quanh chân trời. Vạn thái cực trong lòng vô cùng rung động, hắn không nghĩ tới đương kim chi thế, cư nhiên còn có ngũ trảo kim long tồn tại. Lập tức phản ánh lại, trong lòng vạn thái cực lại cuồng. Hỉ, hiện tại mặc kệ thần cầm phượng hoàng tồn tại hay không, cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể thu phục ngũ trảo kim long này, ngày sau tán tiên thiên kiếp thất chuyển sẽ có bảo đảm. Trong cảm thụ của vạn thái cực, thực lực của ngũ trảo kim long này tựa hồ cũng không phải rất cường đại, nhiều nhất chống đỡ chết chính là cấp bậc lục chuyển trước mặt, thậm chí trước mặt cũng không tính được, ngũ chuyển tán tiên cấp bậc đỉnh thiên, bắt được ngũ trảo kim long này đối với tán tiên lên tiếng vạn linh thánh địa như hắn mà nói không phải là vấn đề, bởi vì công pháp tu luyện cùng pháp thuật của vạn linh thánh địa chính là cùng yêu thú tiếp xúc, tỉ như tỏa kỵ kiếm xỉ hổ dưới thân hắn, chính là tai hắn một tay hàng phục huấn luyện. Ngay lúc này, lại là một tiếng thét dài mà nổi lên úm zoom. Lại là Tiểu Phượng Hoàng hóa thân. Dương cánh hơn 10 thước, Phượng Hoàng ngũ thải toàn thân tản ra hỏa diễm màu tím nhạt phóng lên trời. Trên chân trời rồng bay phượng múa. Ngay sau đó có một tiếng tiêu thanh bén nhọn chi. Tiếng kêu này có chút xuyên thủng màng nhĩ, tất cả mọi người sững sờ nhìn lại, nữ tử xinh đẹp nhiếp nhân phách trên mặt đất kia, toàn thân bạch quang rạng rỡ mà lên. Sau một khắc hóa thành một con hồ ly tuyết trắng cao ước chừng hơn 9 thước, thân dài hơn 10 thước. Mấu chốt chính là, con bạch hồ này phía sau đong đưa mà đứng lên 9 cái đuôi dài chừng 9 thước. Cửu vĩ hồ yêu. Đồng dạng là thiên địa dị thú. Hồ yêu thế gian chiếm đa số, nhưng hồ yêu có thể tiến hóa đến cửu vĩ cũng sẽ không có bao nhiêu. Trong nháy mắt, ngũ trảo kim long, thần cầm phượng hoàng, cửu vĩ hồ yêu, phong phong hóa thân ra. Đương nhiên trên mặt đất, ở bên cạnh cửu vĩ hồ không xa, còn có một đầu toàn thân tóc vàng rực rỡ, tứ chảo thoạt nhìn vô cùng sắc bén chồn. Chi chi, Điêu Nhi gầm gừ sau lưng một đôi cánh chim triển khai, vây một cái hóa thành một đạo kim quang biến mất trên mặt đất, sau một khắc lại xuất hiện đã đến bên người Phượng Hoàng giữa không trung. Có người kinh hô một tiếng nói, dị thú phi thiên thần điêu trong truyền thuyết, lấy tầm bảo danh tam giới, Dương Nghị Vân tiểu tử này rốt cuộc là ai? Bên người tùy tùy tiện liền xuất hiện bốn đầu thần thú. Mai tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, Điêu Nhi bốn lần lượt biến thân, làm cho mấy chục tán tiên ở đây đều ngây ngẩn cả người,
mang đến cho bọn họ trùng kích trong lòng thật lớn. Thần thú thần cầm tiếng thét dài vang vọng khắp chân trời, truyền ra ngoài rất xa rất xa. Trong sân đồng dạng bị chấn động đến vạn thái cực, lúc này ánh mắt nheo lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào những thần thú này, trong cảm giác của hắn kỳ thật những thần thú này đều không tính là trưởng thành, hoặc là nói khoảng cách huyết mạch các nàng hoàn toàn phản tổ còn rất sớm, nhìn như khí thế cường đại, kỳ thực một đám thực lực hẳn là bình thường. Lúc này hắn chuẩn bị nhanh chóng xuất thủ, nếu không tiếng thét dài đã truyền ra ngoài, bảo đảm không chừng 36 ngọn núi lớn, lục chuyển lão quỷ tu vi so với tu vi của hắn phát hiện là thần thú, tất nhiên sẽ đến. Đến lúc đó canh cũng sẽ không có của hắn. Nghĩ tới đây, khí thế toàn thân vạn thái cực đột nhiên đại tác, trầm thấp giống lên, dậm chân ngút trời mà tức giận, giờ khắc này mục tiêu đầu tiên của hắn đặt ở trên người tiểu Phượng Hoàng. Trong lòng nghĩ đến việc cướp trước khi cao thủ của 36 ngọn núi lớn đến đây, đầu tiên bắt được một đầu thần thú, nếu không canh cũng không uống, vạn thái cực rõ ràng, lục chuyển tán tiên này trong mắt những ngũ chuyển tán tiên này là cao thủ, nhưng đặt ở trong tam thập lục đại sơn, căn bản không tính là cái gì. Ở nơi nào có tán tiên lục chuyển trung kỳ hậu kỳ tồn tại, còn có tam đại lão tổ tất cả đều là lục chuyển đại viên mãn đỉnh phong tồn tại. Wap.info. Động tĩnh nơi này hiện tại lớn như vậy. Vạn thái cực tin tưởng nhất định sẽ kinh động lão bất tử tầng cao nhất kia đến đây. Cho nên lúc này ra tay trước, tuyệt đối là không sai. Về phần ngũ chuyển tán tiên khác muốn cùng hắn tranh đoạt còn kém xa. Nếu như có thể đem tất cả thần thú thần cầm đầu máy này hàng phục, đó là tốt nhất. Lòng tham của con người là như vậy. Vạn thái cực nhìn chằm chằm tiểu Phượng Hoàng, còn nhớ thương Kim Long cùng Cửu Vĩ Hồ, cùng với Điêu Nhi. Đương nhiên hắn cũng biết muốn toàn bộ bắt được những thần thú này không quá thực tế, hiện tại đem ánh mắt đặt ở trên người tiểu Phượng Hoàng, ấn xuống tiểu Phượng Hoàng cũng là đại cơ duyên. Trong mắt vạn thái cực, tốt nhất chính là Kim Long cùng tiểu Phượng Hoàng, mà trong hai thứ này, hắn cho rằng tiểu Phượng Hoàng yếu hơn một chút, có thể rất nhanh bắt được. Về phần Kim Long cảm giác so với tiểu Phượng Hoàng khó đối phó. Còn thực tế thì sao? Nếu vạn thái cực biết tiểu Phượng Hoàng màu tím Phượng Hoàng hỏa diễm có thể thiêu đốt cao thủ cấp bậc lục chuyển, có lẽ hắn sẽ không đem mục tiêu đầu tiên đặt ở trên người tiểu Phượng Hoàng. Trong nháy mắt vạn thái cực phi thân bay lên, hào quang trong tay đại tác, một đôi tay nhìn như khô héo, vào lúc này biến thành màu đỏ thẫm, trong miệng phát ra nốt nhạc tối nghĩa khó hiểu, giống như là một loại nguyền rủa cổ xưa nào đó. Một đôi mắt già cũng biến thành màu xanh biếc, một lúc lắc mình, đã lên trên không trung. Tay cách tiểu Phượng Hoàng hơn 20 thước, bạo giống một tiếng hai tay hướng tiểu Phượng Hoàng cách không bắt lấy. Dưới sự hợp lực của hai bàn tay khổng lồ, che trời so với nhiệt hóa thành thật lớn trăm thước, trái phải hợp lực hướng về phía tiểu Phượng Hoàng xuất kích, nhìn như muốn đem tiểu Phượng Hoàng nắm trong tay pháp lực gia trì của hắn. Đồng thời gian Dương Nghị Vân lại là người đầu tiên ra tay, vây quanh hắn 3-40 tán tiên, còn chìm vào trong biến thân của Mai Tỷ cùng tiểu Phượng Hoàng đã thiên hồ. Lúc này Dương Nghị Vân vận chuyển Kim Cương Chí Tôn, cảm thụ được thế pháp tắc, hướng một đôi bàn tay thật lớn dẫn dắt. Lão đầu tử từng nói muốn cho hắn đem pháp tắc chi lực dung hợp vào trong thần thông thập nhị Chí Tôn đi chiến đấu, tuy rằng trước kia chưa từng đi thử qua, nhưng Dương Nghị Vân biết kỳ thật không khó. Hắn có thể đem pháp tắc lực dung nhập vào trong đạo kiếm pháp, là có thể dung hợp ở trong Chí Tôn thần thông. Thế gian vạn pháp đi đến cuối cùng đều có thể dùng một câu vạn pháp quy tông khái quát. Vì vậy, ông nghĩ rằng nó không phải là khó khăn. Có thần hồn lực của lão đầu cho hắn mượn, coi như là đi hiện trường tìm hiểu vận dụng cũng sẽ không quá khó khăn. Pháp tắc lực chính là một loại thiên địa chi thế, cần dùng thần hồn đi cảm thụ dẫn dắt, chân nguyên cùng chí tôn thần thông đó là có sẵn. Dưới tình huống như vậy, Dương Nghị Vân đối mặt với 30 mấy tán tiên, thúc giục thần hồn, lập tức liền cảm nhận được xung quanh thiên địa xuất hiện một cỗ vô số không rõ ràng, nhìn không thấy không sờ được lực lượng. Nhưng lại chân thật tồn tại. Lúc này Dương Nghị Vân nở nụ cười. Sau một khắc hắn há miệng nói, Kim Cương Chí Tôn. Thúc dục chân nguyên trong cơ thể, pháp tướng cao ngàn thước, đỉnh thiên lập địa trong thiên địa, một đôi tay tản ra kim quang lấp lánh, che khuất bầu trời hướng về phía 3-40 tán tiên đánh xuống. Lúc hai bàn tay khổng lồ rơi xuống, mang theo từng trận tiếng phong bạo, cuồng phong đại tác, mây lôi cuồn cuộn mà động. Thậm chí vào giờ khắc này không gian đều ở trong vặn vẹo. Lúc một đôi bàn tay thật lớn của Dương Mỗ chấp động mà xuống, núi rừng phía dưới đang ào ào vang lên. Chính là ba người ôm đại thụ chọc trời đều phát ra từng tiếng nặng nề rung động. Cát bay đá. Một đôi bàn tay thật lớn còn chưa hạ xuống,
cũng đã làm cho mặt đất đầy hỗn độn. Mà lúc này 3-40 tán tiên sắc mặt đại biến. Bọn họ đối với Dương Nghị Vân ngay từ đầu đã không để ý, thậm chí Dương Nghị Vân hóa ra ngàn thước pháp tướng thân thể, cũng đều tin tưởng Vạn Thái Cực nói đây là che mắt là ảo giác mà thôi. Thế nhưng hiện tại bọn họ cũng biết, Dương Nghị Vân cự đại ngàn thước, nhưng một chút cũng không có giả dối, người ta đây là pháp tướng chân thân thật sự, mà là pháp tướng có thể phát huy ra thần thông thật lớn. Giờ khắc này rất nhiều tán tiên cảm nhận được uy áp của trời đất không gì sánh kịp, ruột đều hối hận, sớm biết liền tránh né. Hiện tại muốn nhiều cũng trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng mấu chốt là nếu như ngạnh kháng mà nói, dưới khí tức khủng bố bực này, có thể chống lại được sao? Không ai biết điều đó. Tất cả mọi người cảm thụ được cỗ khí tức vô cùng cường đại này, lực lượng khí tức tựa hồ so với lực lượng ngũ chuyển tán tiên bọn họ còn cường đại hơn. Ai đặc biệt nói Dương Nghị Vân là phi thăng cảnh? Là đặc biệt Vãn Linh chân nhân mấy cái kia đập nát, truyền âm mà nói là Dương Nghị Vân tiểu tử này là phi thăng cảnh đại viên mãn tu vi, kết quả bọn họ tin, những thứ này tín tà. Bực này kinh khủng khí tức lực lượng, làm sao có thể là một cái phi thăng cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể phát ra? Tất cả tán tiên bị Dương Nghị Vân kim cương chí tôn thần thông bao phủ ở một đôi cự thủ hạ trong lòng đều có sợ hãi. Thế nhưng đến thời khắc sinh tử, oán giận ai cũng vô dụng, trách chỉ có thể trách bọn họ tham lam, nghe nói là tán tiên lão tổ điểm danh Dương Nghị Vân, tất cả mọi người làm không ra núi. Đều muốn bắt được Dương Nghị Vân ở trước mặt tán tiên lão tổ tranh công, những thứ này xem như ngu ngốc. Không có thời gian oán giận nữa, lúc này 3-40 tán tiên toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại, hào quang muôn màu muôn vẻ, đều xuất ra bản lĩnh thật sự của mình, đối phó với một đôi cự trưởng Dương Nghị Vân che khuất bầu trời. Nếu trốn không thoát, vậy chỉ có thể dốc hết toàn lực gắt gao, ai pháp lực cường đại, người đó có thể sống sót. Oanh 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 oanh, hơn 10 đạo khí tức bộc phát, hội tụ thành tiếng sấm vang lên. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân thì là trong hai mắt một mảnh lạnh lùng, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết sạch những tên khốn kiếp này. Để cho các ngươi cùng tiểu gia đối nghịch, thật coi như tiểu gia là dễ khi dễ sao. Hai trưởng vỗ không chết các ngươi, ta dùng 20 trưởng giết chết các ngươi. Rốt cục một đôi cự trưởng che trời che nắng hướng về phía 30-40 tán tiên rơi xuống. Ầm ầm, trong thiên địa chỉ còn lại một thanh âm như vậy. Kinh thiên động địa, tại Dương Nghị Vân cự trưởng hạ xuống khoảnh khắc, giống như là bom nguyên tử bộc phát, còn không có đụng xuống mặt đất liền chấn động lên, thảo mộc cự thạch cự thụ dưới lực lượng cực lớn, hóa thành cho tàn, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành cho bụi. Đại địa tại lúc Dương Nghị Vân cự trưởng hạ xuống, canh một tiếng nứt ra một vết nứt, hơn nữa càng ngày càng rộng càng dài, oanh một cái cả ngọn núi chia làm hai phân nửa, xuất hiện một cái rộng trăm thước kéo dài ra ngoài hơn ngàn thước đại phân giã. A a a a, từng tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên. Lực lượng cực lớn bộc phát xuống, 3-40 tán tiên cư nhiên vào giờ khắc này cơ hồ trước sau đồng thời kêu thảm thiết. Phòng ngự của bọn họ dưới cự trưởng của Dương Nghị Vân không chịu nổi một kích, nhao nhao nghiền nát, ngay sau đó trong tiếng kêu thảm thiết một đám tán tiên thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành từng đoàn huyết vụ, triệt để tan thành mây khói. Từng trận tính ra, 5-6 gã tán tiên trừ đi 8 gã đối phó mấy người Mai Tỷ. Còn lại 44 tán tiên dưới song trưởng Dương Nghị Vân mất mạng. Pháp tướng chi thân hành động ngàn thước, dung hợp pháp tắc chi lực, mượn thần hồn lực của lão đầu tử, dùng 12 chí tôn đệ nhất là thần thông kim cương chí tôn thi triển ra, liền nhất cử giết chết 44 gã ngũ chuyển tán tiên. Chiến kỹ như thế, uy lực thần thông như thế, đủ để cho cả tán tiên đảo thậm chí là cả tu giả giới khiếp sợ. Dương Nghị Vân cũng bị một kích này của mình kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chí tôn thần thông của lão đầu tử có thể phát huy ra lực lượng to lớn như vậy. Hoặc là nói đây là công lao của lão đầu tử đi, bởi vì giờ phút này toàn thân hắn đều tràn ngập thần hồn lực mà lão đầu tử truyền tới, kim cương chí tôn dung hợp pháp tắc lại không nghĩ tới có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ bệnh này. Nhưng cũng có di chứng, có lẽ là dùng sức quá độ, lực lượng trong cơ thể hắn tiêu hao hơn phân nửa, sau đó pháp tướng chi thân khổng lồ ngàn thước thu nhỏ lại một vòng, từ ngàn thước đến hơn 600 thước. Nhưng mặc dù như thế, hắn giờ phút này đã quen biết một pho tượng sát thần đứng giữa trời đất. Cùng lúc đó, Vạn Thái Cực cùng Tiểu Phượng Hoàng giao thủ. Tiểu Phượng Hoàng đối mặt với Vạn Thái Cực một đôi chộp tới, trực tiếp ở sau khi thét dài miệng phun ra tử sắc hỏa diễm, nàng nhớ kỹ lời Mai Tỷ nói, tốc chiến, ra tay không cần lưu thủ, có thể một lần giết chết là tốt nhất. Cho nên Tiểu Phượng Hoàng vừa xuất kích chính là tử sắc hỏa diễm cường đại,
thiêu đốt vạn thái cực vào chỗ chết. Đương nhiên vạn thái cực cũng không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu, hắn tuy rằng là lục chuyển tán tiên sơ cấp nhưng còn có một đầu kiếm sỉ hổ cường đại tọa kỵ tồn tại, hai thứ cộng lại cùng một chỗ, có thể so với lục chuyển tán tiên trung kỳ, thực lực không thể khinh thường. Tu luyện chi đạo đều có phân thủy lĩnh cảnh giới, 3, 6, 9, 12, chính là tứ đại phân lĩnh của tán tiên, mỗi lần vượt qua một thực lực đều sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên nói vạn thái cực lục chuyển tán tiên này vẫn có thực lực. Bất quá giờ phút này pháp lực của hắn ngưng tụ ra một đôi cự thủ cùng tiểu phượng hoàng tử sắc hỏa diễm đã giao nhau một chỗ. Wapi.info ầm ầm. Trong tiếng nặng nề, chỉ thấy một đôi bàn tay pháp lực ngưng tụ của vạn thái cực tản ra bạch quang chói mắt cùng tiểu phượng hoàng tử sắc hỏa diễm va chạm cùng một chỗ. Sau một khắc vạn thái cực sắc mặt đột biến, ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy hai tay bạch quang chói mắt của mình bị tiểu phượng hoàng tử sắc hỏa diễm đồng hóa. Chỉ là chuyện trong nháy mắt. Một đôi pháp lực ngưng tụ chi thủ của hắn, lại bị đồng hóa, thậm chí có thể nói là bị tiểu phượng hoàng tử hỏa diễm cắn nuốt. Điều này làm cho vạn thái cực sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau mà đi. Bởi vì tiểu phượng hoàng tử sắc hỏa diễm dư thế không giảm trực tiếp hướng về phía hắn tập kích mà đến. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu không để ý tới, tiểu phượng hoàng tử sắc diễm tuyệt đối có thể đả thương hắn. Nhưng mà chính là lúc này. Vạn thái cực cảm giác sắc trời đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó hắn cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại, xung phật ở toàn bộ Chí Tôn Sơn. Trong dư quang vạn thái cực vừa vặn thấy được Dương Nghị Vân lấy hai tay che trời che nắng chụp xuống, 44 gã ngũ chuyển tán tiên không ai may mắn thoát khỏi, thân thể bọn họ từng người từng cái nổ tung ra, giống như những ngọn núi kia là cỏ cây, hóa thành cho bụi. T. Vạn thái bình ngược lại hít khí lạnh. Hắn chưa từng nghĩ tới có người dưới hai tay có thể vỗ chết 44 gã ngũ chuyển tán tiên. Quá hắn đáng sợ sao, thủ bút lớn như thế, đại thần thông, sợ là chỉ có mấy tán tiên lão tổ kia mới có thể làm được chứ. Đang nhìn trên mặt đất nứt ra khoảng cách lớn kia, một cỗ hàn khí từ xương sống vạn thái bình dâng lên. Lúc này trong lòng vạn thái bình chỉ có một ý nghĩ, chạy. Trong mắt hắn tu vi yếu nhất Dương Nghị Vân ngược lại là nhân vật lợi hại nhất, hoặc là có thể nói. Dương Nghị Vân bên người những thần thú thần cầm này cũng không có mấy cái yếu. Lúc này Vạn Thái Bình bị bút tích của Dương Nghị Vân chấn nhiếp đến, hắn lúc này phân tâm, một phần thần liền chịu thiệt. Bởi vì tiểu phượng hoàng một đạo hỏa diễm thiêu đốt trên người hắn. A! À, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Vạn Thái Bình truyền ra. Nếu hắn là bất phân tâm mà nói, là có năng lực tránh thoát tiểu phượng hoàng này một đạo dư ba hỏa diễm. Kết quả vừa lúc bên kia Dương Nghị Vân đối với 44 tán tiên động thủ, động tính kinh thiên làm cho vạn thái cực phân tâm, lần này liền chịu thiệt. Ngọn lửa màu tím của tiểu phượng hoàng cũng không phải là đùa giỡn, phi thường bá đạo. Mặc dù là dư ba, nhưng lần này cũng làm cho vạn thái cực nếm được tư vị phong hỏa hỏa diễm thiêu đốt cái gì. Trong tiếng kêu thảm thiết, vạn thái cực lại một chút hoảng sợ, tử sắc hỏa diễm trên người hắn cư nhiên không dập tắt được, còn không có hỏa diễm gì không dập tắt được. Dù cho hắn dùng tán tiên địa nguyên lại diệt, cũng vô ích, ngược lại cảm giác lực lượng của hắn bị tử sắc hỏa diễm cắn nuốt. Lần này vạn thái cực sợ hãi. Càng không dám ở lại, trong đầu một khắc trước còn muốn bắt được một đầu phượng hoàng đến tu luyện, hiện tại cũng đã ném lên 9 tầng mây. Vê vút một cái, vạn thái cực nhịn một đóa hỏa diễm không dập tắt được trên ngực chạy thoát. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét dài vang lên bên tai hắn. Chi? Vạn thái cực chỉ cảm giác Ailino hoa, tựa hồ là một đạo màu vàng rực rỡ hiện lên. Sau một khắc hắn cũng cảm nhận được, cổ mình một trận lạnh lẽo. Phốc! Giữa không trung vạn thái cực, nghe được một tiếng phun nước dưới áp lực nặng nề. Ngay sau đó hắn mở to hai mắt, rốt cục thấy rõ kim quang vừa rồi là cái gì, không có bất kỳ linh lực ba động nào là có thể tới gần hắn, mấu chốt là dán vào cổ hắn chợt lóe rồi biến mất, tốc độ so với lục chuyển tán tiên như hắn còn nhanh hơn. Cũng không nhìn rõ ràng. Cũng là con trồn bên người Dương Nghị Vân, triển khai hai cánh bay ở giữa không trung chắn ở trước mặt hắn. Giống. Lúc này tòa kỵ kiếm sỉ hổ của vạn thái cực tựa hồ mới phát hiện ra một đại địch, hậu chi hậu giác hướng về phía Điêu Nhi giống một tiếng. Nhưng đối với vạn thái cực mà nói tất cả đều xong. Bởi vì cổ của anh ta đồng loạt bị gãy. Nghe được tiếng phun nước chính là cổ hắn sớm phun máu, hoặc là nói là dò dỉ khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ý thức hắc vạn thái cực trước mắt lâm vào trong bóng tối. Lúc này trên mặt đất kỳ thật còn có một người không nhúc nhích,
đó chính là Mỹ Phụ Tán Tiên của Thông Tiên Cung, nàng ngay từ đầu không muốn cùng Dương Nghị Vân làm địch, cho nên người khác đều xông lên sau đó nàng không khởi hành, chỉ là đang quan sát chiến trường, nàng thấy được uy pháp tướng song trưởng khổng lồ ngàn mét của Dương Nghị Vân, thấy được Tiểu Phượng Hoàng bá đạo tử sắc hỏa diễm tập kích vạn thái cực. Ngay sau đó lại thấy được cái loại phi thiên thần điêu hóa thành một đạo kim quang nhanh như tia chớp, ở trên cổ vạn thái cực muốn chạy trốn xẹt qua, sau đó liền nhìn thấy vạn thái cực trợn hai mắt thật lớn, một cái đầu chuyển nhà, từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp rơi xuống tiến vào trong khe lớn mà Dương Nghị Vân song trưởng bổ ra. Tiếp theo là thi thể không đầu của vạn thái cực từ trên lưng kiếm sỉ hổ lăn xuống. Nhưng con trồn kia lại lần nữa lắc mình, đi thẳng về phía thi thể vạn thái cực, nhưng tòa kỵ của vạn thái cực lại hướng về phía Điêu Nhi giống lên một tiếng, kết quả Điêu Nhi toàn thân lông lông đứng ngược đứng lên, hướng về phía tòa kỵ kiếm sỉ hổ của vạn thái cực phát ra một tiếng gầm thẳng xuyên qua mây bay chi. Một tiếng gầm đâm thủng màng nhĩ qua đi, kiếm sỉ hổ không chút do dự xoay người bỏ chạy, căn bản không dám đối rằng với Điêu Nhi. Tiếp theo, Điêu Nhi hóa thành một đạo kim quang thoáng cái xuyên thấu thân thể vạn thái cực, sau một khắc vạn thái cực ngũ đầu thân thể tứ phân ngũ liệt, nhưng trên móng vuốt nhỏ của Điêu Nhi xuất hiện một khỏa pháp lực đạo tâm. Trong mí mắt Mỹ Phụ Thông Tiên Cung nhảy thẳng, Điêu Nhi một ngụm cắn nuốt pháp lực đạo tâm thuộc về vạn thái cực. Đến lúc này vạn thái cực hoàn toàn tan thành mây khói. Cùng lúc đó, long minh của Mai Tỷ vang vọng khắp chân trời, vài tán tiên ngay từ đầu đã đánh chủ ý với nàng, cũng là sau khi bị Dương Nghị Vân chém giết hơn 40 tán tiên chấn nhiếp, phân tâm, kết quả bị Mai Tỷ một kích thần long đuôi càn quét qua tai, tiếp theo thét dài một tiếng một ngụm kim sắc long tức phun ra, trực tiếp đem 4 gã tán tiên bốc hơi, hóa thành hư vô. Hôm nay chị Mai một ngụm rồng, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Về phần sau khi thiên hồ hóa thân trên mặt đất, đồng dạng có 3 người không muốn sống xông lên, lại bị hai tròng mắt thiên hồ bộc phát ra hồng quang long bao phủ nhiếp hồn, 3 tán tiên lúc này ánh mắt liền tan rã, cư nhiên bắt đầu đánh nhau. Thiên hồ tuy rằng là một người trong mấy người tu vi tương đối yếu, nhưng nàng lại là cửu vĩ hồ chân chính, hồ tộc trời sinh có thuật mị hoặc, trong đôi mắt bộc phát ra màu đỏ chính là thần thông nhiếp lòng người thần. Trực tiếp làm cho 3 tán tiên chúng chiêu bóp nhau, căn bản không có lông bị đánh thiên hồ. Một khắc nào đó thiên hồ cửu vĩ hướng về phía 3 tán tiên phân biệt mà đi, muốn một kích đánh chết 3 người. Oanh oanh oanh. Một trận hỗn loạn qua đi, đã thấy trên người 3 tán tiên quang mang đại tác, tất nhiên đem cửu vĩ của thiên hồ ngạnh xanh chống lại. Đây là phòng ngự độc đáo của tán tiên, cái đuôi thiên hồ không có phá vỡ phòng ngự của 3 người, ngược lại vào một khắc sau làm cho 3 tán tiên tỉnh táo lại. Phòng ngự của thiên hồ chỉ để cho 3 tán tiên thủ đánh vào hộc máu. Nói cho cùng vẫn là thiên hồ tu vi kém một bậc, cùng ngũ chuyển tán tiên giữa đó chênh lệch lớn hơn rất nhiều. 3 tán tiên bị đánh tỉnh táo lại nhất thời giận dữ vọt về phía thiên hồ. Loại tình huống này chẳng khác nào cục diện không khống chế được mà bị cắn trả, trong lúc nhất thời thiên hồ ngược lại lâm vào nguy nan. Nàng sử dụng mị hoặc chi nhãn cũng là có đại giới, là có hạn chế, không phải tùy thời đều có thể dùng, bị 3 tán tiên phản công lại, thiên hồ trong lúc nhất thời sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá nàng có thể dùng lực một kích, thoáng cái mê hoặc 3 ngũ chuyển tán tiên, năng lực bận này đã xem như nghịch thiên. Giờ khắc này thiên hồ nhìn gần trước mắt, 3 tán tiên mặt mì dữ tợn nhào tới cười khổ nói, vẫn còn thiếu một đoạn, nếu cho ta một con giáp thời gian tu luyện, 3 tán tiên này bức chết. Trong lòng cười khổ, thiên hồ nhắm hai mắt lại, sau khi nàng thi triển mị hoặc chi nhãn thân thể tiến vào suy yếu kỳ, không có lực lượng đi phản kháng. Hãy rầm rập. Sau đó lập tức 3 tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà thiên hồ thì là chờ nửa ngày không cảm thụ công kích, mở mắt nhìn lại, cũng là Dương Nghị Vân đổ long kiếm lơ lửng ở trước mặt nàng, mà giờ phút này Dương Nghị Vân thì là thu hồi pháp tướng biến trở về hình thể bình thường, cười tủm tỉm nhìn nàng. Không sao đâu. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không nhìn thiên hồ bị thương, trên thực tế hắn vẫn đang quan sát tình huống mấy người các nàng trong sân. Một hồi đại chiến xuống tới, Dương Nghị Vân rất vui mừng. Thực lực của mọi người đều so sánh mấy trăm năm trước, có biến hóa về chất. Mai Tỷ hiện tại một ngụm long tức đã đạt tới trình độ cơ hồ có thể dây ngũ chuyển tán tiên, mà Tiểu Phượng Hoàng tử sắc hỏa diễm hiện tại trực tiếp có thể uy hiếp tán tiên cấp bậc lục chuyển sơ kỳ, rất cường đại. Điêu Nhi càng không cần phải nói ra tay quả thực là quỷ mị giống nhau, cho Dương Nghị Vân cảm giác, Điêu Nhi một đôi sắc bén, bất luận cao thủ phòng ngự đều có thể phá. Wap.info. Thiên hồ cũng không tệ. Lúc trước nhìn thấy hai mắt nàng bộc phát hồng quang, 3 tán tiên chính mình liền loạn lên, tuy rằng cuối cùng không thể đánh chết 3 tán tiên,
nhưng có thể làm cho ba tán tiên tự loạn trận cước, đây đã là thủ đoạn rất lớn. Dương Nghị Vân nghĩ đến hẳn là thuật mị hoặc độc đáo của hồ tộc, hiện tại thiên hồ đã có thể mơ hồ tán tiên cấp bậc ngũ chuyển, nếu chờ tu vi của nàng tiến thêm một bước, ba cái ngũ chuyển không đủ nàng xem. Coi như là tình huống hiện tại, chỉ cần cho thiên hồ bên người một trợ thủ, thiên hồ thi triển mị hoặc thuật mơ hồ hồ địch nhân, một người khác xuất thủ giết địch, quả thực chính là tồn tại vô địch. Vừa rồi nhìn thiên hồ thiếu chút nữa bị ba tán tiên cắn trả, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không để cho nàng bị thương, tản đi pháp tướng chi thân, một nhà đi ra liền chém ba tán tiên, xuất hiện ở trước mặt thiên hồ. Thiên hồ nhìn thấy Dương Nghị Vân xuất hiện trước mắt, đáy mắt thoáng hiện lên một tia tinh quang, mở miệng nói cảm ơn. Nàng đích xác cũng bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Dương Nghị Vân khóe miệng nhếch lên, tại sao phải khách khí như vậy, ta cũng là thuận tay mà làm. Chủ yếu là ngươi làm cho ba tán tiên tâm thần loạn, bằng không chém giết bọn họ cũng không thoải mái như vậy. Trung quy vẫn là ngươi thực lực cường đại, điểm này không thể phủ nhận. Thiên hồ sau khi thả lỏng, bạch quang toàn thân chợt lóe lên thành hình người mỉm cười, nhưng giờ phút này trán nàng đều là mồ hôi, sắc mặt cũng có vẻ rất tái nhợt. Ngồi xuống điều trị một chút rồi nói sau, Dương Nghị Vân biết thiên hồ lúc trước mê hoặc ba tán tiên, tất nhiên cũng là thi triển bí pháp nào đó, thường thường càng là bí pháp. Tất nhiên sẽ đi ra ngoài đại giới. Hắn cũng giống như vậy, mặc dù vừa rồi nhất cử chém giết hơn 40 tán tiên, có một bộ phận trợ lực cũng là đến từ thần hồn lực của lão đầu tử, nhưng hắn đồng dạng cũng cảm thấy suy yếu, càng là uy lực cường đại sát chiêu, lại càng tiêu hao khá lớn. Trong lúc nói chuyện hắn cho thiên hồ hai khỏa mẫu thụ linh đào, nhưng nàng khôi phục điều trị. Thiên hồ cũng không khách khí với Dương Nghị Vân, tiếp nhận hai khỏa linh đào phục dụng bắt đầu điều trị. Giờ phút này, chị Mai đi tới nói, Vân Tử là người phụ nữ nào thì làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân vừa quay đầu, Mỹ Phụ Thông Tiên Cung xa xa bị Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi vây quanh như hổ rình mồi, nếu không phải nữ nhân này từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không động thủ, sợ là Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi đã sớm động thủ. Đối với Thông Tiên Cung Mỹ Phụ Dương Nghị Vân biết người ta ngay từ đầu đối với mình không có ác ý, thậm chí còn truyền âm nhắc nhở nàng chạy trốn, hắn cũng tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Đi qua nhìn xem, nàng không phải địch nhân. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ nói chuyện, đi về phía Mỹ Phụ Tiền Thông Tiên Cung. San Hồng, Hương Hương lui ra, nàng không phải địch nhân. Dương Nghị Vân để cho Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng thả lỏng giải thích cho Mỹ Phụ Thông Tiên Cung. Giờ phút này Diệu Huyền nhìn, nghe Dương Nghị Vân đi về phía nàng, trong ánh mắt phi thường phức tạp, đương nhiên phần phức tạp này của nàng càng nhiều hơn, đối với thực lực của Dương Nghị Vân phức tạp. Trước nàng còn nhắc nhở Dương Nghị Vân chạy trốn, nàng còn muốn giúp Dương Nghị Vân chu toàn một chút, ai biết trong nháy mắt Dương Nghị Vân cùng đồng bọn của hắn liền giết sạch tất cả tán tiên, trong đó còn có một gã lục chuyển tồn tại. Thủ đoạn thực lực như thế hôm nay khiến Diệu Huyền khiếp sợ vô cùng. Đồng thời trong lòng Diệu Huyền cũng may mắn, hôm nay nàng không động thủ, càng may mắn chính là Dương Nghị Vân cùng Thông Tiên Cung chất nữ Tử Hà là quan hệ sư tỷ đệ, nàng mới có thể ở tại suy nghĩ Tử Hà. Mà đối với Dương Nghị Vân không động thủ, thậm chí muốn giúp hắn. Nhưng hiện tại xem ra, nàng lúc trước lo lắng đều dư thừa, thực lực của Dương Nghị Vân vượt quá tưởng tượng. Nếu là ngay từ đầu nàng liền đi theo tán tiên khác đối với Dương Nghị Vân động thủ, lúc này nàng cũng đã chết. Nhưng đồng thời Diệu Huyền lại một lần nữa lo lắng, bởi vì nàng biết kế tiếp tất nhiên sẽ là tam thập lục đại đỉnh núi cao giai tán tiên ra tay, động tính hôm nay quá lớn, tuyệt đối đã kinh động những lão quỷ tu luyện trong núi. Thậm chí không chừng ba vị tán tiên lão tổ đại biểu cho mấy đại thánh địa cũng đều biết chuyện vừa xảy ra, nếu là những tán tiên cao giai kia ra tay hoặc là tam đại tán tiên lão tổ ra tay, Dương Nghị Vân cho dù cường đại, phỏng chừng hôm nay cũng treo. Có thể một hơi chém giết hơn 40 ngũ chuyển tán tiên, cũng không có nghĩa là có thể chém chết lục chuyển tán tiên cao giai. Giữa 5 chuyển và 6 chuyển, nghe có vẻ chỉ chênh lệch một chuyển cảnh giới, kỳ thực lực chênh lệch giữa mây bùn. Còn nữa mấy người Dương Nghị Vân có thể chém giết vạn thái cực lục chuyển sơ kỳ, cũng không nhất định có thể giết được tán tiên lục chuyển cao giai hoặc là lục chuyển hậu kỳ. Lúc này Diệu Huyền một mặt chấn động thực lực của Dương Nghị Vân, một mặt cũng đang lo lắng cho hắn, chuyện kế tiếp hắn có thể ứng phó được hay không. Đối với lục chuyển tán tiên trong tam thập lục đại sơn mà nàng quá hiểu rõ. Lần này ở Chí Tôn Sơn Dương Nghị Vân chẳng khác nào đem tán tiên đảo thiên đâm thủng. Cũng may trước mắt đi ra trên cơ bản là quần thể tán tiên do mấy đại thánh địa cầm đầu, đám tán tu tán tiên còn chưa đi ra, ở Chí Tôn Sơn tự nhiên còn có tán tu tán tiên tồn tại.
Lúc này Diệu Huyền nghĩ chính là, Dương Nghị Vân hẳn là cảm tạ thánh địa cầm đầu tông môn tán tiên, cùng tán tu tán tiên thủy chung không hòa thuận, nếu không những tán tu tán tiên kia gia nhập vào, Dương Nghị Vân kia chính là cùng tán tiên toàn bộ tán tiên đảo là địch. Ngay khi Diệu Huyền nghĩ đến những chuyện này, Dương Nghị Vân đi tới trước mặt nàng nói, ngươi đi thôi, ta sẽ không làm khó ngươi, hôm nay cảm ơn ngươi truyền âm nhắc nhở, phần nhân tình này Dương Nghị Vân ta vài cái. Diệu Huyền nghe Dương Nghị Vân nói chuyện cười khổ, nàng tự nhiên sẽ đi, tuyệt đối sẽ không lưu lại, nhưng trước khi đi nói cho nàng vẫn sẽ nói, coi như là cho chất nữ tử Hà một cái công giải. Nhìn Dương Nghị Vân, Diệu Huyền trực tiếp mở miệng nói, thông tiên cung tử Hà muốn gọi ta là cô, ta là Diệu Huyền. Đây là câu đầu tiên, một ngụm Diệu Huyền liền lộ ra thân phận, ý tứ là chuyện của Dương Nghị Vân hắn biết một ít, cũng là nói cho Dương Nghị Vân, Diệu Huyền ta có thể xem như ngươi bằng hữu, sẽ không hại ngươi. Dương Nghị Vân nghe được Diệu Huyền nói chuyện, hắn ngẩn người một chút, lúc này rốt cục hiểu được Mỹ phụ thông tiên cung này vì sao lại ra miệng khuyên can hắn. Cũng không có đối với hắn phát ra ác ý, nguyên lai là cô của tiểu sư tỷ tử Hà trong truyền thuyết. Nói như vậy, quan hệ còn chân thật tiến thêm một bước. Nghĩ đến Diệu Huyền biết quan hệ của hắn và tiểu sư tỷ tử Hà, chính là năm đó tu chân giới hắn cùng mấy đại thánh địa chi nhân có gút mắc, hoặc là nói là đương kim tu chân giới thông tiên cung cung chủ Diệu Âm nói cho nàng biết, điểm này không kỳ quái, tán tiên đảo tán tiên vẫn luôn cùng tu chân giới có liên hệ, Diệu Huyền biết chuyện của hắn không kỳ quái. Chẳng qua Dương Nghị Vân tin tưởng, Diệu Huyền tuyệt đối không biết sư phụ của hắn và tiểu sư tỷ tử Hà sẽ là Vân Thiên Tà, chính là chủ nhân Chí Tôn Sơn, nếu không phỏng chừng nàng sẽ không lo lắng cho mình. Nếu là cô của tiểu sư tỷ tử Hà, Dương Nghị Vân liền không thể không coi trọng vài phần, lúc này hành lễ nói, gặp qua Diệu Huyền tiền bối, lúc trước vô lễ còn xin thứ lỗi. Diệu Huyền cười khổ nâng Dương Nghị Vân nói, lúc này còn khách khí cái gì, ta hiện tại chính là muốn hỗ trợ, cũng không giúp được. Vân tử nghe ta nhanh chóng rời khỏi Chí Tôn Sơn đi, ngươi xem như thực lực vượt xa người bình thường, nhưng cao thủ chân chính Chí Tôn Sơn ở Tam Thập Lục Đại Sơn, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, sợ là đã kinh động bọn họ, mau rời đi đi, buổi tối các ngươi liền đi không được. Nói thật trong Chí Tôn Sơn không chỉ có tông môn cầm đầu tán tiên quần chúng, còn có tán tu tán tiên quần thể. Ngươi hôm nay ở trên Chí Tôn giết chóc nặng như vậy, người không chừng tán tu tán tiên phương cũng sẽ nhảy ra tìm ngươi phiền toái. Chí Tôn Sơn ở trong lòng tất cả tán tiên đảo tán tiên là thánh địa, người ở Chí Tôn Sơn giết nhiều tán tiên như vậy, bọn họ sẽ cho rằng ngươi đang khinh nhờn Chí Tôn Sơn, tông môn tán tiên một phương có tam đại tán tiên lão tổ, tu vi đều ở lục chuyển đại viên mãn đỉnh phong, thậm chí ba vị lão tổ đem tu vi áp chế ở lục chuyển đỉnh phong đã mấy ngàn năm, chân chính là tu vi thông huyền tồn tại. Mà tán tu tán tiên một phương đồng dạng có ba vị nhân vật cấp bậc lão tổ, không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật sự không thể trêu vào. Không nói đến lục đại tán tiên lão tổ, chỉ cần trong 36 ngọn núi lớn, tông môn tán tiên một phương đã có 10 đại cao giai tán tiên, tu vi mỗi người đều là lục chuyển hậu kỳ, thật sự, thừa dịp bọn họ còn chưa ra khỏi núi, các ngươi mau chạy đi. Dương Nghị Vân cười khổ một chút nói, muốn đi sợ là không kịp rồi, bọn họ đã tới rồi, hơn nữa ta cũng không có ý định chạy, đó không phải là phong cách của ta. Cái gì, nó đã đến chưa? Diệu Huyền kinh hô. Nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy người, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không phải vật trong ao, đường đường ngũ chuyển tán tiên ta cũng không phát hiện có người đến, hắn cư nhiên liền phát hiện. Bất quá Diệu Huyền không chút hoài nghi Dương Nghị Vân, bởi vì đã dùng thực lực cùng sức chiến đấu chứng minh chỗ hơn người của mình. Dương Nghị Vân gật gật đầu với Diệu Tiên nói, đúng vậy, đã tới rồi, cho nên ta chạy không thoát, cũng không muốn chạy, Diệu Huyền tiền bối ngươi lảng tránh đi, ta không muốn để cho ngươi khó xử. Nghe Dương Nghị Vân chỉ cần giọng điệu tràn ngập kiên quyết, Diệu Huyền biết khuyên không được Dương Nghị Vân, thở dài một tiếng xoay người rời đi, bởi vì nàng đã tận lực, hơn nữa cũng không thể hòa giải được. Nàng biết mình rời đi là lựa chọn chính xác, dù sao những người khác đều bị Dương Nghị Vân giết chết, duy chỉ có nàng cư nhiên không có việc gì, bị người nhìn thấy cũng nói không rõ, cho nên Diệu Huyền không chút do dự rời đi. Về phần Dương Nghị Vân thì nhìn chằm chằm trên núi cao xa xa. Giờ phút này vị trí của mấy người bọn họ kỳ thật đã sắp đến đỉnh núi 72 Trung Sơn giai đoạn 2, dưới mắt nhìn khoảng cách bước vào Chí Tôn Sơn giai đoạn thứ 3 36 Đại Sơn cũng chỉ gần ngàn thước. Lẽ ra thần thức trên Chí Tôn Sơn triển khai có hạn, hắn căn bản là nhìn không thấy cách đó ngàn thước, bất quá có lão đầu tử thần hồn lực lượng mượn sau đó, hắn có thể phát hiện trên núi cao cách đó ngàn thước có người đến cũng không kỳ quái.
Giờ phút này ở trong cảm giác của Dương Nghị Vân ước chừng có 10 đạo khí tức cường đại từ đỉnh núi các nơi mà đến, 10 đại đạo khí tức mỗi một đạo đều phải cao hơn vạn thái cực cái kia cấp bậc một mảng lớn. Wap.info. Tiểu tử thúi để cho những người khác tiến vào càn khôn bình không gian đi, tới là tất cả đều là tu vi thế lực lục chuyển hậu kỳ, xa xa không phải vạn thái cực cấp bậc kia có thể so sánh, cấp bậc các nàng không phải là đối thủ, ngược lại sẽ trở thành trắc trở của ngươi. Lúc này thanh âm của lão đầu tử vang lên trong đầu. Dương Nghị Vân nghe được lão đầu tử nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lên, hắn biết ở tình huống bình thường, lão đầu tử rất ít mở miệng, nếu lão đầu tử nhắc nhở, vậy tuyệt đối không phải hạng người phiếm. Lục chuyển hậu kỳ, cũng đích xác xem như cao thủ, dựa theo lời kể của Diệu Huyền lúc trước, trên 36 ngọn núi, có 10 đại tán tiên cao thủ, hiện tại xem ra hẳn là 10 người này. Về phần tán tiên lão tổ trong miệng Diệu Huyền, cũng là cấp bậc lục chuyển đỉnh phong, hơn nữa là ở đỉnh phong áp chế mấy ngàn năm lão quái vật, hôm nay có thể hay không đi ra Dương Nghị Vân không biết, trong lòng cũng không có chút lo lắng, nhưng lão đầu tử cho tới bây giờ, còn chưa nói qua lời khiến hắn nhận tội. Nghĩ đến lão già vẫn có sức lực chứ? Đương nhiên Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, không thể cái gì cũng đi ỷ lại lão đầu tử. Tuy rằng Chí Tôn Sơn này là đạo tràng của lão đầu tử, nhưng so vai lão đầu tử cũng không biết bao lâu không tới nơi này. Mặt khác nhược điểm lớn nhất chính là, lão đầu tử trung quy vẫn là thần hồn chi thể, không ra được, thời khắc sinh tử có lẽ còn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lập tức Dương Nghị Vân nói với mấy người Mai Tỷ sau đó, thu bọn họ tiến vào trong càn khôn bình không gian. Đương nhiên mấy người Mai Tỷ muốn lưu lại, nhưng ở trước mặt Dương Mỗ bá đạo, tất cả phản kháng đều là vô ích, chào hỏi mấy người các nàng sau đó không nói hai lời trực tiếp đem mấy người các nàng tất cả thu vào càn khôn bình không gian. Cũng chính là vào lúc này, trong tầm mắt 10 đạo khí tức cường đại hoặc là nói là lục chuyển hậu kỳ tán tiên cao thủ xuất hiện trước người hắn 30 thước. 10 tán tiên cao thủ lục chuyển hậu kỳ, 7 nam 3 nữ, có già có trẻ xuất hiện. Mỗi một người trên người đều tản ra khí tức ngút trời. Không ai nói chuyện, vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa sân, một đám ánh mắt thẳng cầu cầu nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Dưới bầu không khí bận này, đổi lại là tu sĩ bình thường, đối mặt 10 cái cường đại tán tiên uy áp đều có thể hỏng mất. Nhưng Dương Nghị Vân vừa vặn là một dị chủng. Đừng nói uy áp của 10 cái lục chuyển hậu kỳ của bọn họ đè lên người hắn, cho dù là 100 cái cũng không sao cả. Bởi vì lão đầu tử thần hồn lực ở trên người hắn, khí thế uy áp gì đó, đối với hắn mà nói không tồn tại. Lực uy áp của ai có thể chống lại thập nhị kiếp tán tiên? Tuy rằng lão đầu tử không mượn thân thể của hắn chiến đấu, nhưng lại đem thần hồn lực của hắn cho mình mượn, loại tình huống này, Dương Nghị Vân há có thể bị 10 cái lục chuyển tán tiên uy áp khí thế dọa sợ. 10 tán tiên đều không nói gì, mỗi người đều là bộ dáng bức cách rất cao. Nhưng bị Dương Nghị Vân trực tiếp không để ý khí thế uy áp của bọn họ. Lần này 10 tán tiên sắc mặt khác nhau, có người mặt không chút thay đổi, có người khóe miệng giật giật. Giống như một quyền đánh vào trên nắm đấm. Rốt cục có một thiếu niên nhìn qua chỉ mới 16-17 tuổi mở miệng. Tiểu tử kia ngươi có vài phần bản lĩnh, một hơi giết tán tiên số 450 ngũ chuyển, đích xác không tệ, nhưng cũng sai rồi, ngươi không nên dương oai ở Chí Tôn Sơn. Hôm nay mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, cũng phải để cho ngươi thân tử đạo tiêu, không ai có thể ở Chí Tôn Sơn không kiêng nể gì giết người. Càng không ai dám giết mấy chục tán tiên, cái này về ma đầu có một sự khác biệt, bổn tọa xem ngươi là thật nhập ma, trừ diệt ngươi bổn tọa không thẹn, đạo tâm sẽ không bị ảnh hưởng, ngươi là tự sát, hay là để cho ta chờ động thủ. Dương Nghị Vân nheo mắt lại, trạng thái toàn thân đạt tới đỉnh phong, hắn sẽ không khinh thường bất luận địch nhân nào, cho dù giờ phút này đối với hắn lớn tiếng không biết xấu hổ chính là một thiếu niên hơn 10 tuổi. Hoặc là nói căn bản không phải thiếu niên. Mà là một lão quái vật đã tu luyện bao nhiêu năm. Tu sĩ cho tới bây giờ không thể nhìn bề ngoài. Nghe thiếu niên này nói chuyện, Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng nói, lúc trước có người nói với ta những lời tương tự, bất quá đã chết, người cũng muốn chết. Ta chẳng qua là muốn lên trên ngọn núi Chí Tôn mà thôi, cùng các ngươi vào nước không phạm nước sông, các ngươi là tán tiên cao cao tại thượng, vô sỉ không biết xấu hổ nhìn chặn đường cướp bóc. Đánh không lại liền hô tới từng đợt người. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một cái mũ lớn há mồm liền cài trên đầu ta, một lời không hợp liền giết người. Ngươi nói tôi là ma đầu. Sau đó, tôi hỏi ngươi, hỏi bạn, lúc trước những tán tiên chặn đường cướp bóc ta, đối với bằng hữu bên cạnh ta nổi lên tham niệm, rõ ràng muốn làm của riêng, lại tìm cho ta một đống mũ đen,
há mồm muốn giết ta những tên khốn kiếp kia có tính là ma đầu hay không? Năm đó Tán Tiên Đảo các người phái đi tu chân giới Chu Ma Tán Tiên, cấu kết ma tộc, ý đồ tiêu diệt hơn 10 vạn đệ tử đầu cửa Vân Môn Tiên Cảnh, ta có tính là ma đầu hay không? Ngươi hoặc bạn nói với tôi, ma đầu là gì? Dương Nghị Vân ta là ma đầu, vậy những người các ngươi có phải cũng coi như không? Ha ha, tư thái cao a, đánh nhỏ đến lớn, giết ít người già, vừa xuất hiện liền tự xưng là cường giả cao nhân, 10 người đều là vô sỉ không biết xấu hổ, cùng. Khi phóng thích khí thế uy áp cho tiểu gia ta, đáng tiếc a, chút khí thế uy áp này của các ngươi đối với tiểu gia ta vô dụng. Hiện tại dưới cảm giác uy áp không có ta quỳ xuống, bắt đầu muốn động thủ sao? Được, động thủ liền động thủ, chúng ta có thể không nên giả vờ vô sỉ như vậy sao? Đi lên chính là ánh mắt mọc ở trên trán, một bộ dáng ta là thiên vương lão tử, há mồm muốn tiểu gia ta quỳ xuống tự cắt. Ha ha, ngươi đặc biệt lấy đâu ra cái tôi tốt, ai cho ngươi tự tin a? Để cho tiểu gia ta tự sát a? Ngươi tính là cái rắm, cho rằng Tán Tiên lục chuyển hậu kỳ liền thiên hạ vô địch. Hay là nói những lão vương bát đản của các ngươi ở Tán Tiên đảo này không gian khép kín này thời gian dài, đầu óc tú đùa. Nói cho tiểu gia các ngươi biết số lượng lục chuyển Tán Tiên một tay đã giết qua tuyệt đối đã có. Muốn đánh nhau thì nhanh lên, đừng chỉnh đốn những kẻ hư kia, hiện tại tiểu gia chỉ tin tưởng nắm đấm, hôm nay các ngươi muốn tiểu gia ta tự sát, tiểu gia còn muốn đám vương bát đản các ngươi xuống địa ngục. Không phải là giết người sao, có bản lĩnh liền đi lên. Dương Mỗ đối mặt với 18 tiên lục chuyển hậu kỳ, càng mắng càng trơn tru, đáy lòng cũng càng nóng. Trên thực tế mà nói, thật đúng là tình huống này, mặc kệ như thế nào, những tán tiên này đều là quần thể tông môn, đều có vòng tròn nhỏ của mình, vốn là vô sỉ, nói là báo thù, nhưng cửu oán trong đó nói đến cùng, vẫn là những thế lực thánh địa này đang tìm hắn gây phiền toái. Bất kể là người tu chân giới thánh địa, hay là tán tiên xuất thân từ thánh địa Tán Tiên đảo, toàn bộ đều là một đức hạnh. Cho nên Dương Mỗ mắng chửi hỏa khí trong trung tâm không những không bởi vì vừa mới chém giết mấy chục ngũ chuyển tán tiên mà bình ổn, ngược lại càng thêm nóng nảy. Không còn cách nào khác, quá khinh người quá đáng, lão đại nhỏ mạnh yếu, vừa mở miệng liền cao cao tại thượng, một bộ mặt ghê tởm nắm giữ nhân sinh chết, để cho ngươi chết liền chết, để cho ngươi sinh liền sinh. Loại cảm giác cùng tư thái này quá khiến Dương Mỗ không thoải mái. Ngươi, ngươi, tán tiên tướng mạo thiếu niên giơ ngón tay lên, Dương Nghị Vân khí nói không nên lời. Những thứ khác chỉ có một tán tiên cũng đồng dạng là biểu tình xanh một trận trắng một trận trên mặt, không có biện pháp bị Dương Nghị Vân tất cả đều mắng chửi, ở trong sự nghiệp tu đạo của bọn họ, tựa hồ còn chưa từng có người nào nguyền rủa bọn họ như thế. Một tên hậu bối không biết bầu trời dày bao nhiêu, nói chuyện với hắn vớ vẩn cái gì, cứ giết đi, người vẫn có thể đảo lộn bầu trời, giết. Đúng lúc này, một người đàn ông cường tráng trông giống như một tháp sắt trực tiếp lên tiếng, hiển nhiên anh ta là một người nóng nảy. Một lời chém giết được khép lại, người đàn ông mạnh mẽ này dẫn đầu, bước ra ngoài, khoảnh khắc tiếp theo anh ta đã xuất hiện bên cạnh Dương Nghi Vân, và trong tiếng gầm rú, nắm đấm lớn của món thịt hầm đập thẳng vào cửa trước của Dương Nghi Vân. Nhìn thấy đại hán tấn công bằng một cú đấm, đồng tử của Dương Nghi Vân đột nhiên co lại. Đúng là thực lực của những bất tử phân tán này tu luyện ở giai đoạn cuối của cuộc cách mạng thứ 6 là khác nhau, cái gọi là nhìn thoáng qua toàn bộ con báo là như thế này, nhìn người đàn ông mạnh mẽ như một tháp sắt, chỉ cần bước một bước mà không sử dụng bất kỳ mana nào cũng có thể lập tức xuất hiện trước mặt anh ta như dịch chuyển tức thời, Dương Nghi Vân biết 10 vị bất tử phân tán hàng đầu vượt xa cấp độ của Loan Thái Cực. Mặc dù nghe có vẻ chỉ có hai cảnh giới nhỏ, nhưng nói về một cảnh giới cơ bản và một thiên đường nặng nề không phải là vô ích. Web.info. Giai đoạn đầu và giữa, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối và đỉnh cao của đại viên mãn đều là sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhà sư ở cấp độ này. Toàn thân Dương Nghi Vân lóe lên quầng sáng sặc sỡ, thúc giục quần áo bảo vật sặc sỡ, khịt mũi lạnh lùng, ngẩng đầu lên đánh vào người đàn ông to lớn của tháp sắt một đấm. Hắn không sử dụng sức mạnh thần thông của ông lão. Hắn cũng muốn xem liệu mình có thể gặp được những người bất tử bị phân tán ở giai đoạn cuối của cuộc cách mạng thứ 6 chỉ bằng thực lực của mình hay không, hay là chênh lệch bao nhiêu. Va chạm nắm đấm. Bùm. Tiếng rầm rầm đục xen lẫn tiếng xương gãy. Nhưng tôi không biết xương của ai bị gãy. Trong mắt một số cường giả khác tản ra bên ngoài đấu trường, những gì bọn họ nhìn thấy chính là sau khi hai người va chạm với nhau, mỗi người đều lùi lại ba bước. Dường như họ không thể biết ai là người phải chịu đựng, nhưng âm thanh giòn tan của xương gãy chắc chắn là sự thật,
và họ có thể nói rõ ràng, một trong hai người đã phải chịu đựng. Là Dương Nghi Vân hay là người tháp? Có vẻ như cả hai người họ đang lùi ba bước theo cách riêng của họ, và họ không bình đẳng, nhưng họ không phải vậy. Ánh mắt của chín vị cường giả tản mát nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ trong giây phút tiếp theo, và họ có thể biết bằng cách nhìn vào chi tiết. Thấy cánh tay phải của Dương Nghi Vân hơi run rẩy, người tháp chỉ ngạc nhiên. Cuối cùng, rõ ràng là Dương Nghi Vân bị thua, người tháp đã thắng. Nhưng chín vị cường giả tản mát không có một chút dấu vết vui mừng. Bởi vì Dương Nghi Vân là người tu luyện đạo chân chính và hắc ám, Dương Nghi Vân là một viên mãn lớn của cảnh giới bay thăng thiên trong cảnh giới tu luyện, tương đương với một bất tử phân tán ở đỉnh cao của ba lượt. Còn người đàn ông tháp thì sao? Hắn là một trong 10 vị bất tử phân tán đứng đầu trong số 36 đỉnh của bọn họ, hắn là cao thủ của những người bất tử phân tán ở giai đoạn cuối của lượt thứ 6. Sự khác biệt giữa hai là gì? Cách nhau ba, cõi lớn, dưới khe hở này, Dương Nghi Vân và Tiết Tạ chỉ là gãy xương. Tòa tháp có được tính là người chiến thắng? Không. Dương Nghi Vân có thua không? Trái tim của 9 vị bất tử tản ra khối động. Lúc trước, bọn họ bị một số quỷ khí cường đại làm cho hoảng hốt, hơn nữa còn bị hào quang cao ngất trời, khi kiểm tra thì phát hiện chính là Dương Nghi Vân đang chiến đấu với mấy chục vị cường giả tán loạn, thậm chí còn giết chết những cường giả phân tán năm lượt kia. Khi đó, tất cả đều rất sốc, và họ cũng được những hậu bối bất tử phân tán đó yêu cầu giúp đỡ trước khi chết. Trong số hơn 50 vị bất tử chi thân giải rác, tự nhiên không thiếu hậu duệ thân cận của 10 vị bất tử chi thân phân tán, bọn họ lần lượt ra khỏi núi. Họ được coi là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong ngọn núi tối cao này, ngoại trừ một vài tổ tiên. Hành động giết chết mấy chục vị bất tử giải rác trong một lần của Dương Nghi Vân chính là hành vi của quỷ dị trong mắt bọn họ. Nghe Dương Nghi Vân chửi ầm lên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ lý do gì, cũng không nghĩ ra câu hỏi ai đúng ai sai. Sau một thời gian dài bọn họ đã quen làm việc với góc nhìn của một con chim. Ra khỏi núi, căn bản là muốn giết Dương Nghi Vân. Đương nhiên, những lão bất tử tu luyện nhiều năm này là đáng xấu hổ nhất, mặc dù cả 10 người đều ra ngoài tìm phiền toái Dương Nghi Vân, nhưng bọn họ cũng không đến mức không biết xấu hổ mà xông lên. Bọn họ muốn đối mặt, nếu không vừa rồi bọn họ đã cùng Dương Nghi Vân cùng người tháp kia giết chết rồi. Trong mắt bọn họ, mặc dù Dương Nghi Vân có thể giết chết mấy chục cường giả phân tán lượt năm, xem ra rất mạnh, nhưng trong mắt bọn họ lại chỉ là như vậy, thậm chí còn cho rằng Dương Nghi Vân có thể giết chết mấy chục cường giả phân tán cùng những người tu luyện quỷ dị xung quanh hắn, không phải Dương Nghi Vân có thể giết một mình. Trước đây bọn họ đã cảm nhận được một ít khí tức quỷ dị mạnh mẽ. Nhưng đó là về nó. Ngay cả thông tin được truyền tải cũng chỉ là một vài từ, không phải toàn bộ câu chuyện. Điều này dẫn đến việc họ nhận thức rằng mặc dù Dương Nghi Vân rất mạnh, nhưng anh ta cũng có một biên độ, và anh ta vẫn chưa vượt ra ngoài bầu trời. Thậm chí bọn họ cũng không hề nói nhẹ nhàng rằng đã chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của trận chiến phía sau hóa thân ngàn mét pháp tắc của Dương Nghi Vân. Hơn nữa, trong mắt 10 vị cường giả đứng đầu, cho dù chỉ riêng Dương Nghi Vân có giết chết mấy chục vị bất tử chi thân phân tán, vậy thì sao? Đó chỉ là năm lượt của những người bất tử bị phân tán. Sự khác biệt về sức mạnh giữa lượt thứ 5 và thứ 6, chỉ có họ biết nó trông như thế nào. Đương nhiên, còn có một vạn thái cực đã được tu luyện ở giai đoạn đầu của lượt thứ 6, lúc này đã bị bọn họ tự động bỏ qua. Nói tóm lại, thực lực của Dương Nghi Vân còn chưa đạt tới mức có thể so sánh với 10 vị bất tử phân tán giai đoạn cuối của bọn họ trong mắt bọn họ. Cho nên ngay từ đầu bọn họ cũng không giúp được gì, thứ nhất là muốn giữ thể diện, không thể rơi vào danh tiếng bắt nạt đàn em. Thứ hai là cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, ta có thể một mình đối phó với Dương Nghi Vân. Còn có một điểm, trước kia ta đã từng cảm nhận được tứ đại quỷ khí, cũng đã từng được đệ tử cấp dưới nói về sự xuất hiện của rồng vàng và phượng hoàng. Đó là điều họ coi trọng nhất. Tôi không tận mắt nhìn thấy chiến trường, tin tức tôi nhận được cũng không toàn diện. Trong trường hợp này, 10 cao thủ bất tử phân tán này có lý do để tin rằng việc giết chết hơn 50 bất tử phân tán lượt thứ 5 rất có khả năng là do biểu hiện thần thú ở mũi máy bên cạnh Dương Nghi Vân gây ra. Nhưng khi đến hiện trường, bọn họ không thấy bất kỳ người tu luyện quỷ nào có mặt, đây cũng là nơi bọn họ sợ hãi và thận trọng, bọn họ cũng không nói là xông lên bắn về phía Dương Nghi Vân, phát súng của tháp sắt cũng có ý nghĩa dự kiến. Muốn thử sự tồn tại của thần thú và chim chóc xung quanh Dương Nghi Vân, người đã đi đâu? Dù sao, kể từ khi họ đến, họ không thấy bất kỳ ma tộc nào hiện diện. Tại thời điểm này, chỉ có hai kết quả.
hoặc là thần thú và chim thần xung quanh Dương Nghi Vân và thằng nhóc này rời đi, hoặc là trên người đứa trẻ này có vũ khí ma pháp thượng tầng cao cấp, khiến cho vài người tu luyện quỷ ẩn nấp. Xác suất sau này là cao. Dù trường hợp là gì, nó rất thú vị đối với họ. Mặc dù đàn em của họ đã gửi tin tức trước khi chết, nhưng nó không toàn diện, nhưng họ sẽ không bao giờ nói dối họ, và sẽ không có sai lầm. Vì người ta nói rằng có một con chim thần phượng hoàng và một con rồng vàng năm móng thần thánh, nên phải tồn tại. Nghe nói có bốn ma tộc, hai tộc còn lại cũng là thiên địa thú. Một con cáo chín đuôi, một con chồn săn kho báu. Tất cả đều là những chủng tộc quỷ hiếm có trên thế giới. Trên người Dương Nghi Vân, trên người Dương Nghi Vân, trên người bọn họ còn có tồn tại rất có khả năng, đây là một thứ rất hấp dẫn đối với bọn họ. Kẻ mạnh trong thế giới tu sĩ đều được tôn trọng, ai có nắm đấm cứng thì giỏi nói chuyện. Làm sao họ có thể ra khỏi núi nếu họ không ích kỷ? Họ là những tu sĩ, không phải những vị thánh, những tu sĩ có nhu cầu mạnh mẽ. Để sống sót qua đại nạn bất tử giải rác, gần như không có hy vọng, bạn có thể làm bất cứ điều gì cần thiết. Có gì sai khi bị Dương Nghi Vân làm cho xấu hổ? Tôi chỉ không mong đợi nó. Tai Tower và Yang Yuin đánh mạnh vào nhau, đây có phải là kết quả không? Thực lực của Dương Nghi Vân vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Với một đòn thật mạnh, hai người họ mỗi người lùi lại ba bước, nhưng Dương Nghi Vân chỉ bị gãy một khúc xương. Trong mắt bọn họ, đây đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tháp là ai? Đó là một bất tử phân tán mạnh mẽ với tu luyện sức mạnh ở giai đoạn cuối của lượt thứ 6, và nó là một trong 10 bất tử phân tán cấp cao hàng đầu trong núi tối cao. Còn Dương Nghi Vân thì sao? Nó chỉ là một người tu luyện trong cảnh giới bay thăng thiên của người tu luyện. Sự khác biệt về sức mạnh giữa hai người không thể so sánh được. Nhưng hóa ra Dương Nghi Vân có sức mạnh tương đương với những người bất tử bị phân tán ở giai đoạn cuối của lượt thứ 6. Giờ phút này, 9 vị cường giả tản mát đang quan sát đã xác định lại thực lực của Dương Nghi Vân trong lòng bọn họ. Đang nói về Dương Nghi Vân. Dưới sự va chạm mạnh mẽ với người đàn ông tháp, cuối cùng anh ta cũng biết được sức mạnh của mình. Trong lòng hắn tự mình đo lường, thực lực của hắn khó có thể chiến đấu với đám cường giả tán loạn ở giai đoạn cuối của lượt thứ 6, đương nhiên, chỉ giới hạn ở một người. Nếu nó quá nhiều, nó sẽ không hoạt động. Và bây giờ có 10 bậc thầy trước mặt anh ta. Hắn cảm thấy cho dù mình có sử dụng sức mạnh thần linh của ông lão, cũng khó có cơ hội chiến thắng trong trận chiến với 10 vị bất tử đang phân tán. Cho nên, Dương Nghi Vân nhất thời cũng đau đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu đến từng người một, hắn chắc chắn sẽ giết chết 10 người bọn họ từng người một. Nhưng nếu 10 người cùng nhau tấn công anh ta, thì anh ta sẽ chỉ bị mù. Chính vào lúc này, người đàn ông tháp đang chiến đấu chống lại anh ta nhìn anh ta sau một chuyến đi. Nhóc con có chút thú vị, tôi sẽ loại bỏ ngươi. Sau, thiết tháp đại hán nổi giận, hắn đối với Dương Nghị Vân có thể cùng mình đánh một quyền, chỉ là gãy xương một chút rất không hài lòng, bởi vì thực lực song phương chênh lệch quá lớn, làm cho hắn rất mất mặt. Bên cạnh những đồng đạo kia nhìn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này chuẩn bị đem Dương Nghị Vân cho quả quyết không được. Tiểu tử chịu chết đi, ma viên chuyển núi. Trong tiếng gầm giận dữ của thiết tháp, toàn thân toát ra bạch quang lóe lên, cái đầu vốn cao chừng 2 thước, thoáng cái cao tới hơn 3 thước, chừng mắt to như chuông đồng nhìn xuống Dương Nghị Vân. Wap.info. Sau một khắc giơ lên đại trưởng hướng về phía Dương Nghị Vân nghênh đầu vỗ xuống. Thoạt nhìn là muốn một cái tát đánh chết tư thế của Dương Nghị Vân. Nhưng Dương Mỗ có phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu không? Đương nhiên là không. Há có thể người có một trưởng của hắn đánh tới đây? Trong lòng cười lạnh, nhiều người nhiều tiểu gia ta không nhất định chém giết các ngươi, nhưng ngươi một tiểu gia ngốc ta vẫn có thể đối phó. Dương Nghị Vân nhanh chóng bạo lui tránh né công kích của thiết tháp, trong lòng vừa động hóa thân thành pháp tướng. Lúc này hắn không có hóa thành ngàn thước phát hiện, mà là hóa thành cao trăm thước, dù sao pháp tướng hóa thân tùy ý khống chế hắn. Cùng tiểu gia cao hơn sao? Ồ, âu. Sau khi Dương Nghị Vân hóa thân thành 100 mét, đồng dạng nhìn xuống đại hán thiết tháp, đối với đại hán tháp sắt chơi đùa nói chuyện, sau một khắc đột nhiên một trưởng vỗ xuống. Mà một khắc trước còn hùng hổ thiết tháp đại hán mặt mũi dữ tợn, lúc này có chút trợn tròn mắt. Đảo mắt hắn nhắc nhở rút cao một vòng lớn, đi nhìn xuống Dương Nghị Vân. Ai biết người ta trực tiếp tránh né sau khi tránh né mấy trăm thước, trực tiếp hóa ra cự nhân trăm thước khổng lồ. Một số mờ. Bất quá sau khi đại hán thiết tháp nghe được lời Dương Nghị Vân miêu miêu hí chuột,
cũng là giận tím mặt, hắn tốt xấu gì cũng là 10 đại tán tiên cao thủ của Chí Tôn Sơn Tam Thập Lục Đại Sơn, cũng không bị dọa sợ, gắt gao chính là ở trong lòng khiếp sợ một chút. Một trưởng đánh ra vẫn như trước, hào quang trong tay càng ngày càng sáng, hừ lạnh một tiếng tiểu kỹ điêu trùng. Tiếp theo thiết tháp đại hán phát ra một trưởng, hóa thành hơn 10 thước thật lớn trực tiếp hình thành hư ảnh bàn tay đánh tới. Nhưng mà ở trước mặt thân pháp tướng khổng lồ trăm thước của Dương Nghị Vân, một trưởng này của đại hán thiết tháp chính là nhỏ không điểm. Dương Nghị Vân một trưởng hạ xuống, đối với thiết tháp đại hán mà nói che khuất bầu trời che nắng. Ầm ầm. Từ xa nhìn lại một lớn một nhỏ hai trưởng đối kích. Nhất thời phát ra một tiếng nổ thật lớn. Một trưởng của thiết tháp đại hán là trưởng pháp lực ngưng tụ, mà Dương Nghị Vân một trưởng lại là thân pháp tướng cao trăm thước, giơ tay lên chân nguyên quán thấu sau tay tản mát ra kim quang vô cùng chói mắt, là pháp tướng đầu tiên trực tiếp chụp xuống, nhìn qua vô cùng to lớn. Xa xa trong mắt cửu đại tán tiên, Dương Nghị Vân trong nháy mắt hóa ra trăm thước pháp tướng, cũng là làm cho bọn họ cả kinh, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, cao tới pháp tướng chi thân thần thông, trong bọn họ có người cũng có thể thi triển, nhưng cũng chỉ là có thể hù dọa người mà thôi, cũng không phải là pháp tướng thân cao lớn, thực lực liền cường đại. Trong cảm giác của bọn họ, khí tức của Dương Nghị Vân không có thiết tháp cường đại. Chẳng qua, lúc trước là lực lượng đối dựa, lúc này là pháp lực thần thông đối kháng, chín người bọn họ cũng không nắm chắc lúc này ai mạnh ai yếu. Có muốn ra tay không? Một trong chín tán tiên vây xem nhìn Dương Nghị Vân và thiết tháp đại hán hỏi tán tiên hơn 10 tuổi trước đó. Tán tiên bộ dáng thiếu niên này chính là thủ lĩnh trong 9 người, xuất thân cũng không phải thánh địa nhất hệ, gọi là U. Xuất thân là một cái cổ xưa tông môn, nhưng tông môn sớm đã không tồn tại, hắn tên thật gọi là cái gì không ai biết, từ người quen biết hắn cũng chỉ biết hắn gọi U. U, đích xác cái tên đơn tự này của hắn, chính là như vậy. Bởi vì hắn ra tay giết địch vân vân, đều là vô thanh vô tức, đợi đến khi địch nhân phát hiện hắn, hắn đã chém giết địch nhân, hoặc là địch nhân tử kỳ. U cũng là người có thời gian tu luyện dài nhất trong những tán tiên này, đã tu 9.000 năm, thực lực tu vi thủ đoạn thần thông kiến thức vân vân đều là mạnh nhất trong đám tán tiên này, cho nên trong thập đại tán tiên, mọi người không cần đưa ra, vô hình chung chính là lấy U làm chủ. Người hỏi tuy rằng ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng mọi người đều biết hắn hỏi U, đang trưng cầu ý kiến của U. Chờ một chút xem, kế tiếp là pháp lực thần thông đối chạm, chúng ta nhìn xem Dương Nghị Vân tiểu tử này rốt cuộc có vài phần năng lực, ta luôn cảm thấy tiểu tử này rất tà môn, trong chốc lát mọi người thấy cơ hội làm việc, nếu là thiết tháp kiên trì không được, hoặc là xuất hiện biến cố gì, mọi người cũng không cần cố kỵ cái gì ra mặt, trực tiếp cùng nhau xuất thủ, giết Dương Nghị Vân. Hôm nay tiểu tử này khai sát giới ở Chí Tôn Sơn, cố nhiên có lý do của hắn, nhưng nơi này thủy chung là Chí Tôn Sơn, là biểu tượng tinh thần của tán tiên đảo, là đạo tràng của thiên tà Chí Tôn. Chúng ta tuy rằng chưa từng thấy qua mặt Chí Tôn, nhưng tán tiên đảo mỗi một chỗ đều có truyền thuyết Chí Tôn, tán tiên chúng ta chính là người thiên đạo phỉ nhổ, ngàn năm một lần tán tiên kiếp, một lần so với một lần cường đại muốn chết, thời gian lại có mấy người có thể đi tới cuối cùng, có thể vượt qua 12 kiếp. Trong lịch sử hiện đại chỉ có sự tích thiên tà Chí Tôn lưu truyền, không có Chí Tôn tinh thần lưu truyền, không có hắn chúng ta há có thể kiên trì đến cấp bậc lục truyền. Dương Nghị Vân Chí Tôn Sơn giết người, chính là báng bổ Chí Tôn Sơn đối với thiên tà Chí Tôn, giết. U nói xong, trong hai mắt lóe ra tinh quang tiếp tục chú ý trong sân, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhìn bề ngoài là một thiếu niên lang hơn 10 tuổi, nhưng những người hiểu rõ hắn đều biết, hắn có thể so với U Linh. Còn có nghe đồn U chính là đệ nhất nhân dưới mấy đại tán tiên lão tổ của tán tiên đảo, phàm là bị U nhìn chằm chằm địch nhân, cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt. Hắn chính là U Linh của tán tiên giới. Điểm này từng có tán tiên lão tổ đều nói qua, hoặc là nói đối với U, từng có đánh giá tương tự. Chấm. Dương Nghị Vân lúc này đang chém giết chiến đấu, đáng tiếc không có nghe được U nói chuyện, bằng không hắn hẳn là sẽ dở khóc dở cười. Bởi vì trong lời nói của U, giết hắn, chính là đang bảo vệ Chí Tôn Sơn, hoặc là đang bảo vệ lão đầu tử Vân Thiên Tà. Nhìn qua Dương Nghị Vân tiểu tử này khí tức yếu thiết tháp một bậc, có lẽ một giây sau hắn sẽ bị thiết tháp xé nát, pháp tướng mà không hù được người. Một tán tiên khác mở miệng. Sợ không đơn giản như vậy à, tiểu tử này mới có tu vi gì, có thực lực như thế, có thể cùng thiết tháp chính diện đối kháng, thế gian thiên tài hạng người không ít, nhưng Dương Nghị Vân tiểu tử này tuyệt đối là dị chủng trong dị chủng. Lại là một người chậm rãi mở miệng. Càng là như thế lại càng muốn chém giết hắn,
nếu không ngày sau trưởng thành, chính là một tai họa lớn. Hôm nay hắn nhất định phải chết, nếu không truyền ra ngoài, chúng ta tông môn quần thể, còn không bị đám người tán tu cười chết. Lại nói tiếp cũng là lạ, Chí Tôn Sơn động tĩnh lớn như vậy, đám tán tu ra hỏa như thế nào cũng không ra được. Ha ha, không phải là không đi ra, mà là sau khi đi ra đang âm thầm, có lẽ đang chờ xem ta chờ chê cười. Hừ, đám vương bát đản kia, tự khỏi thanh cao, nói là không để ý tới tục sự, một lòng tu đạo, chính là gặp phải thiên tài địa bảo xuất thế gì đó, chạy nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Không cần nhiều lời, coi như là bọn họ mấy ngày chê cười, chúng ta cũng phải giết tiểu tử kia. Giao Phong. Có người nhắc nhở, cắt đứt mọi người bàn tán. Tình huống trên sân lúc này, quen thuộc vạn biến. Dương Nghị Vân một kích pháp tướng cự trưởng, trực tiếp đối diện với pháp lực trưởng của Thiết Tháp Đại Hán. Ngay từ đầu hắn thấy rõ ràng, Thiết Tháp Đại Hán vẻ mặt khinh thường, tựa hồ có lòng tin tuyệt đối, có thể một trưởng đánh tan pháp tướng của hắn. Bề ngoài nhìn qua cũng đúng là như vậy. Cho rằng khí tức hắn bày ra còn yếu hơn Thiết Tháp Đại Hán một chút. Nhưng, lúc ra tay, hắn là cố ý mà làm. Bởi vì tận những gì anh ta muốn là hiệu ứng này. Muốn đi làm tê liệt Đại Hán tháp sắt mơ hồ. Muốn ở thời khắc mấu chốt, xuất kỳ bất ý một kích chém giết hắn. Dương Mỗ suy nghĩ rất đơn giản, sau khi đối kích, đột nhiên gia nhập thần hồn lực lượng của lão đầu tử, hắn tin tưởng một trường, cho dù làm bất tử Thiết Tháp Đại Hán, cũng phải làm cho đối phương tàn phế không thể. Mắt thấy sắp xong trường chống lại, Dương Mỗ chúc trường sinh chí tôn. Trong nháy mắt thôi thúc pháp tắc chi lực dung hợp thi triển ra thập nhị chí tôn thần thông chiêu thứ hai trường sinh chí tôn, hơn nữa đã sớm tiết kiệm chờ phát, trong khoảnh khắc đem tam đại thủ ấn của trường sinh chí tôn dung hợp duy nhất. Hơn nữa thúc dục thần hồn lực của lão đầu ở trên tay. Sau một tiếng nổ vang, một trưởng của Dương Mỗ đã đập nát bàn tay pháp lực của Đại Hán tháp sắt, hơn nữa còn từ trên cao xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp hướng về phía Đại Hán thiết tháp dưới chân một trưởng đánh tới. Đương nhiên thời điểm thúc dục trường sinh chí tôn thần thông cùng thúc dục lão đầu tử thần hồn lực, trong thiên địa bắt đầu tản mát ra khí thế cường đại vô cùng. Bên kia chín người xem cuộc chiến tán tiên trước tiên cảm nhận được. Ở trên người Dương Nghị Vân bộc phát ra cường đại khí tức. Không tốt, có quỷ dị, cứu tháp sắt. Sau khi xuất khẩu, chín đại tán tiên đồng thời phi thân lên. Nhưng mà, Dương Mỗ tính kế như trước, há có thể để cho bọn họ cứu người. Muộn rồi. Oanh, a. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Dương Nghị Vân trên Chí Tôn Sơn một trưởng hạ xuống, trực tiếp vỗ lên người thiết tháp, xuất hiện một cái hố lớn hơn 30 thước. Thiết Tháp Đại Hán là cao thủ lục chuyển hậu kỳ thì sao? Tiểu gia ta vẫn như cũ một cái tát đánh chết ngươi. Hãy để ngươi giả vờ thử. Có thần hồn lực của lão đầu tử gia trì, hơn nữa chí tôn thần thông trong tay, đột nhiên bộc phát, Thiết Tháp Đại Hán đắc ý tự nhiên liền bi kịch. Một cái tát đánh xuống, trên mặt đất trực tiếp chính là một cái hố lớn, mà Đại Hán địa bộ Thiết Tháp hóa thành bánh thịt, căn bản là không thể ngăn cản được. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Dương Mỗ đây là điển hình âm nhân trong bóng tối, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên bộc phát ra lực lượng lớn như vậy vào thời khắc cuối cùng. 12 kiếp tán tiên thần hồn lực gia trì, mặc dù là tàn phá thần hồn, nhưng xa không phải Thiết Tháp Đại Hán lục chuyển tán tiên có thể ngăn cản. Có lẽ Thiết Tháp Đại Hán ngay từ đầu vạn phần cảnh giác, là có thể chống đỡ hoặc là tránh né Dương Nghị Vân vào thời khắc cuối cùng âm nhân, đáng tiếc là Thiết Tháp Đại Hán, ngay từ đầu đã khinh thị Dương Nghị Vân. Cũng có kích thứ nhất thẹn quá hóa giận ở bên trong, cuối cùng bị Dương Nghị Vân một trưởng đánh chết bình thường. Wap.info. Dương Nghị Vân giờ phút này khí tức cường đại bộc phát, làm cho chín tán tiên xem cuộc chiến đều kinh hãi thất sắc, sau tiếng giận dữ của U, chín tán tiên đồng thời xuất thủ, nhào về phía Dương Nghị Vân, muốn đi cứu Thiết Tháp Đại Hán, nhưng chung quy đã chậm một bước. Trơ mắt nhìn Dương Nghị Vân xét đánh một trưởng trên người Đại Hán Thiết Tháp, trực tiếp đem Thiết Tháp Đại Hán đập chết. Dù sao trong cảm thụ của chín người bọn họ khí tức của Thiết Tháp Đại Hán hoàn toàn biến mất. Một trường uy lực, trực tiếp làm cho Thiết Tháp Đại Hán chết phình lên. Đây là lực lượng như thế nào? Lục chuyển đỉnh phong sao? Rõ ràng trước bọn họ cảm nhận được Dương Nghị Vân tiểu tử này lực lượng khí tức so với Thiết Tháp yếu hơn một bậc, trước hai người lần đầu tiên giao phong, cũng đích thật là như thế, Dương Nghị Vân bị Thiết Tháp Đại Hán chấn đứt xương tay. Lần thứ hai giao phong xuất thủ thời điểm. Mọi người vẫn cảm nhận được khí tức của Dương Nghị Vân so với Thiết Tháp Đại Hán yếu hơn một mảng lớn. Nhưng, ai có thể nghĩ rằng nó sẽ kết thúc như vậy?
Rất rõ ràng Dương Nghị Vân lực lượng trong nháy mắt đột nhiên bộc phát một mảng lớn, thật giống như là có người ra chỉ lực lượng cho Dương Nghị Vân, trên người hắn bộc phát chính là ngoại lực. Cho nên thiết tháp đại hán bị Dương Nghị Vân một chưởng đánh chết. Chín tán tiên mặc dù có lòng đi cứu người, nhưng căn bản không kịp. Trơ mắt nhìn đại hán thiết tháp bị Dương Nghị Vân một chưởng trực tiếp đánh vào trong hố lớn, nhưng mà tất cả mọi người cảm nhận được thiết tháp đại hán sinh cơ biến mất. Một chưởng uy lực, làm cho chín tán tiên tất cả đều dừng lại, vừa sợ vừa giận. Cùng Dương Nghị Vân đối lập đối diện với nhau, nhìn thân pháp tướng khổng lồ cao trăm thước của Dương Nghị Vân, ánh mắt cửu đại tán tiên phức tạp. Kinh hãi đan sen. Kinh chính là Dương Nghị Vân cư nhiên còn có lực lượng ẩn giấu, cỗ khí tức lực lượng này bộc phát ra, đã đủ rồi cùng bọn họ lục chuyển hậu kỳ tán tiên đọ sức, thậm chí còn vượt qua. Tức giận chính là Dương Nghị Vân không chút do dự một chưởng đánh chết bọn họ một người đồng đạo, mà chín tán tiên bọn họ trơ mắt nhìn đồng đạo bị đánh chết. Một kích này giống như là một cái bạt tai vang dội đánh vào người bọn họ. Rất đau, rất mất mặt. Cả một sắc mặt đều thành màu tím tương. Dương Nghị Vân đứng ở xa xa, nhìn xuống chín tán tiên, nhìn biểu tình của bọn họ, trong lòng lão sảng. Đương nhiên hắn cũng biết kế tiếp, chính là ác chiến chính sự. Có thần hồn lực lượng của lão đầu tử gia trì, hắn đối phương một trong số đó tán tiên hiện tại không có vấn đề gì. Nhưng nếu chín tán tiên cùng nhau lên, trong lòng hắn cũng không có chút lo lực nào. Bất quá chuyện đã đến nước này, chiến liền chiến, cũng không có gì phải sợ. Hắn tin tưởng có lão đầu tử áp trận, còn không đến mức quá thảm đi. Hơn nữa hắn hiện tại đối với những tông môn tán tiên quần thể trong lòng tràn ngập oán khí, những tên khốn kiếp này khinh người quá đáng, không đánh một hồi đem oán khí trong lòng bộc phát ra, hắn ý niệm trong đầu không thông đạt. Đối với những tông môn quần thể này, hoặc là nói đối với thánh địa quần thể từ hắn nhập tu chân giới tới nay, đến bây giờ tồn tại oán khí. Bởi vì thánh địa quần thể này tìm cho hắn phiền toái thật sự quá nhiều. Hiện tại chính là những tên khốn kiếp này có thể thật sự không biết xấu hổ đến mức đối với hắn quần oanh hay không. Nếu như một mình đến, có một người tính một người, hắn một chút cũng không sợ mảy may. Nhưng mà Dương Nghị Vân rõ ràng, những lão bất tử này ai nấy đều là nhân tinh, cũng đều là cái loại càng sống càng sợ chết, không có khả năng một đối đan cùng hắn chém giết phạm hiểm. Kế tiếp nếu như hắn không đoán sai lời, chín lão bất tử nhất định sẽ cùng nhau ra tay giết hắn. Hắn quá rõ ràng những thứ này đại tông đại môn xuất thân tu sĩ tiểu tính. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, quả nhiên đã nghe được thiếu niên trong đó mặt âm trầm nói, chư vị cùng nhau ra tay đi, tiểu tử này toàn thân sát khí, nhung khí quá nặng, đã nhập ma đạo, đối với một ma đầu, chúng ta không có đạo nghĩa gì để tương tương, cùng nhau ra tay chu sát trấn càn khôn. Không sai, lẽ ra phải như thế, cùng một ma đầu không cần phải giảng đạo nghĩa, giết. Sau khi U mở miệng, tám tán tiên bên cạnh mặt không đỏ không thở cũng phụ họa theo. Dương Nghị Vân nghe bọn họ nói chuyện, bị tức giận cười, cười lạnh nói, quả nhiên a, đám vương bát đản các ngươi đều là ngụy quân tử vô sỉ, không nắm chắc cùng tiểu gia đơn đả độc đấu, muốn quần công liền nói rõ, cần gì phải dối trá như vậy, còn muốn cho tiểu gia một cái mũ lớn. Quả nhiên là cởi ích đánh rắm, làm nhiều việc này, có thủ đoạn gì sử dụng đi, tiểu gia cũng không muốn các ngươi, hôm nay không phải ta chết. Chính là đám vương bát đản các ngươi xuống địa ngục. Hừ, tiểu bối chịu chết đi. U sắc mặt âm trầm, giận dữ gào thét một tiếng vèo lên, tám tán tiên khác phía sau cũng tản ra thân hình, bốn phương tám hướng vây công Dương Nghị Vân. Trong đó có một người bạo giống một tiếng, toàn thân bạch quang đại tác, lại là phía sau pháp lực ngưng tụ mà xuất hiện một pho tượng hư ảnh, giống như mệnh tinh thần tượng. Dư giả tán tiên cũng là lượng pháp khí trong tay mình, triển khai thần thông. Trong lúc nhất thời khí tức cường đại trong sân phóng lên trời. Cảnh tượng hoành tráng. Tán tiên cửu đại lục chuyển hậu kỳ, bắt đầu đối với Dương Nghị Vân triển khai liên hợp công kích. Dương Nghị Vân trên mặt là một bộ biểu tình thoải mái, nhưng trong lòng lại là nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Hắn biết mình đối mặt chính là 9 cái lục chuyển hậu kỳ tán tiên lão quái vật, không phải tu sĩ bình thường. Càng không phải ngũ chuyển tán tiên. Chênh lệch giữa 6 chuyển và 5 chuyển là khoảng cách giữa trời và đất. Không cho phép nửa điểm qua loa. Tuy rằng lão đầu tử đem thần hồn lực lượng cho hắn mượt, nhưng cũng có hạn. Mà giờ phút này trạng thái lão đầu tử, cũng không phải là tồn tại vô địch, lão nhân gia hắn chỉ là thần hồn lưu lại trong càn khôn bình tồn tại. Kỳ thật Dương Nghị Vân rõ ràng, coi như là lão đầu tử trực tiếp tiếp quản thân thể hắn đi chiến đấu, đối mặt cường địch, đó cũng không phải ai cũng có thể chiến thắng.
hắn một đường tu đạo đi tới, lão đầu tử lao qua không ít mông cho hắn, có nhiều lần kỳ thật đều là hắn dùng thần hồn lực hù dọa người khác, mà không phải là thực lực chân chính. Nếu như lão đầu tử thật sự có thực lực cường đại, cũng không cần hù dọa địch nhân, mà là dựa theo tính cách trong mắt lão nhân ra hắn không cho phép cát, sẽ trực tiếp ra tay giết người diệt địch. Cho nên lúc này Dương Nghị Vân, biết không thể có bất kỳ bảo lưu nào. Trong lòng vừa động cho nên có thể cầm được pháp lực thần thông tất cả thúc dục ra. Thần tượng minh tinh, Đông Hoàng Trung, U Đô Môn, lực lượng của bản nguyên nước trong cơ thể tất cả đều bộc phát ra. Hắn cũng chuẩn bị nhiều thời gian, tuy rằng đều có thể nghênh chiến. Đối mặt cửu đại tán tiên từ bốn phương tám hướng mà đến, nhìn mỗi người bọn họ hướng về phía mình bộc phát ra lực lượng cường đại công kích, Dương Nghị Vân đem phòng ngự lực toàn bộ thúc dục, không dám có chút qua loa nào. Sau một khắc hai tay hắn vung lên, pháp tắc chi lực xuyên qua quanh thân dung hợp ở trong thần thông, phản kích mà lên. Kim cương chí tôn, trường sinh chí tôn, đấu chuyển chí tôn. Một hơi Dương Nghị Vân thi triển ra ba chiêu chí tôn thần thông dung hợp, mỗi một loại thần thông ba chiêu thủ ấn, hiện tại có lão đầu tử thần hồn lực gia trì, hắn có thể tùy tâm sở dục đem mỗi một loại xạ thần thông thủ ấn dung hợp, cuối cùng hóa thành một loại cường đại, uy lực tăng lên gấp bội. Cho dù có thần hồn lực của lão đầu tử gia trì, hắn cũng chỉ có thể một hơi thi triển ra ba loại thần thông trong thần thông thập nhị chí tôn. Ba loại thần thông thành ba phương vị bộc phát ra ngoài, tạo thành một cái tam tài trận pháp bố cục, như thế có thể lớn nhất công kích cùng phòng ngự chín tán tiên. Đối mặt với chín tán tiên hợp lực công kích, Dương Nghị Vân cảm nhận được chính là mãnh liệt tim đập mạnh. Không có biện pháp, chín lão bất tử thật sự quá cường đại. Trên sân trung bình, 10 người đang bùng nổ lực lượng. Cách từ xa nhìn lại, Dương Nghị Vân thân hình thật lớn trăm thước đứng lên trong thiên địa, mà cửu đại tán tiên thi triển thần thông vây quanh bốn phía hắn, một đám thi pháp bộc phát ra pháp lực cường đại, trực tiếp hình thành một cái năng lượng phong bạo. Trung tâm của cơn bão là Yang Yiwin. Phía chân trời sau mây đen che trời, giờ phút này có sấm chớp từng trận. Phía trên mặt đất tròn ngàn thước bụi bặm tung bay, rất là khủng bố. Dương Nghị Vân lần này xuất kích, cũng đang phòng ngự. Bị tán tiên cửu đại lục chuyển hậu kỳ vây quanh đánh, đây cũng không phải người bình thường thật sự có thể thừa nhận. Ngay từ đầu chính hắn cũng cảm nhận được, năng lượng cuồng bạo trong thiên địa bốn phía, đã làm cho thiên địa xung quanh đều có vặn vẹo. Đây là hiện tượng sau khi lực lượng cường đại đến trình độ nhất định mới xuất hiện. Tán tiên cấp bậc này đã đều là tu sĩ nhập môn pháp tắc, đối với thế thiên địa nắm trong tay cùng nghiên cứu đều có bất đồng, cùng nhau xuất thủ công kích một người, hình thành cùng thay đổi quy tắc là không cách nào tưởng tượng được. Dương Nghị Vân cũng đang liều mạng, đối với hắn mà nói, lúc này không cần lưu thủ, trong cửu đại tán tiên chỉ cần chết một cái là có thể bớt một phần nguy hiểm. Wap.info. Hắn rõ ràng thực lực tu vi bản thân mình cộng thêm lão đầu tử thần hồn lực gia trì, đơn đối đan hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể đánh chết. Nhưng hậu quả của một đám đồng hồ mà lên hắn không thể khống chế, chỉ có thể nói toàn lực chiến đấu. Hắn cũng không tin, hắn bất liều mạng, còn làm không chết được mấy người. Những người này muốn giết hắn. Tại sao hắn không muốn giết chết bọn họ? Chấm. Cuộc đối đầu giữa hai bên cuối cùng đã nổ ra. Trong thiên địa vang lên va chạm đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Dương Nghị Vân ba loại chí tôn thần thông cùng cửu đại là tán tiên công kích đụng vào nhau. Hắn một hơi thi triển kim cương, trường sinh, đấu chuyển ba loại chí tôn thần thông, từ xa coi trọng toàn thân kim quang sáng lạn, một tay thành toàn, một tay thành trường, khí tức ngút trời, giống như một pho tượng chiến thần đỉnh thiên lập địa, đại sát tứ phương. Mà cửu đại tán tiên cũng không phải là người tốt, mỗi một người đều xuất kích, mỗi người bất phàm, sát chiêu không ngừng, có thể công kích về phía Dương Nghị Vân. Giờ phút này Dương Nghị Vân pháp tướng thân to lớn có nhược điểm cũng có lợi. Nhược điểm là người có hình thể khổng lồ tùy tiện công kích từ bất cứ nơi nào, đều có thể đánh được hắn. Chỗ tốt là tự nhiên cũng có, đó chính là sau khi pháp tướng chi thân khởi động, lực phòng ngự của hắn sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa có pháp tướng chi thân tồn tại, thời điểm hắn thi triển thần thông, cũng là uy lực có gia trì. Hơn nữa lúc này đối mặt với quần công, hắn có pháp tướng chi thân tồn tại, có thể chống đánh. Hơn nữa hiện tại có ba tầng lực lượng phòng ngự tồn tại. Thứ nhất tự nhiên là thân pháp tướng, thứ hai là Đông Hoàng Trung, thứ ba chính là Bảo Y Bảy Màu. Có ba thủ đoạn phòng ngự tồn tại, Dương Nghị Vân tin tưởng hắn thi triển thần thông cùng những lão bất tử đấu pháp này, trong thời gian ngắn không chịu nổi thiệt thòi. Hắn ba loại chí tôn thần thông phát ra, chính là ba phương hướng,
xem như lần đầu tiên công kích đang thăm dò, diện tích tương đối rộng, hắn muốn nhìn xem tam đại thần thông thi triển ra ngoài, cùng những lão bất tử thần thông này đối kích, có thể có cái gì chênh lệch, sờ sờ đáy mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Trong tiếng nổ chấn thiên, song phương giao phong hung hăng nổi lên. Dương Nghị Vân vẻn vẹn chỉ nhìn chằm chằm chính bản thân phát ra ba loại thần thông. Cũng là phát hiện, lúc này đây tựa hồ vẫn là ở hạ phong. Bởi vì hắn thấy được, mỗi một loại chí tôn thần thông đi ra ngoài, những lão gia hỏa này cùng có ăn ý, phân công rõ ràng, cư nhiên hai người một tổ ứng đối với mình một loại chí tôn thần thông. Có lẽ là bọn họ đã kiến thức qua hắn chém giết thiết tháp đại hán thần thông thi triển, đối với ba loại chí tôn thần thông của mình có kiêng kỵ, dù sao cũng không có một người đi ứng đối, mà là hai người một tổ hóa giải thần thông. Đối phó trong lúc đó, thần thông đối với thần thông. Ba loại thần thông ba phương hướng, bị người ta phân mà hóa giải, đương nhiên tuy rằng bị đối phương hóa giải ba loại chí tôn thần thông, nhưng Dương Nghị Vân cũng nhìn ra được, coi như là hai người bọn họ một tổ vẫn là không thoải mái, nhìn qua cũng là ra toàn lực hóa giải, ngực phập phồng cùng sắc mặt tái nhợt hắn nhìn rõ ràng. Điều này chứng tỏ chí tôn thần thông của mình đối với bọn họ áp lực không nhỏ. Ngược lại, còn anh ta thì sao? Nó cũng không phải là dễ dàng. Bởi vì có ba người công kích trực tiếp rơi vào thân pháp tướng của hắn. Trong đó có một người công kích Dương Nghị Vân cảm nhận được vô cùng cường hãn. Chính là thiếu niên diện mạo hơn 10 tuổi kia. Dương Nghị Vân phát hiện người công kích pháp tướng chi thân của hắn, hai công kích còn lại ở trên người pháp tướng của hắn chỉ là kịch liệt lắc lư. Nhưng sau khi thiếu niên công kích trên người, pháp tướng chi thân của hắn trong nháy mắt bị phá. Ngay sau đó, ông đã trở lại kích thước cơ thể bình thường. Cửu đại tán tiên cũng theo thân pháp tướng của hắn tiêu tán trên mặt đất, hơn nữa những lão bất tử này trong lúc đó tương đối ăn ý, 9 người đồng loạt ra tay, căn bản cũng không cho hắn thời gian thở dốc. Sau khi từ trên cao bay xuống, đợt công kích thứ 2 đồng loạt ra tay. Có thể ở trong mùa giao phong đầu tiên đã phá thân pháp tướng của hắn, cũng đích thật là không tầm thường. Cũng may Dương Nghị Vân còn có Đông Hoàng Trung cùng Thất Thải Bảo Y hai đạo phòng ngự, còn không đến mức rất nhanh liền không có chỗ hoàn thủ. Đợt công kích đầu tiên hắn mặc dù trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Hắn biết đồng thời đi công kích hoặc là đi ứng phó 9 người, rất khó chiếm được tiện nghi, ngược lại sẽ khiến chính hắn lâm vào khốn cảnh. Mà hắn lúc này có thần hồn lực của lão đầu tử gia trì tồn tại, đối với hai tầng phòng ngự còn lại vẫn phi thường tin tưởng. Trận chiến tiếp theo ông đã sẵn sàng để thay đổi chiến lược của mình. Vẫn là chuẩn bị đi theo con đường lần lượt đánh vỡ. Có thể giết một người là một người. Bất chấp phòng ngự bị những người khác công kích, hắn không quan tâm, chuẩn bị lựa chọn một trong 9 người, có thể làm vào chỗ chết. Làm như vậy nguy hiểm kỳ thật rất lớn, bởi vì nếu hắn đem mục tiêu đặt ở trên người một người trong đó, 8 người khác công kích tuyệt đối sẽ rơi vào trên người hắn, như vậy hậu quả chính là phòng ngự của Đông Hoàng Trung sẽ bị đánh tan, ít một tầng phòng ngự sẽ thêm một phần nguy hiểm. Chẳng qua, không làm như vậy, 9 tán tiên cùng nhau công kích. Tất cả lực lượng phòng ngự trên người hắn, sớm muộn gì vẫn sẽ cáo phá, so với như thế, còn không bằng liều mạng một phen, coi như là bọn họ phá vỡ hai tầng phòng ngự, chỉ cần hắn ăn cả ngã về không tiêu diệt một người trong đó, cũng đều là kiếm. Đối với chí tôn thần thông Dương Nghị Vân của mình là có tuyệt đối tin tưởng. Vừa rồi xuất thủ chỉ là giai đoạn đầu tiên thần thông trong 12 chí tôn thần thông, phía sau tầng thứ 4 phần thiên chí tôn cùng tầng thứ 5 lôi đỉnh chí tôn hắn còn chưa thi triển ra. Đây mới là hai tầng thần thông cường đại nhất trước mắt. 12 chí tôn thần thông, tổng cộng 12 tầng, chỉnh đốn mỗi 3 tầng xem như một giai đoạn, tầng thứ 4 cùng 5 tiến vào giai đoạn thứ 2, uy lực tự nhiên không tầm thường. Hơn nữa thần thông của chí tôn tầng thứ 4 và tầng thứ 5 là cần truyền thông để thi triển. Tầng thứ 4 là phần thiên chí tôn thần thông, cần truyền thông là hỏa diễm lực, điểm này trong cơ thể Dương Nghị Vân liền tồn tại một giao long châu. Là năm đó ở trong Vạn Yêu Sơn mạch chém giết xích giao sau đó thu được. Có giao long châu ở trong cơ thể, tầng thứ 4 phần thiên chi nộ chí tôn thần thông có thể tối đa hóa uy lực thi triển ra. Về phần tầng thứ 5 lôi đình chí tôn thần thông, Dương Nghị Vân trong cơ thể thập đại phụ trợ tinh thần, lúc trước thập toàn thập đô la đan. Cơ sở tồn tại, về sau đan điền thăng cấp, diễn hóa ra thập đại phụ trợ tinh thần, trong đó có thiên lôi tinh thần tồn tại. Hơn nữa lúc trước độ kiếp hắn hấp thu không ít lôi đình lực lượng trong cơ thể, đồng dạng là có điều kiện đem tầng thứ 5 lôi đình chí tôn thần thông thi triển tối đa. Bất quá Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ có một phương tiện truyền thông càng tàn nhẫn đi dẫn lôi đình.
đó chính là trong bầu trời Chí Tôn Sơn có lôi đình tồn tại, điểm này lúc trên núi cái tên mập mạp dẫn đường kia đã nói qua, hơn nữa sau khi lên Chí Tôn Sơn hắn cũng rõ ràng cảm giác được trên chân trời Chí Tôn Sơn có lôi đình tồn tại. Chẳng qua không phải trên 30 tuổi mà mập mạp nói, mà là chỗ tồn tại cao hơn, xa xa không chỉ, không chừng là trên 3.000 trượng, nếu không 30 trượng, lúc trước hắn hóa thân thành pháp tướng ngàn thước, đã sớm bị sét đánh. Nghĩ tới đây, Dương Nghị Vân vội vàng hỏi lão đầu tử, lực lượng lôi đình của lão đầu tử Chí Tôn Sơn cao bao nhiêu? Ta vận dụng lôi đình Chí Tôn thần thông có thể dẫn xuống lôi đình hay không? Chí Tôn lôi đình chân chính hạch tâm chi địa ở đạo tràng Chí Tôn cung vi sư, nơi nào lôi đình lực ở trên đỉnh đầu 30 trượng, về phần lôi đình nơi khác, ngoài 3.000 trượng, vận dụng lôi đình Chí Tôn thần thông chính là cửu tiêu lôi đình đều dẫn động, chỉ cần ngươi thần hồn đủ cường đại. Hiện tại mà, có vi sư thần hồn lực gia trì cho ngươi, dẫn động cửu tiêu lôi đình không có khả năng, nhưng dẫn động lực lôi đình của Chí Tôn cung không có vấn đề gì. Vân Thiên Tà sâu kín nói. Được, biết rồi, lão đầu tử đợi lát nữa nếu ta không địch lại, nhưng thì xem ngươi. Dương Nghị Vân trong khi nói chuyện thúc giục Giao Long Châu trong cơ thể dẫn động hỏa diễm chi lực, cũng đang châm phòng ngự cho lão đầu tử. Hắn trung quy không có sức lực, có thể toàn bộ giết chết chín tán tiên. Tiểu tử thúi đừng nghĩ để vi sư ra tay, ngươi tự nghĩ biện pháp, vi sư đem thần hồn lực đều cho ngươi, thời điểm tốt lắm, cho dù là vi sư muốn hỗ trợ cũng không giúp được, không có thần hồn lực chống đỡ, vi sư cũng chỉ có thể trợn mắt, được rồi ngươi tiểu tử tự cầu đa phúc đi, bọn họ công kích đến, đừng phân tâm, chiến đấu đi. Dương Nghị Vân nghe lão đầu tử nói chuyện bóp chết tâm của hắn đều có, sâu trong nội tâm hắn nghĩ đến thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào lão già chết, không nghĩ tới hắn nói như vậy. Phi thường bất đắc dĩ, muốn đấu võ mồm, nhưng cũng không có thời gian, công kích của cửu đại tán tiên đã đến, lúc này ánh mắt hắn đặt ở trên người một người trong đó, đột nhiên bạo giống phần thiên chi nộ. Tầng thứ tư phần thiên chi nộ thi triển ra, Dương Nghị Vân toàn thân đều toát ra hỏa diễm, trong nháy mắt hội tụ thành một con hỏa long bình thường giống nhau, hướng về phía một gã lão giả áo đen trong cửu đại tán tiên hắn cho rằng khí tức yếu đi. Giờ phút này mục tiêu của Dương Nghị Vân rất rõ ràng chính là một trong số đó toàn lực giết chết. Về phần công kích của những người khác, hắn không chuẩn bị để ý tới, gắt gao gánh là được. Dù sao sau khi phòng ngự của Đông Hoàng Trung bị phá, còn có thất thải bảo y phòng ngự. Thứ hai mới là một liên kết mạnh nhất của loại phòng ngự của hắn. Wap.info là lão đầu tử thân truyền luyện khí, là dùng Phượng Hoàng Vĩ Vũ làm nguyên liệu luyện chế mà thành. Lực phòng ngự ngày đó làm cho tiểu Phượng Hoàng đã dùng tử sắc hỏa diễm mạnh nhất của nó thiêu đốt thí nghiệm qua, lực phòng ngự lúc trước vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên đó chỉ là hỏa diễm thiêu đốt, mà phòng ngự lực lượng chân chính là chưa từng thí nghiệm qua. Bất quá Dương Nghị Vân đối với thất thải bảo y phòng ngự là có tuyệt đối tin tưởng, bởi vì hắn biết tài liệu chính chính là Phượng Hoàng Vĩ Vũ trọng yếu nhất trên người Phượng Hoàng trưởng thành chân chính. Cũng không phải là tài liệu bình thường luyện chế mà thành. Lúc ấy lão đầu tử đối với tán thưởng qua phòng ngự. Hơn nữa một chức năng khác của bảo y bảy màu cũng không giống người thường, đó chính là công hiệu tàng hình. Đã được nghiệm chứng, công năng tàng hình của thất thải bảo y, không có bất kỳ khí tức ba động nào, vô thanh vô tức, khi địch nhân phát hiện, hẳn là có thể làm được, chém giết địch nhân. Cho nên Dương Nghị Vân vẫn có lá bài tẩy tồn tại. Lúc này hắn toàn lực đối phó một người, chẳng khác nào đồng thời phải thừa nhận công kích của tám tán tiên khác. Cách làm như thế tất nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng là biện pháp duy nhất hắn hiện tại phá cục. Dương Nghị Vân rõ ràng đáng để mạo hiểm làm. Giết một người ít một người, lực liên hợp của bọn họ chắc chắn sẽ yếu một phần. Đối với Dương Nghị Vân mà nói, chín tán tiên hiện tại là một thể, hắn là một chọi chín. Thiếu một tán tiên, lực lượng của chính hắn chẳng khác nào cường đại một phần. Phương pháp đánh nhau tưởng chừng như mạo hiểm như vậy, kỳ thật là hiệu quả nhất. Một chiêu phần thiên chí tôn thần thông hướng về phía hắc y lão giả cuốn chiếu đồng thời, trên người Dương Nghị Vân cũng bị tám tán tiên khác công kích. Lúc này tầng thứ tư chí tôn thần thông, hoàn toàn có thể nói là phiên bản thăng cấp. Bởi vì có thần hồn lực của lão đầu tử gia trì, hắn dẫn động thiên địa pháp tắc chi thế càng cường đại hơn, mà phần thiên chi nộ công kích tự nhiên cũng không cần phải nói, từ hiện tại hắn thi triển ra, mượn chính là thiên địa lực, uy lực không yếu hơn tiểu Phượng Hoàng tử sắc hỏa diễm. Tất nhiên đây chỉ là khía cạnh đốt lửa. Là chí tôn thần thông, phần thiên chi nộ chiêu thứ tư cũng không chỉ là thiêu đốt hỏa diễm, mà còn là uy lực trên lực lượng. Đây là thần thông pháp thuật, là dùng để chiến đấu, cũng không phải dùng để phong hỏa,
hỏa diễm chỉ là một cái biểu hiện, âm thầm ẩn giấu chính là lực lượng công kích rất có uy lực. Lực lượng hỏa diễm đại đạo trong thiên địa pháp tắc. Lão giả áo đen bị Dương Nghị Vân công kích nhìn thấy Dương Nghị Vân hướng về phía hắn thả ra một con rồng lửa, mồ hôi lạnh một tiếng, trong tay có một pháp đao, trong tiếng giống giận hướng về phía Dương Nghị Vân hỏa diễm chém ra một đao. Khai thiên cuồng đao, chảm. Một đao chém ra, trên lưỡi đao mơ hồ có hàn khí bạo phát, tiếp cận hào quang càng ngày càng cường đại, hóa thành hư ảnh đao lớn hơn 10 thước, đối với hỏa long của Dương Nghị Vân chính là một đao mà xuống. Chẳng qua sau một khắc lão giả mặt đen cũng biến đổi, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân thi triển ra hỏa long cũng không phải là hỏa diễm tầm thường, mà là đại thần thông có lực gia trì, sáng tạo người chính là một gã thập nhị kiếp tán tiên chí tôn. Hắc y lão giả một đao bổ qua, Dương Nghị Vân hỏa long trực tiếp bị chia làm hai, nhưng lại không có chút ảnh hưởng nào, ngược lại nhất hóa hai trực tiếp hướng trên người hắn quấn quanh mà đến, lão giả này vừa đến giống như, cái loại côn này khuấy động nước, nhiều nhất tách ra. Nhưng lại không có biện pháp ngăn cản đi tới. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa chia làm hai trực tiếp quấn quanh lão giả áo đen, để cho hắc y sắc mặt đại biến chính là, hắn phát hiện Dương Nghị Vân hỏa diễm thiêu đốt lực vượt qua hình tượng của hắn, hơn nữa còn ở vô hình chung mang theo lực va chạm cường đại, rơi vào trên người hắn liền tương tự bị hai tòa đại sơn va chạm giống nhau. Phốc! Hắc y lão hộc máu. Nhưng là chính mình phun ra máu huyết, đây là bản năng sau khi lão giả cảm nhận được nguy hiểm trên hỏa diễm. Hắn biết phải mau chóng thoát khỏi hỏa diễm trói buộc lực, nếu không mình sẽ rất nguy hiểm. Cho nên lão giả áo đen, không chút do dự một ngụm máu huyết phun ra, tiến vào trong hỏa diễm quanh thân, đồng thời trong miệng lão giả ngâm ra nốt nhạc tối nghĩa khó hiểu. Về phần Dương Nghị Vân lúc này cũng không dễ chịu, bởi vì hắn trong nháy mắt công kích đến hắc y lão giả trong nháy mắt trên người cũng bị tám tán tiên khác công kích. Oanh oanh oanh! Trong tiếng vang thật lớn. Đông Hoàng Trung hắn toàn lực bảo vệ bao phủ chính hắn ở bên trong, vận chuyển đến mức cực hạn. Thần hồn lực của lão đầu tử cũng cuồn cuộn không ngừng gia nhập vào Đông Hoàng Trung, nhưng dù sao cũng là công kích của tám tán tiên, phi thường cường đại. Sắc sắc một tiếng, trên chuông Đông Hoàng xuất hiện một vết nứt. Dương Nghị Vân biến sắc, hắn không nghĩ tới tám lão bất tử công kích sẽ làm cho Đông Hoàng Trung dưới sự gia trì lượng hồn lực thần của lão đầu tử, cư nhiên trước tiên có vết nứt. Dương Nghị Vân biết phòng ngự của Đông Hoàng Trung kiên trì không được bao lâu, mà giờ phút này hắn toàn lực đối phó hắc y lão giả cư nhiên cũng phun ra một ngụm máu huyết sau đó, để cho tinh huyết tiến vào trong hỏa diễm của hắn phần thiên chi nộ. Theo hắc y lão giả trong miệng phun ra một đám tối nghĩa khó hiểu nhạc phù, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được uy lực của phần thiên chi nộ đang giảm xuống, cứ tiếp tục như vậy lão giả sớm muộn gì cũng sẽ từ trong hỏa diễm dẫy ra. Hơn nữa đến lúc đó Đông Hoàng Trung phòng ngự vừa phá, tám tán tiên công kích sẽ trực tiếp rơi vào phòng ngự cuối cùng của hắn, khi đó liền chân chính nguy hiểm. Dương Nghị Vân biết mình đối với những lão bất tử tán tiên này quá mức nghĩ đương nhiên, không nghĩ sẽ khó khăn đối phó như vậy. Cửu đại tán tiên cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá lúc này hắn đã là mũi tên ở trên dây không thể không phát, sau một khắc cắn răng, trực tiếp thúc giục mệnh tinh thần tượng của mình, trong tay kết ấn, hoa mắt trêu chọc bạo giống mà nổi lên nói, lôi đỉnh chí tôn, dẫn lôi. Tầng thứ 5 chí tôn thần thông lôi thiên chí tôn bị Dương Nghị Vân không có thở dốc mạnh mẽ thi triển ra. Thập nhị chí tôn thần thông, càng là phía sau, thi triển ra uy lực càng cường đại, nhưng tương ứng, hắn hao phí pháp lực thần hồn chân nguyên các phương diện cũng sẽ càng lớn. Kẻ thù không cho anh ta thời gian để thở, và anh ta không thể dừng lại. Cho dù vì thế mà cắn trả cường đại cũng không dừng lại. Như vậy đại lượng lực lượng rút ra, nguyên thần tất nhiên sẽ cắn trả sẽ uể oải. Nhưng Dương Nghị Vân không còn cách nào khác. Phía trước trả giá không thể uổng phí, càng không thể tiền công tận khí, hắn định giết hắc y lão giả sẽ giết chết hắn. Không trả một cái giá, cũng không bình thường. Ầm ầm, rầm rầm. Tầng thứ 5 lôi đình chí tôn thần thông thi triển ra, trong nháy mắt trên chân trời chí tôn sơn có tiếng sấm vang lên. Rầm rầm từng tiếng, một cái xô nước to lớn thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, Dương Nghị Vân khóe miệng nhếch lên. Mà lão giả áo đen lại phát ra hoảng sợ mà kêu không. Ầm, a! Lôi điện tráng kiện của thùng nước dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp bổ lên người hắc y lão giả, cắt đứt hắc y lão giả còn đang niệm niệm bí pháp hóa giải hỏa diễm, kêu thảm thiết trong lôi điện chói mắt bộc phát. Dây tiếp theo trực tiếp làm cho lão giả áo đen bốc hơi biến mất. Ngay khi lôi điện rơi vào trên người lão giả áo đen đồng thời, tám tán tiên khác công kích cũng phá vỡ phòng ngự của Dương Nghị Vân Đông Hoàng Trung. Phốc!
Lần này là Dương Nghị Vân đột nhiên hộc máu. Hắn liên tiếp hai lần thi triển chí tôn thần thông, còn hơn nữa phải duy trì phòng ngự của Đông Hoàng Trung, lúc Đông Hoàng Trung vỡ đi, phun một ngụm máu đều nhẹ. Cái giá phải trả là có, nhưng nó có giá trị. Bởi vì hắn rốt cục giết chết lão giả áo đen. Tám tán tiên cũng là lúc lôi đình giáng xuống, đình chỉ công kích đối với Dương Nghị Vân, một đám nhanh chóng bạo lui rời xa Dương Nghị Vân. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được lôi đình chi uy. Vốn lôi đình đối với tu sĩ mà nói là khủng bố, sau khi tu đạo có lớn nhỏ thiên kiếp, đều là kiếp nạn muốn mạng. Sau khi binh giải tu tán tiên, lại càng có thiên kiếp tán tiên ngàn năm một lần, mỗi một lần độ kiếp đối với bọn họ mà nói đều là qua quỷ môn quan. Chẳng khác nào trời sinh đã có bản năng sợ hãi lôi đình. Huống chi Dương Nghị Vân thi triển chính là chuyên môn lôi đình công kích thần thông, trực tiếp dẫn động chí tôn sơn chân trời lôi đình, hơn nữa còn là thùng nước tráng kiện, nhìn đều dọa người. Cho nên còn lại tám tán tiên, nhìn thấy hắc y lão giả trực tiếp bị một đạo lôi đình bổ này hôi phi yên diệt sau đó, một đám ở trong hoảng sợ bạo lui. Khụ khụ, hết thảy đình chỉ, Dương Nghị Vân ho khan lau đi vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn tám tán tiên còn lại trốn ở ngoài 80-90 thước của nàng, trên mặt âm tình bất định nhìn hắn, giống như là nhìn quái vật vậy. Tám tán tiên trên mặt âm tình bất định, bởi vì bọn họ đều đối với lôi đình có bản năng sợ hãi. Trơ mắt nhìn hắc y lão giả lôi đình bổ thành cho bụi tan thành cho bụi, lại có ai không hoảng sợ. Rất rõ ràng là Dương Nghị Vân thi triển thủ đoạn gì trực tiếp dẫn tới chí tôn sơn lôi đình lực giết chết hắc y lão giả. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này chứng tỏ Dương Nghị Vân có thể khống chế uy lực của lôi điện. Ở trong tu sĩ không phải là không ai có thể khống chế lôi điện, nhưng có hạn, hơn nữa còn cần thể chất đặc thù cùng ngộ tính mới có thể khống chế lôi điện chi lực. Lại nói tiếp có. Nhưng có thể khống chế lôi điện lực cường đại như vậy, hơn nữa có thể giết chết lục chuyển hậu kỳ tán tiên ít người. Thậm chí có thể nói là có 102. Dương Nghị Vân hôm nay mở rộng tầm mắt cho bọn họ. Wap.info. Nhìn địa phương lôi đình bổ qua, một mảnh cháy đen không gì sánh được, tám tán tiên đang nhìn Dương Nghị Vân, một đám ánh mắt phức tạp lên. Mà lúc này trong cơ thể Dương Nghị Vân cũng không bình tĩnh, liên tục thi triển chí tôn thần thông. Nhất là tầng thứ tư phần thiên chi nộ cùng tầng thứ năm lôi đỉnh chí tôn, uy lực bất phàm, nhưng cũng tiêu hao thật lớn, nguyên thần độ uể oải, thân thể có chút hư ảo, chẳng qua làm cho cố gắng chống đỡ giả bộ không ra một bộ dáng cứng rắn. Mà còn lại bát đại tán tiên cũng kinh dị bất định nhìn hắn, rất sợ Dương Nghị Vân đang tới một lần lôi đỉnh chi uy, trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân kéo dài khoảng cách. Sợ hắn sẽ làm ra một đạo lôi điện cường đại. Trong sân lâm vào trong một thời gian ngắn liền yên tĩnh. Bất quá không kéo dài bao lâu, bộ dáng thiếu niên, híp mắt mở miệng nói, mọi người xuất toàn lực đi, cũng đừng giấu giếm, tiểu tử này mặc dù có thể dẫn xuống lôi đình, nhưng nhìn qua cũng không phải tùy thời đều có thể. Hôm nay đối với 10 đại tán tiên cao giai chí tôn sơn này mà nói, thật sự là một ngày khó quên. 10 người đội ngũ cường đại, 10 người đánh một tràng diện, cư nhiên liên tiếp ngã xuống hai người. Mất mặt. Truyền ra ngoài bọn họ những người này có một người tính một người đều sẽ trở thành trò cười cho cả tán tiên đảo. Cư nhiên không ngừng ở trên tay một hậu bối phi thăng cảnh chịu thiệt. Mất hai người. Thật sự là, mất mặt. Sau khi U mở miệng, trên mặt 7 người còn lại âm tình bất định, không ai làm ra đầu điều, bởi vì cảnh tượng vừa rồi lôi đình bổ chết lão giả áo đen quá khủng bố trong mắt bọn họ. Tuy rằng U nói rất đúng, Dương Nghị Vân lôi đình không có khả năng tùy ý sử dụng. Nhưng đó cũng chỉ là U suy đoán đi. Ai dám cam đoan Dương Nghị Vân không thể tùy thời dẫn động lôi đình công kích. Tuy rằng tất cả mọi người đều là tán tiên lục chuyển hậu kỳ, nhưng lúc này vẫn rất cẩn thận, cũng không có bởi vì U mở miệng, liền ngốc không kéo mấy lần xông lên. Dù sao cũng phải quan sát một chút rồi nói sau, miễn cho trong mương lật thuyền, đội ngũ 10 người đã chết 2 người, tất cả mọi người đều không muốn tùy tiện ra tay. Đương nhiên, lời nói của U cũng không sai. Dương Nghị Vân nhìn qua cũng đích xác có loại bộ dáng cái giá không nhỏ. Nhưng bản tính con người tùy nhiên, làm cho những tán tiên lão quỷ này, không dám dễ dàng ra tay. Mà, sau khi nói xong, thấy mọi người không có ý định động thủ, hừ lạnh một tiếng nói, bổn tọa còn không đến mức trước mắt, hắn Dương Nghị Vân lôi đình chi dẫn không phải tùy tùy tiện tiện là có thể dẫn động thành công, chúng ta hôm nay mặt mũi vẫn như cũ ném ra ngoài cửu tiêu, nếu còn không bắt được Dương Nghị Vân tiểu tử này. Ha ha, còn có mặt mũi gì gọi là chí tôn sơn thập đại tán tiên. Nếu chư vị kinh dị bất định, bổn tọa liền chứng minh cho các ngươi xem một chút,
xem Dương Nghị Vân tiểu tử kia có phải đồng dạng bị thương hay không, có phải thật sự nghịch thiên hay không, có thể đem các loại hù dọa. U Tại sau khi dứt lời khí thế toàn thân biến đổi, lại hoàn toàn trái ngược với người khác, từ sắc bén cường đại trong nháy mắt nội liếm tất cả khí tức, hơn nữa thân thể dần dần trong suốt. Tán tiên khác nhìn thấy một màn này, liền biết U bắt đầu thi triển ra thủ đoạn áp dương, mọi người đều biết U Linh được xưng là U Linh, là bởi vì hắn có thể đem khí tức toàn thân nội liếm đến cực hạn, đạt tới cảnh giới cực phi, rất khó có người có thể phát hiện hắn tồn tại, đồng thời hắn có một môn thần thông giống như ẩn thân, có thể đem thân thể dung nhập vào bất kỳ hoàn cảnh nào, bao gồm cả màu sắc của sơn thạch thảo mộc vân vân, hoàn toàn trong suốt. Tuy rằng không phải tàng hình nhưng lại có diệu kỳ giống với tàng hình, vô thanh vô tức xuất kích giết địch, tốc độ cũng đạt tới trình độ không cách nào cảm giác được, phi thường đáng sợ, giống như U Linh. Cho nên cái tên U Linh của U cũng chính là như vậy. Hiện tại mọi người thấy được U thi triển thủ đoạn dưới đáy hòm, cũng đều là chấn động. Trong đó một người chư vị U nói không sai, chúng ta phải đem mặt mũi vứt bỏ nhặt trở về, chu sát Dương Nghị Vân tiểu tử này, mọi người chuẩn bị, đợi lát nữa nhưng có cái gì dị thường, chúng ta cũng đều có cái giá khác biệt, hợp lực kết trận, tất có thể giết chết Dương Nghị Vân. U ra tay cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có thời điểm thất thủ, có lẽ không cần chúng ta ra tay đi. Sai rồi, U tự nhà thi triển ra thủ đoạn dưới đáy hòm, còn để cho chúng ta cùng nhau ra tay, điều này chứng tỏ ở trong lòng U, Dương Nghị Vân tiểu tử này không dễ đối phó, cho nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tìm cơ hội tùy thời xuất thủ chu sát Dương Nghị Vân, cũng đừng giấu giếm. Không sai, lão phu đồng ý. Cứ như vậy đi. Bên cạnh bảy đại tán tiên rốt cục sau khi U xuất thủ đạt thành nhất trí, chuẩn bị hoàn toàn không biết xấu hổ, cùng nhau xuất toàn lực chém giết Dương Nghị Vân. Chấm. Bên kia đối với Dương Nghị Vân mà nói, cũng là nhìn thấy U thân thể dần dần bắt đầu trong suốt, khí tức hoàn toàn biến mất sau đó, có chút sững sờ. Cái này đặc biệt còn có một người có thể đạt tới cực hạn tàng hình. Hắn vốn còn muốn kế tiếp, muốn khởi động công năng tàng hình thất thải bảo y để giết địch, không nghĩ tới trong nháy mắt đối phương đã xuất hiện một. Điều này, tựa hồ có chút xấu hổ a. Đối với tán tiên dần dần biến mất trong tầm mắt của hắn tương tự thiếu niên, Dương Nghị Vân không biết đối phương có phải hay không cũng mượn pháp khí giống mình ẩn thân, có chút nhìn không thấu, ở trong cảm giác của hắn đối phương cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Có chút không biết được số đường của đối phương, Dương Nghị Vân vội vàng ở trong lòng hỏi sư phụ Vân Tà Đạo, lão đầu tử trên người đối phương có phải cũng có bảo y ẩn thân giống như bảo y bảy màu của ta hay không? Sau một khắc chỉ nghe lão đầu tử mở miệng nói, không phải bảo y là thần thông, gì? Không đúng, nếu là thần thông vạn tượng đã thất truyền của tiên giới đã lâu, không nghĩ tới có thể tái hiện ở tán tiên đảo, tiểu tử thúi đợi lát nữa đừng giết chết hắn, nghĩ biện pháp lục soát hồn, lấy được thần thông vạn tượng, đối với ngươi tương lai sẽ có tác dụng lớn. Cái gì vạn tượng thần thông? Rất giỏi. Dương Nghị Vân nghe được lão đầu tử nói chuyện sau đó, có chút kinh ngạc hỏi hắn. Từ hơn 10 vạn năm trước, tiên đế tiên giới không có tiếng tăm gì đắc tội với một tiên tôn nào đó, bị tiên tôn kia tự mình ra tay đuổi giết, nhưng hắn lại có thể một lần lại một lần từ trên tay tiên tôn chạy đi. Sau đó mới có tin đồn đó. Tiên đế tu luyện một môn thần thông gọi là vạn tượng thần thông, về sau tiên đế kia liền có một danh hiệu, vạn tượng tiên đế. Bởi vì nhiều lần có thể từ trên tay tiên tôn chạy đi, thậm chí đánh lén ám sát tiên tôn lại có thể toàn thân trở ra, vạn tượng tiên đế trực tiếp vào top 3 phong hào tiên đế. Chẳng qua sau vạn tượng tiên đế triệt để chọc giận vị tiên tôn nào đó, bị vị tiên tôn nào liên hợp với một vị tiên tôn khác thiết cục chu sát, lại có tin đồn vị tiên tôn kia kỳ thật chính là muốn đạt được thần thông vạn tượng của vạn tượng tiên đế mà đuổi giết hắn. Kết quả là vạn tượng tiên đế tự bạo cũng không có đem vạn tượng thần thông giao cho vị tiên tôn nào đó, từ nay về sau vạn tượng thần thông vang vọng tiên giới liền thất truyền. Vân Thiên Tà trong lời nói còn tràn ngập tiếc nuối. Dương Nghị Vân lại hỏi lão đầu tử ngươi trực tiếp nói vạn tượng thần thông này có thần kỳ gì không phải là được. Vân Thiên Tà u nói, năm đó vi sư đụng phải vạn tượng tiên đế, nhìn hắn biểu hiện qua vạn tượng thần thông, khi đó mới biết được, nếu vạn tượng tiên đế có thể tiến giai tiên tôn, nhất định sẽ lại là bá chủ một phương tiên giới. Hạch tâm của thần thông vạn tượng chính là hai chữ vạn tượng, hạch tâm là có thể dung nhập vào hoàn cảnh vạn vật. Làm cho khí tức của bản thân giống như tảng đá, giống như cỏ cây. Ngay cả không khí, cơ hồ là không hề có góc chết khí tức nội liếm, hơn nữa đem chính mình dung nhập vào bất luận cái gì, nhưng cụ thể là chuyện gì vi sư cũng không có hiểu rõ, bất quá năm đó sau khi tiếp xúc, vi sư về sau cũng nghĩ tới góc chết của vạn tượng thần thông,
nếu như không có đoán sai, vạn tượng thần thông pháp môn tu luyện hẳn là không gian lực. Lại nói tiếp môn thần thông này mới là thần thông chí cao ẩn thân chính thức. Công hiệu tàng hình của ngươi bảo y bảy màu cũng không bằng, cho nên ngươi tiểu tử nhớ kỹ, không tiếc tất cả đem người này bắt được vạn tượng thần thông, tương lai chính là ngươi bảo mệnh bất nhị pháp môn. Ách tôi, lão đầu tử chết ngươi chính mình đều nói, thân ảnh vạn tượng thần thông so với ẩn thân của bảo y bảy màu ta còn cường đại hơn. Hơn nữa đối phương là tán tiên lục chuyển hậu kỳ, ta làm sao đi bắt được a? Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Hắn không nghĩ tới chính là, lão đầu tử cư nhiên đối với cái gì vạn tượng thần thông coi trọng như thế, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão đầu tử đối ngoại thần thông trịnh trọng như vậy. A, lại nói tiếp, đây xem như là lần thứ hai, lần đầu tiên nhớ rõ là thần thông Bách Biến Chí Tôn trong miệng lão đầu tử, chẳng qua thần thông của Bách Biến Chí Tôn không có phương pháp nội tu. Trên tay lão đầu tử chỉ có phương pháp ngoại tu, nhưng cũng truyền cho hắn. Lần này Dương Nghị Vân nghe lão đầu tử nói đến vạn tượng thần thông thời điểm, không chút nào so với lần trước nói đến Bách Biến Chí Tôn thần thông thái độ yếu, phi thường trịnh trọng nhắc nhở. Lão đầu tử chết mấu chốt là đối phương hiện tại cũng có năng lực tàng hình, hơn nữa dựa theo ngươi nói, vạn tượng thần thông của hắn rất cường đại, ta vốn kế tiếp chuẩn bị vận dụng năng lực tàng hình của thất thải bảo y, nhưng chiếu theo ngươi nói như vậy. Ta có thể thắng được đối phương như vậy. Càng đừng nói đến từ trên người đối phương tìm cái gì vạn tượng thần thông. Dương Nghị Vân đối với lời nói của lão đầu tử trợn trắng mắt, hắn luôn cảm giác lão đầu tử đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nhưng mà chỉ nghe lão đầu tử mắng, hỗn tiểu tử vi sư nếu dám cho ngươi nói như vậy, tự nhiên là có nắm chắc, chuyện không nắm chắc vi sư khi nào đã làm. Oap.feng.info Dương Nghị Vân ngạc nhiên, tựa hồ thật đúng là như vậy. Ngươi ngược lại nói a, phục hồi tinh thần lại, Dương Nghị Vân truy vấn. Tiểu tử thúi nghe cho kỹ, đợi lát nữa vi sư xác định vị trí của đối phương cho ngươi, ngươi mà để ý ẩn thân chỉ có thể giết chết ngược lại. Vân Thiên Tà trực tiếp nói chuyện. Đơn giản như vậy, Dương Nghị Vân ngẩn người nói một chút, hắn vốn còn tưởng rằng lão đầu tử sẽ truyền thụ bí pháp gì của hắn đi ứng đối hàng địch, không nghĩ tới lại là một câu đơn giản như vậy. Vân Thiên Tà nói, nếu không không nhỏ giọt như thế nào. Ngươi nghĩ nó phức tạp như thế nào? Vạn thần thần thông đích xác độc đáo, nhưng phải xem ai thi triển, nếu như là vạn tượng tiên đế thi triển, nói thật vi sư có thể thật đúng là không có cách nào, nhưng đối phương là một tiểu tán tiên, vi sư ta tự có biện pháp cảm ứng được vị trí của hắn. Được rồi, như thế là tốt rồi. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng đúng, ở trong mắt lão đầu tử cái kia tán tiên biết vạn tượng thần thông, cũng không phải là một tiểu tán tiên sao. Đối với lão già mà nói, người có thể bị hắn xưng là đối thủ, sợ là thế gian cũng không có bao nhiêu. Được rồi, chuẩn bị tốt, đối phương tới. Vân Thiên Tà nhắc nhở Dương Nghị Vân. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn lại, quả nhiên thân hình tán tiên bộ dáng thiếu niên cách đó 8-90 thước đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa trong cảm giác của hắn, không cảm giác được khí tức của đối phương chút nào. Sau khi lão đầu tử nhắc nhở, Dương Nghị Vân cũng không dám có chút sơ suất nào, hắn tuy rằng ngoài miệng cùng lão đầu tử kêu khổ. Nhưng nội tâm thì sao? Nội tâm Dương Mỗ có thể ngạo khí. Ngươi sẽ tàng hình bạn bè tôi cũng vậy. Ngươi thi triển chính là thần thông chi pháp ẩn thân, tiểu gia ta là lông vũ tinh hoa nhất đuôi phượng hoàng trưởng thành luyện chế thành khí tàng hình. Tuy rằng ở trong miệng lão đầu tử vạn tượng thần thông phi thường châu bò, nhưng châu bức kia là khen ngợi vạn tượng tiên đế, cũng không phải cho thiếu niên tán tiên trước mắt khen ngợi. Cho nên Dương Nghị Vân cũng không có lo lắng bao nhiêu. Hơn nữa lão đầu tử lại áp trận cho hắn, sẽ tìm ra vị trí thiếu niên tán tiên, cứ như vậy, hai người bọn họ đồng thời ẩn thân, chính mình dựa vào lão đầu tử có thể tìm ra hắn, nhưng thiếu niên tán tiên lại không nhất định có thể tìm được hắn. Loại cảm giác này ở Dương Nghị Vân xem ra chính là điển hình, đen ăn đen, hoặc là nói là đen đánh đen, dưới ánh đèn đen. Dù sao cũng có thể rất sảng khoái. Nghĩ về nó, ông cũng cảm thấy vui vẻ. Sau một khắc Dương Nghị Vân nhếch miệng cười. Thúc giục công năng tàng hình thất thải bảo y, trong nháy mắt thân hình cũng biến mất tại chỗ. Lần này, có thể làm cho mấy đại tán tiên sợ ngây người. Cái này, làm sao có thể? Tiểu tử này như thế nào cũng sẽ ẩn thân thần thông, hơn nữa cũng giống như u, không hề có khí tức. Không cảm thụ được có nguyên khí ba động, mất đi tất cả khí tức, chẳng lẽ cũng là thần thông tàng hình giống như u sao? Không đúng, tiểu tử kia ẩn thân trong nháy mắt. Ta cảm nhận được khí tức pháp khí, phương pháp tàng hình của hắn hẳn là mượn một loại pháp khí nào đó. Xem ra bảo vật trên người tiểu tử này rất nhiều.
lúc trước truyền tấn các ngươi đã từng có được chuyện tiểu tử này có thể vô thanh tàng thân không? Không có. Không có. Bảy đại tán tiên còn lại thán phục trao đổi lẫn nhau, đối với Dương Nghị Vân thế nhưng càng ngày càng phức tạp. Ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt mỗi người đều không giống nhau. Rất phức tạp. Thập đại tán tiên của bọn họ cũng là sau khi nhận được hậu bối xin giúp đỡ truyền tấn mới vội vàng ra khỏi núi. Chỉ biết bên người Dương Nghị Vân có một con ngũ trảo kim long, một đầu thần cầm phượng hoàng, một đầu cửu vĩ hồ cùng một mực tầm bảo điêu. Bốn yêu tu một người hiếm có, cũng có một điểm chung, đó chính là bốn yêu linh này đều không tính là trưởng thành, đều xem như ấu thú thành trường kỳ. Cho nên thập đại tán tiên của bọn họ xuất sơn. Về phần mục đích là cái gì, tự nhiên chính là hấp dẫn. Mọi người trong lòng biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Dương Nghị Vân thời điểm, lại không có nhìn thấy Dương Nghị Vân bên người bốn yêu linh, chỉ có thể nói rõ, Dương Nghị Vân trên người có cao giai động thiên pháp bảo tồn tại, đem bốn yêu linh thu vào. Về phần vì sao phải cất đi, đáp ứng không khó đoán. Tất nhiên là bốn yêu linh không có đủ thực lực khiêu chiến với đám tán tiên bọn họ, cũng nói rõ thực lực của bốn yêu linh kỳ thật có hạn, cho nên Dương Nghị Vân không muốn để cho bốn yêu linh mạo hiểm, đem bốn yêu linh thu vào trong pháp bảo động thiên. Còn có chính là cùng Dương Nghị Vân giao phong, tiểu tử này bày ra thần thông, quả thực cũng không phải tu chân giới cấp độ này mới có thể có được thần thông chi pháp, phi thường cường đại. Để cho tán tiên bọn họ nhìn cũng đều là trong lòng đỏ mắt. Bốn yêu linh hiếm có trên thế gian, chí bảo động thiên cao giai, thần thông vô cùng cường đại, hiện tại còn phải thêm một pháp khí có thể tàng hình. Những thứ này đối với mấy tán tiên mà nói, đều hết lần này đến lần khác trùng kích tâm linh bọn họ. Dựa vào cái gì tiểu tử này một tu chân giả phi thăng cảnh, có được thứ gì đó so với bọn họ gian nan tu luyện vô số năm tháng cao giai tán tiên còn tốt hơn. Nếu như trên người Dương Nghị Vân những tài nguyên này dùng trong tay bọn họ, mỗi ngàn năm một lần tán tiên kiếp, sợ là cũng có thể trùng kích đến hậu kỳ. Nhìn Dương Nghị Vân đồng dạng ẩn thân biến mất sau đó, thất đại tán tiên trong nội tâm xảy ra biến hóa, khí tức toàn thân đều vận chuyển đến cực hạn, chuẩn bị tùy thời đối với Dương Nghị Vân thi triển lôi đình công kích. Trong lòng bọn họ không cân bằng, nổi lên lòng tham lớn. Cũng nghĩ Dương Nghị Vân sau khi ẩn thân càng thêm nguy hiểm, làm tốt bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết chuẩn bị, nhưng đừng xảy ra chuyện, mặt khác bọn họ cũng đối với U có lòng tin tuyệt đối. U là lão tán tiên thành danh đã lâu, thần thông tàng hình của hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ, Dương Nghị Vân mượn pháp khí ẩn thân năng lực, ở trong mắt bọn họ tự nhiên là so ra kém U. Chấm. Về phần U giờ phút này, đồng dạng nội tâm không bình tĩnh, hắn ẩn thân thần thông, chính là trung cực sát chiêu, mấy ngàn năm trước, khi đó hắn còn đang tu chân giới, còn không có binh giải tu tán tiên, cũng chỉ là tu chân giả phân thần kỳ trong giới tu giả. Bởi vì phạm vào tông môn môn quy, bị tông chủ trừng kỷ đánh vào tông môn cấm. Đất, về sau có tạo đồng môn hãm hại, bất đắc dĩ hắn ở phía sau cấm địa tông môn nhảy xuống, nhảy vào vực sâu vạn trượng. Vốn tưởng rằng là chết không có chỗ chôn, cũng là không nghĩ tới nơi nào tự xưng là một xa di giới, tiến vào cổ tiên phủ, ở trên một tấm bia đá trong đó thấy được một bài tu hành mang tên Vạn Tượng Thần Thông. Tuy rằng không biết là người nào lưu lại, nhưng U lại không quản nhiều như vậy, trực tiếp tu luyện Vạn Tượng Thần Thông trên tấm bia đá, sớm về sau dựa vào thần thông Vạn Tượng một đường quật khởi. Đáng tiếc thời điểm đại thiên kiếp, vẫn là binh giải tu tán tiên. Sau khi đến tán tiên đảo, hắn cũng dựa vào thần thông Vạn Tượng vô cùng bất lợi, sáng tạo ra danh tiếng. Năng lực tàng hình thần thông của Vạn Tượng làm cho hắn cơ hồ ở trong chiến đấu trung lập bất bại. Thậm chí hắn còn từng giao thủ với một vị tán tiên lão tổ, lần đó mặc dù là luận bàn, nhưng hắn lại ở trong tay tán tiên lão tổ toàn thân trở ra, từ đó về sau cũng trở thành đệ nhất vô số tán tiên chí tôn sơn, còn có danh tiếng đệ nhất nhân dưới tán tiên lão tổ. Đối với phương pháp thần thông Vạn Tượng của mình, U, cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi, hắn biết phương pháp ẩn thân của Vạn Tượng Thần Thông, chính là đệ nhất đương thời. Trong mấy ngàn năm ký tử tu đạo của hắn, đồng dạng đụng phải tu sĩ thân mang phương pháp tàng hình, nhưng có một cái tính một cái, phương pháp ẩn thân của bọn họ, ở trong mắt U đều là rác rưởi. Tất cả đều có sơ hở. Đều có nguyên khí ba động tồn tại, chính là lúc ẩn thân không có nguyên khí ba động, nhưng lúc xuất thủ sẽ có nguyên khí ba động tồn tại, bởi vì bại lộ, bị hắn chém giết. Phương pháp thần thông Vạn Tượng của hắn, cũng hoàn toàn không có những sơ hở này, bất kể là thời điểm phát động tàng hình, hay là thời điểm xuất thủ công kích, đều đem toàn thân tất cả khí tức nội liễm đến cực hạn,
có thể nói không hề sơ hở, chờ địch nhân phát hiện, cũng chính là thời điểm địch nhân tử vong. Mà hiện tại U cư nhiên ở trên người Dương Nghị Vân thấy được, cơ hồ cùng hắn không phân biệt bá trọng phương pháp tàng hình. Khi Dương Nghị Vân toàn thân thất thải quang mang chợt lóe sau đó, U phát hiện Dương Nghị Vân tất cả khí tức biến mất không còn một mảnh, giống như hắn, cơ hồ không có phương pháp ẩn thân sơ hở. Hiện tại hai người bọn họ đều ẩn thân lên, ai cũng không nhìn thấy đối phương, đây mới là địa phương bất đắc dĩ cũng đáng sợ nhất. Ngược lại, hai người bọn họ ở trong trạng thái tàng hình giống nhau, nếu ai phát hiện ra đối phương trước, như vậy chính là ai chiếm cứ tiên cơ, có cơ hội giết chết đối phương. Bạn trải rộng tất cả nhận thức của anh ấy để cảm nhận sự bất thường của thế giới xung quanh, và anh ấy biết rằng trong tình huống như vậy mà họ không thể nhìn thấy nhau, nhận thức là chìa khóa để chiến thắng hay thất bại, hoặc thích hợp hơn để nhạy cảm với bản chất của trời và đất. Chỉ cần hắn có thể cảm nhận được dao động nhỏ nhất, hắn sẽ có tự tin đánh mạnh Dương Nghi Vân ngay từ lần đầu tiên, thậm chí giết chết hắn. Và nhận thức nhạy bén của anh ta về tất cả mọi thứ trên trời và dưới đất, và trái tim anh ta nghĩ rằng có rất ít người trên thế giới có thể so sánh với anh ta. Bởi vì sức mạnh ma thuật của anh ta, sự tinh tế trong đó là nhận thức về tất cả mọi thứ. Vì vậy, sau khi bị bất ngờ và sửng sốt lúc đầu, Yêu Tông đã bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận những thay đổi trong những thứ xung quanh, hoặc tìm kiếm sự vô hình của Yang Yuin. Đối với Dương Nghi Vân, lúc này hắn đứng dậy đã khá đau đớn. Wap.info. Bởi vì hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào của ngươi. Theo cách tương tự, anh buông bỏ tất cả các giác quan của mình để nhận thức sự tồn tại của bên kia, nhưng không có dấu vết của nó. Dương Nghi Vân nhìn bảy vị bất tử đang tản mát ở phía xa, hắn thật sự muốn đi tới giết chết những bất tử chi thân đang phân tán ở nơi sáng sủa lúc này. Nhưng những người bất tử bị phân tán ẩn giấu cảm thấy như một bóng ma và một quả bom hẹn giờ đối với anh ta. Dương Nghi Vân không dám có một chút động tác nào, bởi vì hắn biết dưới điều kiện như vậy, nhất định sẽ bị những cường giả tán loạn bí mật phát hiện. Mặc dù sự tự tin của hắn không bị phát hiện, nhưng dù sao đối phương cũng là cao thủ ở giai đoạn cuối của lượt thứ 6, ngay từ đầu, Dương Nghi Vân đã sợ những người bất tử bị phân tán trông giống như một thanh niên, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, đối phương rất nguy hiểm. Cùng với cuộc trò chuyện giữa vài người bất tử tản ra trước đó, Dương Nghi Vân có thể lờ mờ nhìn thấy những người bất tử trẻ tuổi bị phân tán dường như là thủ lĩnh của những người bất tử bị phân tán này, và khi nghe họ nói chuyện với nhau trước đây, dường như những người bất tử giải rác khác được gọi là những người bất tử giải rác trông giống như những người trẻ tuổi bạn. Một người bất tử bị phân tán tên là Yêu hiện đang gây áp lực rất lớn cho anh ta. Sau khi Dương Nghi Vân che giấu bóng dáng của mình, hắn trốn rồi thay đổi, không nhúc nhích. Hắn tin tưởng Vu Diệp lúc này cũng suy nghĩ giống như hắn. Tìm kiếm khuyết điểm của đối phương, sau đó chắc chắn sẽ là kết quả của việc giết chóc chỉ bằng một đòn. Cho nên Dương Nghi Vân thật sự không dám động đậy. Thật sự mà nói, hắn biết lão giả nói đúng, khả năng tàng hình của ma thú thực sự mạnh mẽ và cao cấp hơn rất nhiều so với tàng hình của quần áo bảo vật sặc sỡ của hắn, bằng không hai người đã không còn cùng một cấp độ. Sức mạnh siêu nhiên của con người, tu luyện là pháp, linh hoạt và có thể thay đổi, được gọi là viêm chăn, bao gồm tất cả. Và quần áo kho báu đầy màu sắc của anh ta thực sự là cấp độ của công cụ trong phân tích cuối cùng, cứng nhắc và không linh hoạt hơn khi so sánh. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào lão giả tìm ra nơi mình đang trốn. Lão gia đã tìm được vị trí của UU chưa? Dương Nghi Vân hỏi trong lòng. Tà đạo Vân Thiên thằng nhóc hôi thối lo lắng cái gì, ngươi cho rằng vai trò của sức mạnh siêu nhiên của viêng chăn chỉ là tàng hình, nó là một sức mạnh siêu nhiên dung hợp tất cả mọi thứ, và nó không dễ tìm như vậy. Vì vậy hãy làm điều đó, ngươi thả ra một hơi thở, để giáo viên có thể theo dõi nó, giống như loại công nghệ định vị trên trái đất của bạn hồi đó, nếu không thì thực sự rất khó để tìm ra, sau một thời gian dài, đứa trẻ ngươi đã được anh ta tìm thấy trước, và nó sẽ rất nguy hiểm vào lúc đó. Bây giờ hai người đang ở trong trạng thái tàng hình, hơi thở vô cùng gò bó, không dễ dàng tìm được nhau, nhưng ngươi lại lén lút với sự trợ giúp của vũ khí ma pháp, qua cứng nhắc, đối phương là phương pháp thần kỳ. Linh hoạt và có thể thay đổi, hắn nhất định sẽ có thể tìm ra thằng nhóc ngươi sau một thời gian dài, như vậy thời gian rất quý giá, chúng ta không thể ngồi yên, bây giờ ngươi thở ra một chút. Dương Nghi Vân suýt chút nữa không nhảy dựng lên khi nghe ông lão nói, sao lại không hiểu, lão già đã chết muốn hắn làm mồi nhử. Lập tức mắng, lão già chết ngươi không có nghĩa là ngươi có cách tìm ra đối phương sao? Tại sao ngươi vẫn để ta làm mồi nhử, ngươi là thủ lĩnh của những người bất tử phân tán, hắn rất mạnh. Nếu hắn tìm được ta,
ta không thể giữ lại ngươi sẽ phái người tóc trắng đến người tóc đen, ngươi nghĩ sao? Tên khốn kiếp kia phóng đại như vậy sao? Có thầy, ngươi còn có thể cúp máy. Cùng lắm thì hắn sẽ bị thương một chút, hắn không thể chết, không phải hắn đã nói sao? Sau một thời gian dài, chính là ngươi kéo nó xuống và chịu tổn thất, bạn có muốn làm mồi nhử ngươi đứa trẻ tự mình nhìn nó, ham? Vân Thiên chửi ầm lên. Dương Nghi Vân, ngươi, bá tước ngươi tàn nhẫn. Dương Tầm Chiêu biết những gì lão giả nói là đúng, hắn thật sự phải đi tìm mồi nhử này. Nếu bạn không đi, bạn không thể làm điều đó, ông già đã phá vỡ cái bình và phá vỡ nó, nhưng thưởng cho anh ta một đội quân. Tôi có thể làm gì? Dương Khai cũng bất lực. Bạn chỉ có thể làm như vậy. Nhưng điều mấu chốt là điều khiến hắn chán nản chính là mồi nhử mà ông lão đã chết nói hắn làm ra không thể giải quyết được ma ma cùng một lúc, mà chỉ có thể có vị trí cho ma ẩn nấp. Cho nên, Dương Nghi Vân chán nản, nếu không giữ được thì phải chịu thêm vài tổn thất. Nguyên rủa ông lão trong lòng, Dương Nghi Vân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông già đã chết, tôi sẽ bắt đầu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dương Nghi Vân nói trong lòng. Bắt đầu dài dòng là Vân Thiên, nguyên rủa. Khoảnh khắc tiếp theo, trái tim Dương Nghi Vân lay động, hắn phóng thích ra một dấu vết của chân nguyên. Mà hắn đang bí mật tìm kiếm Dương Nghi Vân Vũ, lập tức cảm nhận được dấu vết sóng chân nguyên cách hắn hơn 10 mét. Lúc này, hắn giễu cợt trong lòng Quý Thính nói, con cáo đang trốn trong hốc cây, bí mật ẩn nấp, mùi hương trên người vẫn không giấu được, cho nên chết đi thôi. Sự nhạy bén của ngươi, hay là ưu điểm tu luyện thần lực của hắn, lúc này đã được bộc lộ đầy đủ. Ngay cả một dấu vết của nguyên chân không thể kiểm tra cũng bị hắn phát hiện. Nơi hơn 10 mét không xa chút nào, như thể nó ở trước mặt bạn, trong tầm tay. Anh ấy đã chuẩn bị rất tốt. Khi một luồng khí tức chân chính của Dương Nghi Vân gợn lên, số tiền tiết kiệm đã sẵn sàng biến mất, hắn đột nhiên có động tác đi về hướng đó. Sức mạnh của những người bất tử bị phân tán trong tay anh ta đã đạt đến đỉnh cao, và có sự phù hộ của luật pháp. Tôi nóng lòng muốn giết Dương Nghi Vân ngay lập tức. Bùm, phốc, không có dấu hiệu nào trong tầm mắt, nhưng có một tiếng cào nhàu bị bóp nghẹt. Trong phút chốc, bạn nhìn thấy cách đó hơn 10 mét, đó là nơi sóng nguyên chân chính hỗn loạn, và một vũng máu rải rác trên mặt đất, rất rõ ràng. Bùm, ánh mắt Quý Thính tăng mạnh, không chút do dự, hắn lại đánh ra thêm hai đòn, một miệng núi lửa lớn xuất hiện cách đó hơn 10 mét gầm rú, va chạm lên tới 30, 40 mét. Nhưng không có tiếng thét bị bóp nghẹt, và không còn máu. Thật đáng tiếc, thằng nhóc này thật sự có chút sức mạnh, Vu Vãn thở dài trong lòng, bản thân hắn lập tức rời vị trí, cách chỗ cũ 30 mét. Mặc dù hắn có ma lực che đậy, nhưng khi bắn, hắn luôn phải lộ ra vị trí của mình, không thể có một chút dấu vết nào. Nếu bạn không ở lại, đối thủ có thể phán đoán vị trí của bạn dựa trên hướng tấn công. Vì vậy, Yuya chuyển sang một nơi khác ngay lập tức để tránh bị bên kia phát hiện. Mặc dù lần này hắn đã thất bại trong việc giết chết Dương Nghi Vân lén lút chỉ bằng một đòn, nhưng rõ ràng Dương Nghi Vân bị thương, đây cũng là một điều tốt cho ngươi, chỉ cần đối phương bị thương, hơi thở trong cơ thể sẽ không ổn định, sau một thời gian dài, tự nhiên sẽ bị lộ ra. Và anh ta sử dụng sức mạnh siêu nhiên của Viêm Chăn để nhận thức, điều này chính xác hơn nhiều. Giết chết Dương Nghi Vân ở trong lòng ngươi, bước tiếp theo là đủ rồi. Đứa trẻ ngươi rất lớn, nhưng cái gì? Nó không giống như nó sẽ được gặp lại trong tay của chiếc ghế này. Sau một đòn thành công, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút tự hào. Đương nhiên, từ trước đến nay, bản thân hắn vẫn đang lén lút, sự tự tin của hắn vẫn chưa bị lộ ra, cho dù vừa rồi hắn có công kích, cũng bị Dương Nghi Vân chú ý, nhưng hắn đã trở lại vị trí của mình rồi, với năng lực của Dương Nghi Vân, ngươi tin tưởng hắn không tìm được chính mình, đây chính là sự tin tưởng của hắn đối với năng lực siêu nhiên của Viêm Chăn. Nhưng ngươi không biết rằng chỉ cách bên hông hắn 3 mét, Dương Nghi Vân đang nói chuyện với ông lão trong lòng, sư phụ và đệ tử đã xác định được vị trí của hắn, đang tính toán hắn. Dương Nghi Vân quả nhiên bị thương, vết thương không nhẹ, xương trong ngực sụp đổ làm đôi, suýt chút nữa đâm thủng ngực dưới đòn của ngươi. Đây vẫn là trường hợp hắn có bảo vệ quần áo bảo vật sặc sỡ trên người, Dương Nghi Vân khó có thể tin được, nếu không có bảo vệ quần áo bảo vật sặc sỡ, hắn sẽ có hậu quả. Trong lòng ta cũng âm thầm kinh ngạc, thực lực của ngươi này rất mạnh, quả nhiên, hắn đoán chính xác hắn là thủ lĩnh của vài vị cường giả phân tán, thực lực của hắn là mạnh nhất. Xuyên qua quần áo bảo vật sặc sỡ, lồng ngực hắn sụp đổ, không khỏi phun ra một ngụm máu. Một lát sau, hắn ép một ngụm máu thứ hai dâng lên,
cưỡng ép nuốt xuống, đổi chỗ. Lão già đã chết chắc chứ? Đúng lúc này, hắn hỏi trong lòng, viên thần đang run rẩy, bị cú đánh của Quý Thính làm bị thương không nhẹ. Vớ vẩn, nếu giáo viên có thể xác định được vị trí của đối phương, hắn tự nhiên sẽ có thể, người nhóc còn yên tâm, lần sau phản kích người đã đến, người ngụm máu này sẽ không nôn vô ích, vị trí của sư phụ đã được xác định, hiện tại hắn cách người 3 mét bên trái. Vân Thiên xấu xa nói. Cái gì, ở khoảng cách 3 mét của tôi? Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh. Hỗn tiểu tử chú ý khống chế tâm tình, cũng đừng bị phát hiện, thần thông vạn tượng của đối phương nhạy cảm kinh người, lúc này ngươi chính mình ổn định, cho hắn bị thương nặng, đã đến lúc báo thù. Vân Thiên Tà dặn dò. Ngay sau đó Vân Thiên Tà nhanh chóng nói, bị phát hiện, nằm sấp xuống. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hãi, không chút do dự nằm sấp trên mặt đất. Lúc này hắn cảm nhận được một cỗ kình phong sắc bén lướt qua. Sau một khắc xa xa một gốc cây cao ngất trời sẽ phát ra một tiếng canh rầm, đáp lại mà đứt. Lúc này Dương Nghị Vân đem thất thải bảo y ẩn thân lực phát huy đến cực hạn, không để cho khí tức của mình tiết lộ ra ngoài, đại khí cũng không dám ra một chút. Quáp, info. Trong lòng điên cuồng mắng chửi, nhạy cảm giác quả thực nghịch thiên, ta chính là cảm xúc kích động một chút cũng có thể bị phát hiện. Đồng thời sau lưng hắn mồ hôi lạnh toát ra. Nếu không phải lão đầu tử nhắc nhở một tiếng, hắn cảm giác sẽ bị công kích giống như kiếm khí chặt đứt. Cỗ kình phong vừa rồi, giống như là hoành đao bổ qua, may mà hắn nằm sấp trên mặt đất, bằng không bị một kích này đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế không được. Điểm này cũng hoàn toàn nói lên u cường đại. Cũng may cuối cùng cũng nhiều hơn, một gốc cây đại thụ chọc trời gặp nạn. Chấm. Mà giờ phút này u ở cách Dương Nghị Vân ba thước lại ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ cảm giác sai rồi. Hắn vừa mới cảm giác được trong không khí trước người có một tia ba động không thể tra được, không chút do dự ra tay mà đi, tự cho là chuẩn xác không sai. Nào biết không có phát hiện nào, chẳng qua phá hủy một gốc đại thụ. Cho nên U cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn quá mức mẫn cảm. Ngẫm lại cũng đúng, tự nhiên nhìn thấy Dương Nghị Vân cũng có thuật ẩn thân, thần kinh của hắn kỳ thật đang ở độ cao căng thẳng, vừa rồi còn để cho Dương Nghị Vân phun ra một bãi máu lớn. Nếu như đối phương muốn bại lộ đã sớm bại lộ, hẳn là chính mình quá mức mẫn cảm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Dương Nghị Vân trong tàng hình đã bị hắn một kích trúng, kế tiếp hắn chỉ cần hảo hảo đi cảm giác đi tìm kiếm, rất nhanh liền có thể tìm ra Dương Nghị Vân, trước mắt quan trọng là chống đỡ, không thể bởi vì bị thương nặng Dương Nghị Vân một kích liền đắc ý vênh váo. U ở trong lòng cảnh cáo mình như thế, lập tức tiếp tục nội liễm ổn định vạn tượng thần thông bắt đầu từng chút một cảm giác được chỗ của Dương Nghị Vân. Về phần giờ phút này Dương Nghị Vân vẫn nằm sấp trên mặt đất không dám động, vừa rồi thật sự mạo hiểm, lão đầu tử nói rất đúng, muốn ổn định tâm tình của mình, càng là vào lúc này, càng phải chống đỡ. Trên ngực vết thương rất nặng, nhưng hắn còn có thể chống đỡ được, vốn muốn sử dụng một giọt sinh mệnh chi thủy đi chữa trị thương thế của lồng ngực, nhưng lại sợ sinh mệnh chi thủy từ càn khôn bình đi ra, bị âm thầm cảm nhận được, Dương Nghị Vân lại làm thôi, chậm rãi vận chuyển bản thân công pháp chữa trị là được. Anh ta có thể chịu đựng được. Muốn đứng lên, nhưng trong đầu vang lên thanh âm của lão già nói, tiếp tục nằm sấp đừng nhúc nhích, đối phương đang đi dạo ở nơi ngươi hơn một thước, tiểu tử ngươi khôi phục khí lực một chút, đợi lát nữa nghe vi sư an bài. Dương Nghị Vân tiếp tục leo lên. Chấm. Bảy tán tiên ngoài sân lại nhìn thấy trên mặt đất hiện thực đột nhiên xuất hiện một vũng máu, sau đó hai tiếng ầm ầm, tại chỗ xuất hiện một cái hố lớn mấy chục thước. Ngay sau đó xa xa một gốc cây cao lớn chọc trời gãy. Mấy người bọn họ cũng không từ đất làm lên. Bởi vì bọn họ đều nhìn không thấy, U cùng Dương Nghị Vân thân ảnh, không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ai hộc máu bị thương. Trận chiến vô hình đã bắt đầu. Mặc dù mấy người bọn họ nhìn không thấy bóng dáng hai người, nhưng nghĩ cũng có thể nghĩ cũng chém giết sợ là rất kịch liệt. Các ngươi nói, là ai hộc máu bị thương? Một gã tán tiên lên tiếng. Cái này còn cần phải nói sao, tất nhiên là tiểu tử Dương Nghị Vân kia hộc máu bị thương, thuật ẩn thân U, được xưng là U Linh Ban Ngày, một bước thiên hạ, có mấy người có thể đả thương U. Một tán tiên khác nói như vậy. Tán tiên khác tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong lòng mọi người đều đang suy đoán, một vũng máu, một cái hố lớn, một gốc đại thụ đứt gãy, cho bọn họ vô hạn mơ tưởng. Mặc dù mọi người đều biết U ẩn thân thần thông lợi hại, thực lực cũng không tầm thường. Được xưng là đệ nhất nhân dưới tán tiên lão tổ tán tiên của tán tiên đảo. Nhưng Dương Nghị Vân chẳng lẽ thật sự yếu như vậy sao?
Đương nhiên không phải, hắn có lão đầu tử đang làm hậu thuẫn, tuy rằng chênh lệch giữa cùng U có chút lớn, nhưng hiện tại sau khi một ngụm máu phun ra, lão đầu tử đã đem ẩn thân ở trong bóng tối tập trung. Kế tiếp phải xem lão đầu tử chỉ huy. Chấm. 10 phút sau, trong đầu mới nhớ tới giọng nói của lão già nói, tiểu tử thúi có thể đứng lên chuẩn bị. Dương Nghị Vân lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, không nhúc nhích nằm sấp, tư thế cũng không có đổi một cái khác, coi như là hắn là tu chân giả cũng là cảm giác có chút thân thể chết lặng. Sau khi đứng dậy, Dương Nghị Vân âm thầm líu lưỡi, trong lòng nói với lão đầu tử kế tiếp làm sao bây giờ, tên khốn kiếp này cũng quá chịu đựng được. Đối phương là một người có thành phủ, lại càng là người có kinh nghiệm chiến đấu. Tiểu tử ngươi đợi lát nữa, cũng phải chú ý, giờ phút này hắn di chuyển đến chính là ngươi cách đó 30 thước, chậm rãi tới gần, nghe làm sư chỉ huy. Vân Thiên Tà dặn dò. Dương Nghị Vân có chút không nói gì, lão đầu tử chết nói rốt cuộc không phải là một lục chuyển tán tiên sao, cần trịnh trọng như vậy sao? Lực lượng của ta tuy rằng không cường đại bằng đối phương, nhưng cộng thêm thần hồn lực của ngươi, đối phó hắn là dư giả, hơn nữa ngài luôn là thập nhị kiếp tán tiên thần hồn A, không có chuyện nhỏ như vậy làm lớn chứ. Tiểu tử hỗn nợ, ngươi có loại tư tưởng này ra trận chiến tiếp theo ngươi tiểu tử tất thua không thể nghi ngờ, ta ngay từ đầu đã dạy ngươi tiểu tử, sư tử đánh thỏ còn tận lực toàn lực, huống chi ngươi tiểu tử hiện tại thỏ cũng không bằng, cứ như vậy tự đại. Hơn nữa thần thông vạn tượng có chỗ độc đáo. Tiểu tử ngươi cho dù dốc toàn lực, có vi sư chỉ điểm cho ngươi, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, ngươi tiểu tử còn dám đi tự đại. Vi sư là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn không sai, nhưng tiểu tử ngươi cũng không muốn nghĩ vi sư bây giờ là tình huống gì. Ngươi tiểu tử trong lòng không có điểm nào, đánh lên 12 phần tinh thần đối địch, nếu không ngươi liền chờ chết, càng đừng nói rõ bên ngoài còn có 7 đại tán tiên như hổ rình mồi. Vân Thiên Tà lại nhảy không ngớt, nghiêm khắc vô cùng nói ra. Dương Nghị Vân thử trong nháy mắt đầu hàng nói, hành hành, lão đầu tử chết ta chính là vừa nói như vậy, ta là tính cách gì ngài lão chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Yên tâm, ta tuyệt đối sư tử đánh thỏ đi đối phó hắn. Thầy trò đấu võ mồm trở thành lệ thường. Sau khi dứt lời, Dương Nghị Vân chậm rãi tới gần phía trước, đồng thời âm thầm tiết kiệm chờ phát, máu túc lực chuẩn bị cho U âm thầm một kích tàn nhẫn. Ông ấy già đi, máu không thể nôn mửa vô ích. Tuy rằng cùng lão đầu tử nói nhẹ nhàng, kỳ thực nội tâm cảnh giác của hắn đến bây giờ so với sư tử đánh thỏ còn muốn sư tử đánh thỏ. Nghẹn một hơi chuẩn bị ra tay. 1 mét, 2 mét, 10 mét, 16, 17, 18. Đến 19 thước, chỉ nghe thấy thanh âm của lão đầu tử vang lên trong đầu, xuất kích. Dương Nghị Vân máu máu mạnh mẽ, chỉ chờ lão đầu tử một câu này. Hắn và U, thuộc về ai cũng không nhìn thấy ai. Ai cũng không cảm giác được tình huống của ai. Lúc này Dương Nghị Vân hoàn toàn đang chờ sư phụ Vân Thiên Tà chỉ huy. Lúc lão đầu tử mở miệng, hắn đột nhiên đánh ra một nắm đấm về phía trước. Oanh! A! À, phốc! Một tiếng nặng nề, một tiếng kêu thảm thiết, một ngụm máu trống rỗng rơi xuống, mãi cho đến cách đó 30 thước. Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm sảng khoái, hắn chỉ cảm giác một nắm đấm một cái nện vào trên thịt mềm, thực đánh thật một quyền. Tựa hồ đánh chúng là bụng đối phương. Hắn tuy rằng nhìn không thấy bóng dáng U, nhưng lại có thể nhìn thấy máu rơi ra từ hư không. Một nắm đấm này Dương Nghị Vân tin tưởng, hắn cho U đả kích thương tổn sẽ không thua gì mình lúc trước hộc máu bị thương. Vội vàng hỏi, lão đầu tử đánh chúng đối phương địa phương nào? Vân Thiên Tà mắng, tiểu tử thúi vi sư chỉ có thể cảm thụ phương vị của đối phương, nhìn không thấy đối phương, ta biết đánh chúng hắn địa phương nào. Bất quá nghĩ đến hắn hẳn là bị thương sẽ không nhẹ. Hắc hắc mặc kệ, dù sao ta một quyền đánh trúng hắn, cuối cùng cũng đòi lại lãi suất, kế tiếp ta muốn ngược đãi hắn, hiện tại hắn đến nơi nào? Dương Mỗ có chút đắc ý hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Sau khi hắn quay trở lại, di chuyển đến 30 thước bên phải ngươi, tốc độ cảm giác chậm, thừa hắn bệnh muốn mạng hắn, tiếp tục. Vân Thiên Tà nói ra. Được, lần này xem ta không chơi chết hắn. Trong lúc nói chuyện, Dương Mỗ veo người trực tiếp lắc mình hướng bên phải 30 thước mà đi, đợi đến 10 thước sau đó, hắn thúc giục một trường. Chạm! A, à, phốc! Lại là một vũng máu lớn lưu lại tại chỗ. Dương Mỗ trong lòng sảng khoái. Có lão đầu tử truy tung định vị U, Dương Nghị Vân hai lần đều đắc thủ. Cái này giống như hoàn cảnh tối đen như vậy, Dương Mỗ có ánh mắt hồng ngoại, mà U thì trở thành bia ngắm sống. Dương Mỗ lần này sảng khoái, liên tiếp hai kích đều trúng.
không chỉ báo thù thu lãi, lần này còn kiếm được. Hắn biết cứ tiếp tục như vậy, bắt được u thủ dễ bắt được. Lão già hắn đâu rồi? Vừa mới đắc thủ, Dương Mỗ hưng chí bừng bừng, có thể ngược chết u cảm giác thật sảng khoái. Wap.info. Lần này chạy hơi xa, đối phương chịu thiệt hai lần, lần này trực tiếp tránh né ra ngoài 100 thước, xoay về phía sau 100 thước 20 thước. Vân Thiên Tà cũng là thảnh thơi nhắc nhở. Lúc này đối với thầy trò mà nói, bắt được u âm thầm ẩn thân chỉ là vấn đề thời gian, hai lần ra tay đều thành công, đã làm cho u trọng thương, hiện tại xem ra không nổi sóng gió gì. Tốt, lần này tranh thủ bắt hắn xuống, hắc hắc Dương Mỗ cười to chậm rãi hướng từ chỗ nào mà đi. Tốc độ lần này của hắn không nhanh, dù sao u đã bị thương, lão đầu tử cũng đã hoàn toàn nắm giữ hành tung của u, chạy không thoát, ổn thỏa một chút là tốt nhất, tốc độ nhanh động tĩnh lớn, miễn cho bị u chạy đi. Chấm. Về phần u giờ phút này, quả thực hung hăng bị hai kích sau đó bị thương nặng, hắn lúc này trong lòng tràn đầy buồn bực, nghĩ không ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng tất cả mọi người đều là thân ảnh trạng thái, hơn nữa so sánh, hắn tu ẩn thân thần thông là thần thông pháp môn đại đạo, theo lý thuyết so với Dương Nghị Vân mượn pháp khí ẩn chiều cao rõ ràng không biết bao nhiêu. Muốn nói chiếm ưu thế cũng phải là hắn, u. Nhưng hiện tại xem ra, hành tung của hắn đã bị Dương Nghị Vân tiểu tử kia chuẩn xác không sai nắm trong tay, đây là địa phương làm cho u buồn bực đến hộc máu. Trong lòng u rõ ràng, tuy rằng không biết Dương Nghị Vân dùng biện pháp gì, nhưng hành tung của mình nhất định là bị tiểu tử kia khống chế, nhưng rốt cuộc là truy tung hắn như thế nào, hắn đánh chết cũng nghĩ không ra. Nhưng có một điểm sâu hiểu, không thể kéo dài như vậy, nếu không chết nhất định sẽ là hắn, mà không phải Dương Nghị Vân. Có giờ phút này giấu ở trong một đống loạn thạch, hắn cố nén xúc động hộc máu, ánh mắt nheo lại, nhìn bốn phía loạn thạch, trong lòng nổi giận, đã như vậy, vậy đơn giản liền đến đây, bổn tọa còn chưa chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trong đầu u đã có kế sách ứng đối, chẳng qua hắn rõ ràng, biện pháp đối phó này của mình là giết địch 1.000 tự tổn 800. Nhưng bây giờ, đây là cách thích hợp nhất cho anh ta. Uy lực của thần thông vạn tượng không chỉ là tàng hình, càng nhiều hạch tâm ở hai chữ vạn tượng. U hữu tuyệt đối nắm chắc, bí pháp này thi triển ra, Dương Nghị Vân tiểu tử kia tàng thân cũng tuyệt đối phải nổi giận mất đi tác dụng, mà chính hắn cũng vậy. Nếu tàng thân của mình đã mất đi ưu thế, còn ở mức nguy hiểm, u liền quyết định, tất cả mọi người bại lộ ra bên ngoài đi. Trong lòng nghĩ, hài hước niệm bí pháp, trên tảng đá bốn phía vô hình trung toát ra một tia khí lưu, đống đá loạn không tính là lớn, nhưng cũng có phạm vi 4-50 thước, đối với u mà nói là đủ rồi. Tốc độ của hắn tăng nhanh, chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Không dám kéo dài xuống, bởi vì hắn biết Dương Nghị Vân có thể tùy thời sẽ tìm tới. Trong khoảnh khắc, đống đá loạn trong phạm vi 4-50 thước, trên tảng đá lớn nhỏ đều toát ra một tia khí lưu. Người khác nhìn không thấy cũng không cảm thụ được biến hóa trên tảng đá này, nhưng u lại là có thể, hắn biết đây chính là nơi độc đáo của vạn tượng thần thông, mị lực. Phạm vi của vạn tượng vạn vật cảm ứng chi linh tiết tấu vạn tượng thần thông. Lau sạch vết máu trên khóe miệng, lộ ra ý cười, trong lòng tự nhủ tiểu tử đến đây. Chấm. Lúc này Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không biết u đã bị hắn bức bách đến mức giết địch 1.000 thương địch 800, ở ngoài trăm thước loạn thạch đống, bày ra một cái bẫy chờ hắn đi qua. Cũng đích xác, hắn tự nhiên sẽ không biết tính toán của u, hắn chỉ dựa theo chỉ điểm của lão đầu tử chậm rãi tới gần u, trong lòng còn nghĩ lần này làm không chết tên khốn kiếp. 30 thước, 20 thước. Thời điểm 10 thước Dương Nghị Vân đột nhiên xuất kích. Lão đầu tử xác định vị trí cho hắn, đột nhiên một chưởng hướng về phía 10 thước đánh tới, dùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình xuất kích. Ngay từ đầu hắn cũng không có sử dụng pháp tắc chi lực, chính là pháp lực thuần khiết của bản thân. Bởi vì lão đầu tử đã nói qua, pháp tắc chi lực là thế thiên địa, động đến sẽ bị đối phương phát hiện, liền dùng pháp lực lực của bản thân xuất kích đủ, tình huống bực này trên thực tế thuộc về âm thầm đánh lén. Ở đối phương không có phòng bị đánh lén, cho dù đối phương là tán tiên lục chuyển hậu kỳ, hắn cũng chịu không nổi. Oanh! Trong tiếng lặng lẽ không ngừng vang lên một tiếng nổ ra. Dương Nghị Vân khóe miệng mang theo ý cười, chờ âm thầm âm u kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. A! Quả nhiên tiếng kêu thảm thiết của u vang lên. Dương Mỗ trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng mà ngay lúc này thanh âm của lão giả biến lớn nói, tiểu tử thúi không thích hợp. Không khí xung quanh có tình huống nhanh chóng lui. Nhưng lúc này một thanh âm trầm thấp âm ngoan vang lên, vạn tượng đều pháp, tụ thạch.
thanh âm trầm thấp âm ngoan cơ hồ cùng lão đầu tử vang lên. Dương Nghị Vân cũng vào giờ khắc này cảm nhận được có nguy cơ hiện lên. Giờ phút này lui đi hiển nhiên là già không kịp, không chút do dự, hắn đột nhiên thúc giục Thất Thải Bạch Y, lúc này cảm thụ nguy hiểm, đương nhiên là phòng ngự hạng nhất, không tiếc bại lộ ra bên ngoài, hắn thúc giục Thất Thải Bảo Y phòng ngự. Oanh 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 oanh, ngay trong nháy mắt hắn thúc giục Thất Thải Bảo Y, thân ảnh của hắn từ trong tàng hình hiện ra, triệt để bại lộ ở bên ngoài. Mà trong nháy mắt trong phạm vi 4-50 thước, từng viên đá lớn nhỏ khác nhau mang theo lực lượng ba động cường đại hướng hắn ném tới. Giờ khắc này hắn giống như là một khối thạch hút sắt, đem từng khối cự thạch lớn nhỏ khác nhau hút đến trên người hắn. Mặc dù có Thất Thải Bảo Y phòng ngự nhưng vô số khối cự thạch nện vào trên người hắn, Dương Nghị Vân cũng không dễ chịu, bị chấn động thật lớn chấn động trong cơ thể lật sông đảo hải. Xuyên thấu qua cự thạch bay tới khe hở, Dương Nghị Vân thấy được một người. Đây là Tán Tiên thiếu tướng mạo của ngươi u. Tên này nhìn qua rất thảm, đồng dạng lồng ngực sụp đổ xuống, khóe miệng lưu lại vết máu, còn đang hoa hộc máu, một cánh tay phải bị gãy. Nhưng tựa vào trên một khối cự thạch, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm mình. U cũng là lúc này bại lộ tàng thân. Dương Nghị Vân hiểu được, hàng này là sau khi hiểu được lực ẩn thân của hắn mất đi ưu thế, không tiếc đại giới phát động bí pháp nào đó, điều động những thứ loạn thạch này đến công kích hắn. Xem tình huống chính là đấu pháp điển hình giết địch 1000 tự tổn hại 800. Bất quá không thể nói, một chiêu này của hắn rất có hiệu quả. Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, rốt cuộc là lão quái vật tu luyện vô số năm tháng, tàn nhẫn quyết đoán. Lúc này đây U trả giá lớn, nổi giận chính hắn, cũng đem Dương Nghị Vân từ âm thầm bức bách đi ra. Hai người đồng thời bại lộ dưới ánh mặt trời, từ âm thầm đi tới chỗ sáng. U nhìn qua bị thương rất nặng. Nhưng Dương Nghị Vân thân ở trong loạn thạch bị loạn thạch lớn nhỏ trong nháy mắt cuồng đập, một kích này sau khó có thể ảm đạm. Tự nhiên, lúc này Dương Nghị Vân đồng dạng sẽ không thoải mái. Loạn thạch đánh qua đi, coi như là có Thất Thải Bảo Y phòng ngự tồn tại, Dương Nghị Vân cũng ít nhiều chịu thiệt, khởi động Bảo Y phòng ngự trong nháy mắt, hắn liền bị cự thạch đập trúng, hộc máu, trong cơ thể lật sông đảo hải. Tuy rằng cự thạch phía sau bị Thất Bảo Y phòng ngự ngăn cản, nhưng Dương Nghị Vân vẫn bị thương như cũ. Loạn thạch đánh như cuồng phong bạo vũ phi thường không dễ chịu, cũng trong khoảnh khắc. Dương Nghị Vân cơ hồ bị chôn vùi trong loạn thạch. Rầm rầm. Dương Nghị Vân xốc lên tảng đá lớn trên người. Khụ khụ khụ. Một trận ho khan kịch liệt, khóe miệng hắn máu chảy thẳng ra, không thể không nói lần này bị u âm một phen, thương thế trước sau của hắn cộng thêm, đích thật là không dễ chịu. Giờ phút này run rẩy đứng dậy, nhìn Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân tựa vào một khối cự thạch nhìn chằm chằm U. Hai người nhìn nhau. U mở miệng nói, ta tu đạo đến nay, người Dương Nghị Vân là người đầu tiên có thể bức bách ta đến mức này. Người ta cũng ẩn thân như vậy, khí tức nội liếm đều đạt tới cực hạn. Theo lý thuyết ta là thần thông ẩn thân, ngươi là mượn pháp khí ẩn thân, muốn nói phát hiện đối phương trước, cũng có thể là ta phát hiện ngươi trước, nhưng... Nhưng làm thế nào để ngươi tìm thấy nơi ở của tôi? U thời mở miệng không có khẩu xưng bổn tọa. Mà là muốn dùng ta. Ở trong mắt hắn Dương Nghị Vân tiểu tử này, cũng đủ cùng hắn ngang hàng, đương nhiên là thực lực bình đẳng, trong giọng nói cũng không có ngạo khí trước đó. Tựa hồ tán thành đối thủ này của Dương Nghị Vân. Đồng thời U cũng hỏi ra sự tò mò lớn nhất trong lòng. Hắn thật sự nghĩ không ra, Dương Nghị Vân rốt cuộc là phát hiện hành tung của hắn như thế nào. Nghe được U hỏi, Dương Nghị Vân ho khan nở nụ cười. Khụ khụ. Hắn tự nhiên sẽ không nói, trên người hắn có lão đầu tử tồn tại. Lau sạch vết máu trên khóe miệng, trong lòng nhất động một giọt sinh mệnh chi thủy dưới bàn tay che lấp nuốt vào bụng, hắn cần khôi phục thương thế, trước mắt thương thế rất nặng. Lập tức nhìn về phía U, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, ha ha, không phải là ẩn thân sao, không có người nghĩ trâu bò như vậy, tiểu gia ta muốn phát hiện ngươi dễ dàng, đáng tiếc không có giết chết ngươi. Về chuyện lão đầu tử phát hiện U hành tung. Dương Nghị Vân không nói một chữ. Wap.info. Lão đầu tử từng nói qua, vạn tượng thần thông đích xác bất phàm, nhưng muốn tránh thoát hắn đường đường là tán tiên chí tôn, trừ phi là bản thân vạn tượng thiên đế. Về phần U, hắn chỉ là một tán tiên lục chuyển hậu kỳ, phát hiện hành tung của hắn tự nhiên không khó, đương nhiên vì thế Dương Nghị Vân phải trả giá một ngụm máu già. Mà U ở nghe được Dương Nghị Vân nhĩ này giải thích sau đó, trong lòng tự nhiên là khó chịu. Hắn tin tưởng Dương Nghị Vân trên người nhất định còn có bí mật gì tồn tại, bằng không làm sao có thể phát hiện tung tích của hắn.
Lập tức, U, cau mày nói, nếu ngươi không nói, vậy ta sẽ không khách khí, hiện tại ngươi có năng lực lớn hơn nữa, cũng không đối phó được Thất Đại Tán Tiên chứ. Ồ, âu. Trong lúc U nói chuyện nói với Thất Đại Tán Tiên đã đi tới bên cạnh hắn, bắt được tiểu tử siêu hồn này, trên người hắn có đại thần thông, chúng ta chia sẻ. Giờ phút này Thất Đại Tán Tiên xem như hiểu được, lúc trước đột nhiên xuất hiện vết máu có Dương Nghị Vân cũng có U, để cho bọn họ khiếp sợ chính là, xem tình huống, U cùng Dương Nghị Vân lúc trước ẩn thân quyết đấu, tất cả đều không phân biệt trọng lượng, hai người cư nhiên đều bị thương. Nhưng điểm này trong mắt Thất Đại Tán Tiên cũng có chút thiên trọng. U là ai? Dương Nghị Vân có tu vi gì? Hai người có thể đấu thành ngang tài, chuyện này làm cho người ta khó có thể tin được. Đối với Dương Nghị Vân cũng đều sinh ra một đám nội tâm đặt ở cấp bậc ngang hàng. Tu sĩ giới không có tuyệt đối cảnh giới đẳng cấp phân chia, vĩnh viễn là cường giả vi tôn, ai nắm tay lớn, ai chính là vương giả. Giờ phút này Dương Nghị Vân tuy rằng thoạt nhìn trọng thương, nhưng lại giành được sự tôn trọng của bọn họ, đối với cường giả tôn trọng. Nhưng đồng thời bảy đại tán tiên nghe U nói chuyện, một đám ánh mắt cũng đều sáng lên, nói cho cùng lợi ích này vẫn chiếm thế thượng phong. Kể cả bọn họ xuất sơn, cũng không hoàn toàn là ở trong bảo vệ chí tôn sơn thần thánh bất khả xâm phạm, nhận được hậu bối truyền tấn đến báo thù, cũng đến xem, nhìn thần thú thần cầm bên người Dương Nghị Vân. Không phải cũng là quan hệ lợi ích ở bên trong sao? Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ chí tôn sơn thập đại tán tiên, bị Dương Nghị Vân chém giết hai người. Hiện tại ngay cả U cũng trọng thương, cũng mới là đem Dương Nghị Vân thất bại, không đúng, chuẩn xác mà nói Dương Nghị Vân không có bại, mà là cùng U lưỡng bại câu thương. Thằng nhóc này thật đáng sợ. Nhưng đồng thời mấy đại tán tiên cũng đều thấy được, trên người Dương Nghị Vân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, không thể nghi ngờ không hấp dẫn bọn họ tham lam. Giờ này khắc này U nói, chính là tâm ý bọn họ. Bây giờ, Dương Nghị Vân đã trọng thương, coi như là hắn ở nghịch thiên. Còn có thể địch được công kích của bảy đại tán tiên bọn họ. Chỉ cần chém giết Dương Nghị Vân, hết thảy liền kết thúc, mà bọn họ cũng sẽ có thể đạt được trong lòng nghĩ muốn, từ đó đạt được mục đích. Hơn nữa trải qua trận chiến này, tất cả mọi người đều rõ ràng, Dương Nghị Vân tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu lại, giữ lại ngày sau đối với bọn họ mà nói chính là tai họa diệt đỉnh. Chư vị bày trận, hết thảy ra tay trực tiếp chém giết tiểu ma đầu này đi, tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị. Chúng ta cũng đừng cố kỵ cái gì mặt mũi, phóng đại chiêu, trực tiếp đánh chết, còn chí tôn sơn lãng lãng càn khôn nhiên, cho những tiểu bối đã chết kia cũng có một lời giải thích. Một trong số họ nói chuyện trầm giọng. Sáu người còn lại đều gật đầu phù hợp. Về phần giờ phút này U, lay động thân thể cũng là tựa vào một khối đá lớn, âm cười lạnh nhìn Dương Nghị Vân, ở trong mắt hắn Dương Nghị Vân lúc này chết chắc. Mấy đại tán tiên đều biết Dương Nghị Vân đã bị thương lật trời không nổi. Khụ khụ. Dương Nghị Vân nhìn nghe mấy lão bất tử, sắp kết thúc cư nhiên còn đang dối trá vô cùng tìm cớ, mũ tiểu ma đầu há mồm liền đến. Dương Mỗ nhếch miệng nở nụ cười nói, một đám lão bất tử, thật sự cho rằng tiểu gia ta bị thương cũng chỉ có thể chờ chết. Tùy ý các ngươi cắt thịt không được, ha ha, khụ khụ, tiểu gia hôm nay ta ngược lại muốn xem một chút, mấy lão bất tử các ngươi giết tiểu gia như thế nào. Dương Nghị Vân ho khan chửi rủa, hắn đích thật là bị thương nặng. Nhưng còn không có đến mức không thể hoàn thủ, chẳng qua thoáng cái đối mặt với thất đại tán tiên công kích, đích thật là hắn không cách nào ứng phó. Nhưng chẳng lẽ hắn cứ như vậy tùy ý bảy đại tán tiên chém giết sao? Làm thế nào nó có thể được? Tuy rằng lão đầu nói không ra tay, nhưng đến thời khắc sinh tử chân chính, Dương Nghị Vân tin tưởng lão đầu tử nhà mình sẽ không mặc kệ, bất quá ngược lại nói, lão đầu tử coi như là có thể xuất thủ, lần này Dương Nghị Vân cũng không muốn để cho lão đầu tử xuất thủ. Bởi vì ngay từ đầu, lão đầu tử đã đem thần hồn lực của hắn cho mình mượn. Trải qua liên hệ không ngừng chiến đấu, cho dù lão đầu tử thần hồn lực cường đại, cũng tiêu hao không ít. Vạn nhất lão đầu tử lại ra tay, làm cho hắn lâm vào ngủ say, cũng không có dây. Nơi này là Chí Tôn Sơn, là nơi lão đầu tử ở đây, tới nơi này chính là cho lão đầu tử tái tạo tiên thể, cũng không thể đến cửa nhà, để cho lão đầu tử lần thứ hai ngủ say. Hơn nữa, ngoại trừ lão đầu tử Dương Nghị Vân ý thức hải còn có một cái hắc liên tồn tại. Chẳng qua lần đạt được bản nguyên thủy chi, hắc liên sáng tạo quá độ, cũng giống như lão già tiến vào một loại trạng thái tự bảo vệ mình. Cho đến nay hắc liên vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà qua mấy trăm năm, Dương Nghị Vân nghĩ đến hắc liên coi như là không có thức tỉnh cũng có thể khôi phục không sai biệt lắm. Hắn cùng hắc liên chính là cộng đồng lợi ích,
nếu như hắn chết Hắc Liên cũng sẽ không có chỗ dung thân, cho nên Dương Nghị Vân tin tưởng, tại thời khắc nguy cơ, có lẽ Hắc Liên sẽ đi ra chu bảo mình. Đương nhiên đây chỉ là một suy đoán của Dương Nghị Vân, chân chính nguy cơ thời khắc Hắc Liên rốt cuộc có thể thức tỉnh hay không, hắn là không biết. Bất quá mặc kệ như thế nào, Dương Nghị Vân đều hy vọng Hắc Liên đều có thể tỉnh lại, bởi vì ở chỗ này tràn ngập không xác định. Hắn biết ở trên Chí Tôn Sơn, trên đầu tán tiên của những quần thể tông môn này còn có tam đại tán tiên lão tổ tồn tại, hiện tại tán tiên thập đại lục chuyển hậu kỳ đều bức bách hắn đến mức này, có thể tưởng tượng nếu cái gọi là tán tiên lão tổ xuất hiện, hắn tất nhiên là không địch lại. Mà lão đầu tử, Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, mục đích lần này đến đây, chính là cho lão đầu tử đúc lại tiên thể, vì ngày này, hắn biết lão đầu tử chờ bao lâu. Vì ngày này, hắn biết lão đầu tử vì hắn mà làm tan nát cõi lòng, từ lúc chỉ dẫn hắn tu luyện bắt đầu, bước vào tu chân chính là vì ngày này, một đường đi tới, và lại không phải mình đã trải qua bao nhiêu sinh tử ma luyện, chỉ cần trên con đường trưởng thành của hắn, lão đầu tử không biết lau mông cho hắn bao nhiêu lần. Có bao nhiêu lần, kỳ thật chính hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng Dương Nghị Vân biết, lão đầu tử mỗi lần ra tay, đều là bất đồng liều mạng đi bảo toàn chính mình. Che mưa che nắng cho mình, không có lão già hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Tuy rằng mỗi một lần lão đầu tử lâm vào ngủ say đều có thể tỉnh lại, thế nhưng Dương Nghị Vân rõ ràng, mỗi một lần lão đầu tử đều đang liều mạng. Bởi vì hắn biết đối với một cái tu sĩ mà nói, cái gì là chân chính hạch tâm căn bản, là, nguyên thần. Mà lão đầu tử liều mạng chính là nguyên thần của hắn. Tu sĩ tu đạo, thân thể không còn, có thể đi đoạt xá trọng sinh, thậm chí có thể thông qua đại pháp lực đi chuyển thế trọng sinh, có thể binh giải tán tiên. Thân thể dưới tình huống điều kiện cho phép có thể vứt bỏ, nhưng mà nguyên thần lại không được, nguyên thần một khi tiêu tán, chính là chân chính ý nghĩa tử vong. Tất cả Dương Nghị Vân biết lão đầu tử mỗi một lần che gió che mưa cho mình, đều là ở đó mạng cũ của hắn đang liều mạng. Nếu không phải càn khôn bình đặc thù, Dương Nghị Vân tin tưởng tàn hồn của lão đầu tử đã sớm che gió che mưa cho mình thời điểm tan thành mây khói. Lại nói tiếp, lão đầu tử thu mình làm đồ đệ, cũng là vì có thể khiến cho hắn tự mình lấy lại tiên thể, nhưng mà... Lần lượt che gió che mưa cho mình, Dương Nghị Vân biết lão đầu tử đều đang liều mạng, dùng tàn hồn của hắn che gió che mưa cho đồ đệ bất thành khí này. Kỳ thật Dương Nghị Vân rõ ràng, lão đầu tử nếu như đơn thuần là vì người này mang hắn trở lại tu chân giới đi tới Chí Tôn Sơn đạo tràng đúc lại tiên thể, cũng là không cần phải đi hết lần liều mạng, cùng lắm thì buông tha cho hắn Dương Nghị Vân một đồ đệ không để ý, một lần nữa tìm một cái là được. Dương Nghị Vân tin tưởng có càn khôn hồ chu hộ lão đầu tử nguyên thần, cho dù là đồ đệ như mình đã chết, lão nhân gia nguyên thần hắn ở trong càn khôn bình cũng sẽ không tiêu tán. Nhưng lão đầu tử không làm như vậy, tuy rằng mỗi một lần lão đầu tử nhảy ra lau mông cho hắn, đều là hùng hùng hổ hổ, nói sẽ không có lần sau, luôn nói lần này vi sư sẽ không ra tay, nhưng mỗi một lần chân chính nguy cơ thời điểm, hắn vẫn như cũ vẫn ra tay. Tình cảm của hai thầy trò chưa từng nói ra, nhưng Dương Nghị Vân đều rõ ràng. Cho nên lúc này đây, Dương Nghị Vân trong lòng thề tuyệt đối sẽ không để cho lão đầu tử mạo hiểm, thầy trò chu đáo bảo vệ hắn đến bây giờ, cũng có thể đến lúc đồ đệ như hắn làm chút việc cho sư phụ. Dương Nghị Vân cũng không hy vọng leo lên đỉnh Chí Tôn Sơn, cuối cùng lão đầu tử vì bảo vệ mình, lúc hắn đúc lại tiên thể, ngược lại lâm vào ngủ say. Đối mặt với bảy đại tán tiên, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, hắn vẫn như cũ có thủ đoạn tồn tại. Mục đích của Dương Nghị Vân rất rõ ràng, lại liều mạng một phen, bức Hắc Liên thức tỉnh. Đương nhiên có tác dụng hay không kỳ thật hắn cũng không biết, bất quá mặc kệ như thế nào hắn cũng phải thử xem. Trong lòng vừa động Đông Hoàng Trung, Udochimon, mệnh tinh thần tượng lại lần nữa hiện lên. Lần này hắn không có thúc giục pháp tướng chi thân đi ra, bởi vì pháp tướng chi thân quá mức hao phí thần hồn lực, dựa theo tình huống trước mắt của hắn, mạnh mẽ thúc giục pháp tướng chi thân đi ra, cũng không duy trì được bao lâu. Cùng với lãng phí thần hồn lực kia, không bằng tập trung lại thi triển Chí Tôn Thần Thông nhiều lần, tầng thứ 5 lôi đỉnh Chí Tôn Thần Thông, hắn còn thi triển 2-3 lần, cũng không tin những lão gia hỏa này không sợ. Đương nhiên hiện tại tình huống trong cơ thể hắn cũng không tốt, nhưng là vì bức bách Hắc Liên thức tỉnh, hắn cũng bất chấp tất cả. Trong nguy hiểm, Hắc Liên là người ở trong ý thức hải tồn tại, hẳn là cảnh giác đầu tiên. Dương Nghị Vân này coi như là đánh cuộc một phen. Thất đại tán tiên nhìn thấy Dương Nghị Vân cư nhiên lại một lần nữa hiện lên thần thông bằng trước kia sau đó, đều là ngẩn người, không tự chủ được dừng bước tới gần Dương Nghị Vân. Wap.info
Lúc này, U, cách xa xôi tu dưỡng lại trầm giọng mở miệng nói, chờ đợi cái gì nữa? Bổn tọa trả giá lưỡng bại câu thương, chặt đứt một tay, đem tiểu tử bị thương nặng, hắn hiện tại cũng là nỏ mạnh cuối cùng, chờ đường đường là bảy đại tán tiên, còn đang do dự cọ sát, lại kéo dài, chờ Dương Nghị Vân chậm lại đến các ngươi lại động thủ sao? Tiếng vang lớn của U vang vọng khắp hội trường, nghe trong tai bảy đại tán tiên, một đám khuôn mặt già nua cũng không khỏi đỏ lên. Cũng đích xác, lúc trước U một mình chiến đấu, bọn họ cũng không giúp được gì, hiện tại U trả giá đồng dạng làm cho Dương Nghị Vân bị thương, lúc này thừa hắn bệnh muốn mạng hắn, mới là kết quả tốt nhất. Nếu thật sự như U nói đợi đến khi Dương Nghị Vân bình tĩnh lại, đó mới là phiền toái lớn. Nói cho cùng bọn họ chính là sống quá lâu, rất tiếc mạng, dưỡng thành thói quen sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bất quá hiện tại bảy người hai mặt nhìn nhau biết U nói không sai, lúc này đích thật là đối phó Dương Nghị Vân cơ hội tốt nhất, hơn nữa nhìn qua Dương Nghị Vân thật sự là cố gắng chống đỡ. Nếu là dưới tình huống như vậy, bọn họ ước chừng bảy người đối mặt Dương Nghị Vân một tiểu bối, còn sợ đầu sợ đuôi, truyền ra ngoài liền thành đại chê cười. Chư vị giết hắn. Trong đó một người trong lúc nói chuyện toàn thân lóng lánh vầng sáng lấp lánh, một bước bước ra thẳng hướng Dương Nghị Vân mà đi. Sáu người còn lại cùng một lúc động thủ, hướng Dương Nghị Vân vây quanh phát tới, mỗi người trên người lộ ra khí thế cường đại vô cùng. Bảy lão bất tử này cũng chưa từng bị thương gì. Trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân chỉ cảm thụ được khí thế cường đại của bảy người, cũng đều cảm thấy áp lực thật lớn. Giờ phút này xa xa điều dưỡng thân thể U, nhìn thấy thất đại tán tiên rốt cục cùng nhau ra tay, yên tâm. Chỉ có hắn cùng Dương Nghị Vân tiếp xúc gần nhất, hiểu được Dương Nghị Vân tiểu tử này đáng sợ chỗ đáng sợ, không thể lấy thường lý luận. Thất đại tán tiên hợp lực xuất thủ, dưới lực lượng tuyệt đối, trấn áp chu diệt Dương Nghị Vân mới là an toàn nhất. Kỳ thật hiện tại U có chút hối hận, lúc trước một người ra mặt đối phó Dương Nghị Vân. Dẫn đến bây giờ ông đã bị ảnh hưởng nặng nề như vậy. Đương nhiên không đánh không biết, hắn cũng không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ cường hãn như vậy, để cho hắn đều trả giá lớn. Nếu mà ngay từ đầu mấy người bọn họ cùng nhau lên, nói không chừng Dương Nghị Vân sớm đã xem bị chu sát. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Hiện tại chỉ có thể xem thất đại tán tiên hợp lý chu sát Dương Nghị Vân. Bất quá ở sâu trong nội tâm U, lại có một ý nghĩ ngay cả hắn cũng cảm thấy rất buồn cười. Đó chính là sâu trong nội tâm hắn cảm thấy, sợ là giờ phút này thất đại tán tiên cùng nhau đối phó Dương Nghị Vân đã trọng thương, cũng không lấy được tiện nghi. Lúc ý nghĩ này xuất hiện, U chính mình cũng không tin, lúc này Dương Nghị Vân bị thương là sự thật, cũng tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của thất đại tán tiên hợp lực trấn áp. Hắn chỉ có thể ở trong nội tâm an ủi chính mình, chỉ mong là suy nghĩ nhiều. U đem ánh mắt đặt ở giữa sân, nhìn chằm chằm bảy đại tán tiên cùng Dương Nghị Vân. Không nhìn chằm chằm cũng hắn không yên tâm. Lúc này thất đại tán tiên phát ác, cùng nhau xuất thủ, tạo thành trận pháp, đem Dương Nghị Vân gắt gao vây khốn, một đám nhìn qua cũng là biểu tình như lâm đại địch. Ngược lại Dương Nghị Vân thì híp mắt khóe miệng mang theo ý cười tà tà, nhìn qua cùng bảy đại tán tiên như lâm đại địch biểu tình hoàn toàn bất đồng. Một màn này nhìn U nhãn cười khổ không thôi. Đường đường là thập đại tán tiên Chí Tôn Sơn, 10 người xuất sơn, 2 người đã bị Dương Nghị Vân chém giết, chính hắn trọng thương, còn lại 7 người cho dù là liên hợp lại cũng đều nơm nớp lo sợ, quả nhiên là buồn cười. Chuyện hôm nay truyền ra ngoài, U biết, mặc kệ Dương Nghị Vân chết không chết, Dương Nghị Vân danh tiếng tuyệt đối sẽ vang vọng ở tán tiên đảo thậm chí là tu chân giới mỗi một góc. Mà thập đại tán tiên của bọn họ sẽ là chuyện cười. Tại sao vậy? Bởi vì bọn họ là thập đại tán tiên Chí Tôn Sơn, từ đầu có mặt mũi, lại càng là cao thủ cường giả lục chuyển hậu kỳ. Còn Dương Nghị Vân thì sao? Tiểu tử này chỉ là một tu chân giả đến từ tu chân giới phi thăng cảnh, chỉ cần đại cảnh giới đã chênh lệch hai đại cảnh giới. Bất kể là thân phận địa vị, hoặc là tu vi thực lực, bọn họ cùng Dương Nghị Vân so sánh, ở bên ngoài người xem ra, bất luận một cái nào đều có miểu sát Dương Nghị Vân thực lực. Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế là bọn họ tròn 10 đại tán tiên đi đối phó một cái Dương Nghị Vân, ngược lại bị Dương Nghị Vân bức bách đến tình trạng như lâm đại địch, chật vật không chịu nổi. Cho nên trận chiến hôm nay, mặc kệ thắng thua, mặt mũi bọn họ mất hết, mà Dương Nghị Vân sẽ thành danh toàn bộ tu chân giới. Đây quả thực là bi ai. Chấm. Trong sân thất đại tán tiên đồng thời xuất thủ, pháp khí thần thông vân vân, trong nháy mắt hướng trên người Dương Nghị Vân một cỗ não chào hỏi. Khí thế cường đại làm cho không khí đều vặn vẹo,
hoàn toàn là nghĩ một chút có thể đem Dương Nghị Vân làm đến tan thành mây khói. Đối với việc này, cách làm của Dương Nghị Vân là, toàn thân phòng ngự vận chuyển đến cực hạn, hắn cùng ánh mắt ngưng trọng, đối mặt với bảy lão bất tử cùng nhau ra tay, hắn biết lần này phải xong đời. Đương nhiên công kích của hắn nếu cường đại, có thể đem hơn phân nửa công kích đánh tan hóa giải. Hắn bề ngoài nhìn thoải mái, trên thực tế thì, nội tâm vô cùng nghiêm túc. Bạo giống nói, phần thiên chi nộ. Lôi đình chí tôn dẫn lôi, giết. Một hơi liên tục thôi phát thần thông thứ tư và thứ năm của thập nhị chí tôn thần thông. Lẽ ra lúc này hắn không dễ dàng, một hơi thúc giục thi triển hai đại thần thông, nhưng đối mặt với bảy đại tán tiên đồng thời phát động công kích đối với hắn, hắn không dám khinh thường, càng không thể không làm như vậy. Dương Mỗ trong lòng rõ ràng, nếu một kích này của hắn không đem thất đại tán tiên đồng thời công kích đánh tan một nửa, như vậy toàn bộ lực lượng của bảy người, hắn không có bất kỳ phần thắng nào thừa nhận được. Cho nên hắn cũng cắn răng phát ác, một hơi mạnh mẽ thi triển hai đại thần thông đi ra, trong lòng nghĩ có thể chống lại bảy đại tán tiên mấy thành công kích tính là mấy thành đi. Chí tôn thần thông trong nháy mắt đi ra ngoài sau đó, trên người Dương Nghị Vân. Hỏa diễm đại tác, oanh một cái lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Tầng thứ tư phần thiên chí tôn phần thiên chi nộ, lực sát thương cũng là kinh người, hắn dám nói dưới tình huống tán tiên đơn đối đan này, tuyệt đối là không dám mạnh mẽ đụng chạm hắn phóng thích ra thần thông hỏa diễm. Cùng lúc đó trên chân trời sấm sét vang lên, ầm ầm. Ơn! Một đạo lôi điện thô to từ chân trời chí tôn sơn giáng xuống. Hỏa diễm cùng lôi đình hai đại chí tôn thần thông chi uy, trong khoảnh khắc hình thành. Lôi đình trực tiếp bổ vào trên người Dương Nghị Vân, trong nháy mắt nổ tung, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà đi, cơ hồ cùng hỏa diễm dung hợp khuếch tán ra ngoài. Sau một khắc va chạm với công kích liên hợp của bảy đại tán tiên. Ầm ầm. Ka 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 ka. Sấm chớp vang lên. Dương Nghị Vân cường đại hai đại chí tôn thần thông, cùng thất đại tán tiên hợp lực lực lượng bộc phát cùng một chỗ, giống như là hai con sông đang va chạm. Thế nhưng chung quy vẫn cường đại, Dương Nghị Vân là một người đối mặt bảy người, hơn nữa còn là bảy cái cường đại lục chuyển hậu kỳ tán tiên. Công kích thần thông của Dương Mỗ chung quy cũng không địch lại được công kích liên hợp của bảy đại tán tiên. Thất đại tán tiên phát ra lực lượng cường đại, bất quá cũng bị Dương Nghị Vân thần thông lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Sau đó hỏa diễm cùng lôi đình chi lực của hắn tiêu tán, mà bảy đại tán tiên liên hợp cùng một chỗ lực lượng, còn lại có 1/3, hóa thành một cỗ khí lưu thật lớn hung hăng va chạm vào trên người Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nhìn thấy khí lưu lực lượng của bảy đại tán tiên hướng về phía mình cuốn chiếu mà đến, cắn răng thúc giục lực lượng nội thể thủy chi căn nguyên bộc phát, toàn thân úy lam chi quang đại tác, tiếp tục đối kháng, cũng là phòng ngự. Đây là phòng tuyến cuối cùng của hắn, tình huống của hắn chính mình rõ ràng. Chỉ dựa vào phòng ngự bản thân cùng thất thải bảo y phòng ngự, là không đủ để ngăn cản được lực lượng của bảy đại tán tiên. Bởi vì hắn trước đó bị U Trọng trọng thương. Hơn nữa một hơi thực chiến ra hai đại chí tôn thần thông, cho dù là phòng ngự cũng cần lực lượng đi làm. Oanh! Phốc! Trung Quy vẫn không có chống cự. Hắn thúc giục lực lượng của Thủy Chi Bổn Nguyên cũng không thể ngăn trở bảy đại tán tiên lực lượng, bảy người hợp lực quá cường đại. Giờ phút này Dương Nghị Vân giống như là diều đứt dây. Liếc mắt một cái miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Chạm! Dương Nghị Vân thân thể hung hăng rơi xuống đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hố lớn. Bảy lão bất tử hợp lực công kích vượt quá tưởng tượng của hắn. Đương nhiên lúc này trong lòng Dương Nghị Vân rất thất vọng. Wap.info. Hắn thất vọng chính là Hắc Liên cư nhiên không có tỉnh lại. Chính mình cũng còn lại nửa cái mạng, trong ý thức biển không hề có động tĩnh. Tuy rằng thất vọng, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng đối với Hắc Liên cũng không oán niệm, bởi vì hắn biết, Hắc Liên lần trước bị thương có thể vượt qua tưởng tượng của hắn nặng, nếu không thời khắc nguy cơ bực này đã sớm tỉnh lại. Khụ. Dương Nghị Vân không hề có hình tượng bò dậy, ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người từ trong ra ngoài run rẩy. Thất đại tán tiên hợp lực vượt qua tầm siêu cường đại, đích xác hắn không phải là đối thủ, có thể lập tức công kích của bọn họ, đến bây giờ còn có thể ngồi dậy. Toàn bộ dựa vào chí tôn thần thông cường đại, dựa vào Đông Hoàng Trung cùng thất thải bảo y cùng với thân thể hắn cường đại phòng ngự, đương nhiên còn có công hiệu phục dụng một giọt sinh mệnh chi thủy, nếu không hắn giờ phút này ngồi dậy cũng khó khăn. Tiểu tử thúi buông linh đài ra đi. Đây là lời nói của lão già vang lên trong đầu. Dương Nghị Vân nghe xong nhếch miệng cười nói, lão đầu tử còn chưa dùng được ngươi, ngươi làm đồ đệ của ta, sẽ không có thủ đoạn thu thập mấy tên vương bát đản này sao? Hắc hắc, nhìn ta triệu hoán thần long,
ha ha. Dương Nghị Vân cười hì hì nói, nhưng thái độ rất kiên quyết, không cho lão đầu tử nhúng tay vào. Đồng thời trong lòng hắn ấm áp, lão đầu tử trước sau như một, ban đầu nói hắn sẽ không ra tay, nhưng đến thời khắc khó khăn nhất, vẫn là chuẩn bị giúp mình. Cũng cho nên Dương Nghị Vân kiên trì, lần này không thể để cho lão đầu tử ra tay, hiện tại sau khi đến Chí Tôn Sơn, chính là cho lão đầu tử đến núp lại tiên thể, cũng không thể để cho lão đầu tử đi ngủ say. Hơn nữa Dương Nghị Vân rõ ràng, từ lần trước ở sư nương thiên cơ cửu vĩ tiên phủ lão đầu tử cùng sư nương nguyên thần phân thân gặp mặt sau đó, khả năng hiểu được một ít về hắn gặp nạn mất tích sau đó, mấy nữ nhân của hắn hoặc là nói là thuộc về thế lực của lão đầu tử, ở tiên giới xảy ra vấn đề gì, dẫn đến lão đầu tử từ cửu vĩ tiên phủ bắt đầu có lo âu. Hắn cùng lão già nhà mình đều là loại tính tình trung nhân này, nếu đổi lại là hắn, nếu như thân nhân bằng hữu xảy ra vấn đề gì, tất nhiên cũng là trong lòng sốt ruột như lửa. Thay đổi tư duy, lão đầu tử khẳng định rất sốt ruột. Chỉ là trạng thái của lão đầu tử hiện tại, vẫn là nguyên thần ở trong càn khôn bình, không có tiên thể tồn tại, dưới tình huống bây giờ, muốn làm cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể sốt ruột. Còn bây giờ thì sao? Hắn đã mang theo lão đầu tử đến Chí Tôn Sơn. Nơi này là đạo tràng của lão đầu tử ở Tán Tiên Đảo, dựa theo lão đầu tử nói. Lão nhân gia hắn ở chỗ này lưu lại chí bảo có thể tái tạo tiên thể cho mình, ngay trên cao Chí Tôn Sơn này Chí Tôn Cung, mắt thấy thiếu một bước, Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, hôm nay cho dù chính hắn cho dù chảy máu, cũng phải đem tâm nguyện của lão đầu tử hoàn thành. Lão đầu tử bảo hộ hắn từ tu đạo bắt đầu, cho đến hôm nay, đạt tới tu chân cảnh giới đỉnh phong, bảo hộ hắn trưởng thành đến nay, hiện tại cũng là lúc giúp sư phụ cái đệ tử này làm chút chuyện. Thầy trò hai người đều biết tính cách của mình. Vân Thiên Tà cũng hiểu rõ đồ đệ của mình, nếu nhận chuẩn một chuyện gì đó, 10 con trâu cũng không kéo về được. Cũng không nhiều lời. Hơn nữa dùng hắn đối với Dương Nghị Vân hiểu biết, tiểu tử này kỳ thật cốt tử tâm nhãn rất nhỏ, là một người không chịu thiệt, nếu Dương Nghị Vân không để cho hắn cái này làm sư phụ nhúng tay, vậy thì không nhúng tay vào. Dương Nghị Vân cùng lão đầu tử ở trong lòng đối thoại kết thúc, nhíu mắt lại nhìn bốn phía hướng hắn thật cẩn thận đi tới bảy đại tán tiên, nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, bảy lão bất tử, ta chẳng qua chỉ là một phi thăng cảnh mà thôi, chờ đường đường là tán tiên lục chuyển hậu kỳ, có muốn khẩn trương như vậy hay không? Dương Nghị Vân không hề có hình tượng ngồi trên mặt đất cười to bảy đại tán tiên. Thất đại tán tiên thì nghe được Dương Mỗ không kiêng nể gì cười to, khóe miệng giật giật, mặt đầy hắc tuyến. Người đặc biệt là phi thăng cảnh tu chân giả không sai, nhưng tuyệt đối là phi thăng cảnh có 102. Phi thăng cảnh bình thường đặc biệt sao có thể chém chết tán tiên lục chuyển hậu kỳ sao? Có thể cùng thập đại tán tiên chúng ta cầm đầu, được xưng là U Linh, U, cho đoàn một tay, bức bách hắn chém giết lưỡng bại câu thương. Có thể làm cho thất đại tán tiên chúng ta liên thủ đối phó ngươi. Còn muốn nơm nớp lo sợ. Bất quá giờ phút này thất đại tán tiên cẩn thận quy cẩn thận, nhưng không có ngay từ đầu đã khẩn trương. Bởi vì Dương Nghị Vân hiện tại bị thương càng thêm thương tích. Nhìn qua đã phi thường chật vật, không hề có hình tượng ngồi trên mặt đất, tựa hồ thoạt nhìn đứng dậy đều khó khăn. Bảy đại tán tiên đều là một đám lão quỷ tu luyện mấy ngàn năm là nhân tinh, dù cho Dương Nghị Vân trước mắt nhìn qua chật vật không chịu nổi, bảy người bọn họ cũng là cẩn thận đối đãi. Từng bước vây công tới, khi tới gần Dương Nghị Vân hơn 10 thước sau đó, bảy đại tán tiên dừng lại, trong tay mỗi người hội tụ pháp lực, chuẩn bị đem Dương Nghị Vân trực tiếp đánh chết. Nhưng lúc này bảy người lại nhìn thấy Dương Nghị Vân giơ lên một tay. Theo bản năng bảy người không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy chục thước, cùng Dương Nghị Vân bảo trì một khoảng cách nhất định, đều giống như là hầu tử kinh hãi, đối mặt với hổ già yếu bệnh nguy kịch, cho dù hổ nháy mắt bọn họ cũng phải run rẩy trong lòng một chút. Không có biện pháp Dương Nghị Vân tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất là có thể khống chế lôi đình bây giờ đối với tán tiên mà nói từ trong lòng sợ hãi đồ đạc, không ai dám khinh thường mạo hiểm. Vạn nhất Dương Nghị Vân còn có thể thúc giục một kích lôi đình thì sao? Ngẫm lại lôi đình khủng bố kia, tuy rằng dưới những hợp lực khác có thể ngăn cản, nhưng vạn nhất nếu tiểu tử này đùa giỡn còn có thủ đoạn khác thì sao? Vẫn là không mạo hiểm, dù sao hiện tại nhìn qua Dương Nghị Vân đã là nỏ mạnh cuối cùng, không cần phải đi mạo hiểm, chỉ chờ xem tình huống của hắn, tìm cơ hội ra tay bắt được hắn như cũ. Lúc này Dương Nghị Vân dù sao cũng ở vòng vây của bọn họ, trốn không thoát. Ha ha ha. Lão Vương bát đản nhát gan như chuột, tiểu gia ta chỉ là đem một sợi tóc mà thôi, để cho các ngươi dọa thành như vậy. Qua ha ha,
Dương Mỗ nhìn thấy hành động của thất đại tán tiên không kiêng nể gì mà cười. Thuận tay đặt tay sau tai. Sau một khắc trong tay có thêm một sợi tóc vàng. Thất đại tán tiên bị Dương Nghị Vân tức giận cả người phát run. Đồng thời cả đám cũng mặt đỏ tai hồng, đích xác bọn họ cảm thấy cẩn thận quá mức. Xa xa U nhìn thấy sau đó, đều tức giận vẻ mặt hắc tuyến, bất quá hắn không phải là đang tức Dương Nghị Vân, mà là đang tức bảy đồng bạn giống như heo. Rõ ràng bảy đại cao thủ vây công một tàn phế bị trọng thương, cư nhiên còn bị người ta giơ tay rút một sợi tóc dọa liên tục lùi lại. Thật đáng xấu hổ. Thật đáng xấu hổ. Chờ chúng còn đang chờ cái gì, chờ tiểu tử kia kéo dài thời gian khôi phục lại, đem các loại toàn bộ chém giết sao. U tức giận, mang theo sát ý tức giận. Lúc này bảy đại tán tiên cũng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng. Cảm giác đã bị xúc phạm rất nhiều. Tiểu bối muốn chết, lại dám trêu đùa chúng ta, giết. Một trong những tán tiên nổi giận. Ha ha, lão bất tử trêu đùa ngươi lại sao lại, có bản lĩnh đi lên chịu chết ha. Dương Mỗ nhếch miệng cười, cùng thất đại tán tiên sắc mặt xanh mét không giống chút nào, hắn là vẻ mặt thoải mái. Nguyên bản muốn xông lên thất đại tán tiên nhìn thấy Dương Nghị Vân một bộ ngươi đến đánh ta biểu tình, trong lòng có kinh dị bất định. Nhìn bộ dáng tiểu tử này tựa hồ có lửa a. Tiểu tặc đừng làm càn rỡ, ngươi cho rằng nhổ một sợi tóc là có thể cứu ngươi không được, chê cười, hôm nay ngươi tiểu tử phải chết. Lại một gã tán tiên xuất khẩu. Ta chờ ra pháp khí, không cần tới gần trực tiếp oanh chết tiểu tử này. Tán tiên thứ ba đề nghị. Như thế rất tốt. Những người khác đi theo phù hợp, ở ngoài 20 thước, cũng đủ để giết chết Dương Nghị Vân. Lúc này Dương Mỗ cười hắc hắc nhìn chằm chằm thất đại tán tiên nói. Mấy lão bất tử, các ngươi thật đúng là nói đúng rồi, tiểu gia ta nhổ một sợi tóc thật đúng là có thể giết chết các ngươi, ha ha. Trong tiếng cười to, Dương Nghị Vân ở trên một sợi tóc màu vàng trong tay thúc dục chân nguyên. Ngay sau đó tóc vàng trong tay hắn bộc phát ra kim quang. Giờ khắc này thất đại tán tiên nhìn, không nghĩ tới tóc tiểu tử còn bốc ra kim quang, tất nhiên có vấn đề, hắn tóc dài tất cả đều là màu trắng, vì sao hết lần này tới lần khác lại có một sợi tóc vàng ngắn ngủi. Tuyệt đối có lừa gạt. Bảy đại tán tiên nhìn nhau, một đám vốn muốn ra tay, nhìn thấy tóc trong tay Dương Nghị Vân kim quang đại tác, rồi lại dừng lại một đám chuẩn bị phòng ngự tốt. Nhưng mà một lát sau lại thấy tóc trong tay Dương Nghị Vân quang mang tiêu tán, cái gì cũng không có phát sinh. Vốn tưởng rằng Dương Nghị Vân lại có thủ đoạn gì, không nghĩ tới cái gì cũng không có. Mà lại nhìn Dương Nghị Vân, đã thấy Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn chân trời, sững sờ tự nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hầu tử Lục Nhĩ kia đã rời đi, không phải chứ? Dựa theo cảnh tượng lần trước hầu tử xuất hiện, sẽ từ chân trời bay tới, nhưng lúc này đây cư nhiên không có bất kỳ động tĩnh gì. Lần này Dương Nghị Vân có chút hoảng hốt, hắn vẫn bình tĩnh đến bây giờ dựa dẫm, chính là lông khỉ sáu tai miêu hầu sau lỗ tai, triệu hoán hầu tử, nhưng hiện tại nửa ngày, cư nhiên không có động tĩnh. Lần này Dương Mỗ trong lòng đau khổ, hầu tử chết lầm ta a. Thúc giục Lục Nhĩ Miêu Hầu một sợi tóc vàng, kết quả lại không dựa theo kịch bản mà diễn. Lục Nhĩ Miêu Hầu cư nhiên không xuất hiện từ chân trời. Lần này Dương Nghị Vân xấu hổ. Mà thất đại tán tiên lúc này lại nở nụ cười. Còn tưởng rằng Dương Nghị Vân lại muốn thả đại chiêu gì, hiện tại xem ra tiểu tử này quả thật đang làm ô long. Đại kiếm đều thấy được biểu tình trên mặt Dương Nghị Vân, tựa hồ tiểu tử này muốn đi làm cái gì, kết quả thất bại. Một tán tiên trong đó nhịn không được cười to nói, oa ha ha, tiểu tử chẳng lẽ ngươi muốn dùng một cái tóc đấu với chúng ta sao? Hay là ngươi nhổ một sợi tóc xuống là có thể nghịch thiên cứu mạng nhỏ của ngươi? Nói cho ngươi hôm nay chính là thiên tà chí tôn còn sống cũng không được ngươi, chư vị đồng đạo giết đi. Lần này trong lúc nói chuyện, tán tiên này dẫn đầu xuất thủ, một bước bước ra thẳng hướng Dương Nghị Vân mà đi. Nhưng ngay lúc này một thanh âm lạnh như băng vang vọng khắp hội trường. Một sợi tóc không nghịch thiên, nhưng có thể lấy mạng ngươi. Oanh oáp.info A. À, chạm. Theo thanh âm lạnh như băng đóng cửa, tán tiên trước tiên hướng Dương Nghị Vân kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, đụng một cái nện xuống mặt đất, không còn đứng lên nữa. Sau đó thân thể thiêu đốt hỏa diễm, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. T. Đột nhiên phát sinh biến cố, mấy tán tiên khác lại một lần nữa dừng bước. Mà giờ phút này trước người Dương Nghị Vân lại xuất hiện kim mao hầu tử vẫn toàn thân lông dài mà đứng. Người này, ồ không, con khỉ này hoàn toàn xuất hiện trong sân. Không hề có nửa điểm dấu hiệu. Hơn nữa khủng bố chính là, vừa xuất hiện liền trực tiếp miểu sát một tán tiên lục chuyển hậu kỳ,
trực tiếp làm cho nó tan thành cho bụi, thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát vô cùng. Lục Nhĩ lão ca. Dương Nghị Vân nhìn thấy Lục Nhĩ trống rỗng xuất hiện trước người ta, tâm tình uể oải hoàn toàn không có, trong lòng kích động ùng ục bò dậy kêu sáu tai. Lúc trước thúc giục Lục Nhĩ tặng lông khỉ, nửa ngày không có động tĩnh, Dương Nghị Vân còn tưởng rằng Lục Nhĩ đã rời đi tiên giới, không nghĩ tới Lục Nhĩ còn sống, hơn nữa vừa ra tay liền khí phách vô cùng một chiêu miểu sát một tán tiên, để cho Dương Mỗ nhìn cũng có chút máu bốc lên. Dương Nghị Vân biết khó khăn này có thể giải quyết, lúc trước tại Lam Tâm Tiên Vương Hoa Viên phân biệt thời điểm, Ong Tiên tặng cho hắn một cây đuôi hậu châm của nàng, mà Lục Nhĩ Miêu Hầu thì là tặng hắn ba sợi lông khỉ, nói qua chỉ cần hắn thúc giục lông khỉ, chỉ cần Lục Nhĩ hắn còn đang ở trên địa giới tu chân giới, liền nhất định sẽ đến tương trợ. Cây vân thứ nhất ở Vân Môn đại chiến, hiện tại hắn sử dụng sợi lông khỉ thứ hai, Lục Nhĩ Miêu Hầu vẫn xuất hiện như trước, đây là phương thức xuất hiện có chút không giống nhau, chậm một chút, nhưng phi thường khí phách. Dương Nghị Vân nhìn ra được, so sánh lần trước ở Vân Môn gặp Lục Nhĩ Miêu Hầu, cách 200-300 năm thực lực hầu tử này tu vi có đại tiến rất nhiều. Đồng dạng là tiên vương cấp bậc trùng tu, Dương Nghị Vân cảm thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu so với thực lực của Phong Tiên tăng lên nhanh hơn rất nhiều, thực lực càng là vượt qua Ong Tiên một bậc. Hiện tại Lục Nhĩ Miêu Hầu tu vi khôi phục đến tầng thứ gì, Dương Nghị Vân là nhìn không thấu. Nhìn không thấu cũng nói rõ một vấn đề, đó chính là nói Lục Nhĩ Miêu Hầu thực lực cường đại. Đây đối với hắn mà nói thật sự là chuyện tốt. Trong sân bị Lục Nhĩ Mân Hầu giết chết một tán tiên, hiện tại cộng thêm U Sa Sa vẫn là bảy đại tán tiên. Bất quá hiện tại Dương Nghị Vân cũng không chút sợ hãi. Bởi vì hắn tin tưởng Lục Nhĩ có thể giết sạch mấy lão vương bát đàn này. Chấm. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, Lục Nhĩ không có quay đầu lại, nhưng lại mở miệng nói cây thứ hai. Những lời này ở bên ngoài nghe qua trong sương mù. Nhưng Dương Nghị Vân cũng là biết Lục Nhĩ nói là hắn sử dụng hai cái lông khỉ, còn lại một sợi, hắn Lục Nhĩ Miêu Hầu nhiều nhất là trợ giúp Dương Nghị Vân một lần. Dương Nghị Vân không thèm để ý chút nào nói, ta biết, lần trước phân biệt ngươi nói ngươi ở tán tiên đảo, vừa rồi thúc giục sợi lông khỉ thứ hai ngươi không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về tiên giới, không nghĩ tới ngươi còn ở đây, Lục Nhĩ đại ca ngươi tới thật đúng lúc, những lão vương bát đàn này sắp khi dễ ta chết, lúc trước bọn họ 10 người đánh ta một cái. Bị ta giết chết 2 người, hiện tại còn lại 8 người, Nga không, là 7 người, ngươi, giết 1 người, tóm lại những lão vương bát đản này cực kỳ vô sỉ. Muốn giết chết ta, ngươi phải làm chủ cho đệ đệ a. Dương Nghị Vân tác cổ có hắn, không nói trọng điểm đặt ở Lục Nhĩ Miêu Hầu nhắc nhở, còn có một cơ hội, ngược lại giống như là huynh đệ, đệ đệ sau khi bị khi dễ, tìm ca ca kể khổ, kêu rên hẳn lên. Về phần Lục Nhĩ Miêu Hầu nghe được Dương Nghị Vân một tiếng đại ca giao ra, cũng là mí mắt theo bản năng nhảy dựng lên, nội tâm không hiểu sao cũng run lên, không lâu trước đây Lục Nhĩ Miêu Hầu hắn cũng có một đại ca, mỗi khi hắn bị khi dễ thời điểm, sẽ giống như Dương Nghị Vân hiện tại đi tìm đại ca kể khổ. Mà đại ca của hắn luôn luôn cho hắn xuất đầu, vĩnh viễn che chở hắn ở phía sau. Nhưng, Lục Nhĩ đại ca của hắn đã không còn nữa. Từ đó về sau Lục Nhĩ không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn muốn nói cho đại ca, tuy rằng đại ca không còn nữa. Nhưng đệ đệ Lục Nhĩ đã có thể độc lập, có thể tự bảo vệ mình, sẽ không để cho đại ca quan tâm. Nghĩ nhiều đại ca có thể sống, nhưng lại. Lời nói của Dương Nghị Vân làm cho Lục Nhĩ Miêu Hầu nội tâm run rẩy một chút. Lập tức lạnh như băng nói, ngươi nếu đã sử dụng sợi lông khỉ thứ hai, vậy ta sẽ giúp ngươi giết chết những người trước mắt này, giải quyết phiền toái lần này cho ngươi. Thanh âm hai người nói chuyện tuy rằng không lớn, nhưng lại không dứt một chữ nghe được trong tai mấy đại tán tiên. Đối với mấy đại tán tiên mà nói, nội tâm lại một lần nữa động đất. Nhìn thấy hầu tử lông vàng xuất hiện trong sân, lúc này bọn họ rốt cục hiểu được, Dương Nghị Vân từ sau lỗ tai rút ra một cái tóc màu vàng, căn bản không phải là của hắn. Mà là, con khỉ trước mắt, một màu vàng a hát. Hầu tử bất thình lình xuất hiện, rối tinh rối mù mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã làm cho một gã tán tiên trong bọn họ hồn phi phách tán. Thực lực bây giờ là cấp bậc gì? Là cấp bậc của tán tiên lão tổ sao? Một đám tán tiên trong lòng hoảng sợ suy đoán thực lực Lục Nhĩ Miêu Hầu, nghe được Dương Nghị Vân hô hầu tử Lục Nhĩ đại ca, nói cái gì ngươi sao không trở về tiên giới vân vân. Hiển nhiên Dương Nghị Vân cùng hầu tử cường đại này quan hệ không cạn. Mấu chốt là tại sao bọn họ chưa từng nghe nói, tán tiên đảo từ khi nào xuất hiện một con khỉ như vậy? Là yêu tộc a? Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Vùng đất man hoang của tán tiên đảo đích xác có yêu tộc tồn tại,
nhưng hạng người cường giả, bọn họ đều biết, nhưng chính là chưa từng nghe nói chưa từng thấy qua tồn tại một con hầu tử cường hoành như vậy. Khi mấy đại tán tiên hồi tưởng Dương Nghị Vân nói với hầu tử, ta còn tưởng rằng ngươi trở về tiên giới, câu nói này, còn lại mấy tán tiên lão quỷ đều là trong lòng phát run. Trở về tiên giới, trở lại hòa giải, đi tất cả đều là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đi tiên giới, đối với tu chân giả thậm chí đối với đám tán tiên bọn họ mà nói là phi thăng, là chưa từng đi qua tiên giới, lần đầu tiên đi tiên giới. Trở về lại là từ tiên giới, vốn thuộc về tiên giới, lúc đi lại chính là hồi tiên giới. Nghĩ tới đây, mấy tán tiên trong lòng đều phát run lên. Đám tán tiên lục chuyển này, lại nói đến cảnh giới tương đương với đẳng cấp kim tiên tiên giới, nhưng chân chính nâng cao thực lực, nhất là cùng tiên giới sinh linh luận thực lực, bọn họ lục chuyển tán tiên tương đương với cảnh giới kim tiên, độ ẩm quá lớn. Bởi vì bọn họ đều chưa từng đi qua tiên giới, không có trải qua linh lực thuần khiết tiên cùng tiên giới thiên địa pháp tắc tẩy lễ, không tính là tiên nhân. Nhưng hiện tại trước mặt bọn họ lại xuất hiện một sinh linh hầu tử nghi là tiên giới đến, hoặc là nói là yêu tiên, một cái chính chân tiên. Làm sao có thể làm cho trong lòng bọn họ không sợ hãi? Ngẫm lại, hầu tử có thể là sinh linh thật sự đến từ tiên giới. Đệ nhất Dương Nghị Vân cùng hầu tử nói chuyện dùng ba chữ hồi tiên giới. Thứ hai, tất cả họ đều không thể nhìn thấy sự nông cạn sâu của con khỉ. Thứ ba, bọn họ ở tán tiên đảo mấy ngàn năm, chưa từng thấy qua có một con hầu tử cường đại như vậy tồn tại, tất nhiên là tiên hầu từ tiên giới xuống. Một kích thứ tư miểu sát một tán tiên ngang hàng của bọn họ, điểm này sợ là tán tiên lão tổ cũng không dễ dàng làm được. Thứ năm, mấy người bọn họ nghe được hầu tử sát ý 10 phần hời hợt nói với Dương Nghị Vân, ta giúp ngươi giết bọn họ. Mấy đại tán tiên, bọn họ, này rõ ràng, hầu tử chính là đang nói bọn họ còn lại mấy tán tiên. Không có thực lực cường đại, ai dám khẩu khí lớn đến vô biên, dám nhẹ nhàng nói chém giết 7 tán tiên lục chuyển hậu kỳ. Cho nên mấy đại tán tiên trong lòng cho rằng, hầu tử này tuyệt đối là sinh linh tiên giới. Không thể trêu vào. Trốn. Sau khi hầu tử nói với Dương Nghị Vân những lời này giết bọn họ, trong tán tiên có người bạo giống một tiếng phát ra một chữ, chạy trốn. Không có vấn đề. 6 tán tiên cách Dương Nghị Vân gần, một người nhanh hơn một cái, trong nháy mắt tản ra bốn phía, hóa thành lưu quang nhanh chóng chạy trốn. Trốn rồi sao? Giờ phút này Lục Nhĩ Miêu Hầu lạnh lùng lẩm bẩm. Trong lúc dứt lời, Lục Nhĩ Miêu Hầu phi thăng mà lên, veo một cái biến mất. Sau một khắc kêu thảm thiết lên a. Một gã tán tiên trực tiếp bạo thể mà chết. Oanh oanh. Lại là hai tiếng nổ vang, hai thân kêu thảm thiết vang lên. Wap.info. Trong tình huống, ba gã tán tiên bị Lục Nhĩ Miêu Hầu trực tiếp đánh bạo. Vụ nổ và chết. Dương Nghị Vân đứng ở xa xa nhìn rõ ràng, đã thấy trong tay Lục Nhĩ Miêu Hầu không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh kim quang lấp lánh đại chùy, bộ dáng dài chừng 3 thước, tốc độ giơ đại chùy quả thực vượt qua phạm vi lý giải của hắn, hẳn là tốc độ pháp tắc nào đó, mỗi một lần xuất kích đều sẽ có một gã tán tiên bị Lục Nhĩ Miêu Hầu một chùy đập chết. Trực tiếp đập vỡ cơ thể mà chết. Dương Nghị Vân thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ tới Lục Nhĩ Miêu Hầu cường hãn, nhưng không nghĩ tới cường hãn đến một chỗ rối tinh rối mù. Ba chùy đi xuống, ba tán tiên trực tiếp bị đập vỡ thể. Sau một khắc, Dương Nghị Vân nhìn thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu nhìn chằm chằm vào, U, vẫn trốn thật xa. Mà U đồng dạng cũng đồng dạng trước tiên chạy trốn, nhưng hắn không nghĩ tới Lục Nhĩ Miêu Hầu lại vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, nhất thời bị dọa hồn phi phách tán, vừa rồi tam chùy U của Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng đồng dạng nhìn thấy, quả nhiên là làm cho U linh hồn đều phát run thô bạo cường đại. U biết đối mặt với con hầu tử này, có 10 người hắn cũng sẽ không phải là đối thủ, chớp mắt nhìn thấy hầu tử nhìn chằm chằm vào hắn, U nghĩ cũng không được dựa vào tổn thương nguyên thần mà trực tiếp thúc dục vạn tượng thần thông trực tiếp ẩn thân. Lúc này hắn biết bị con khỉ này nhìn chằm chằm chỉ có tàng hình mới là biện pháp tránh né tốt nhất. Oanh! Lục Nhĩ Miêu Hầu một chùy hướng về phía U nện tới phát ra một tiếng nổ vang, nhưng lại phát hiện U không thấy đâu. Tàng hình sao? Cho rằng bổn tiên không có biện pháp tìm được ngươi, à? Lục Nhĩ Miêu Hầu cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay một chưởng đánh trên mặt đất, trong miệng trầm thấp nói đại địa giam cầm. Trong nháy mắt 16 tai Miêu Hầu làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện vết nứt rậm rạp, trong nháy mắt lan tràn trăm thước, giống như vẽ ra một cái tròn trên mặt đất vậy. Mà ngay khi Lục Nhĩ phát ra một chưởng trên mặt đất, cũng không có đi cố kỵ ba gã tán tiên khác chạy ra ngoài, căn bản cũng không để ý. Bởi vì trong lòng Lục Nhĩ Miêu Hầu để ý chính là U,
không phải nói U cường đại, mà là Lục Nhĩ không cho phép có người có thể tránh né khỏi tay hắn. Hắn rất cố chấp, cho dù không quản ba tán tiên khác bị thần hồn sợ tới mức xuất hiện, cũng phải đem U sau khi ẩn thân bắt ra. Về phần ba tán tiên khác, sau khi nhìn thấy Lục Nhĩ đi đối phó U, vội vàng thúc giục nguyên thần lực lượng không liều mạng chạy ra ngoài, vừa rồi Lục Nhĩ tam trùy đánh bạo ba đồng bạn bọn họ, thật sâu rung động tâm linh bọn họ. Lúc này theo lý thuyết làm đồng bạn cũng nên đi cứu U một chút, nhưng Lục Nhĩ miêu hầu quá cường đại đến mức làm cho bọn họ tim tim, lúc này không trốn càng đợi khi nào. Về phần U, chỉ có thể nói tử đạo hữu bất tử bần đạo đi. Bản thân đều không lo được, ai còn đi quản U chứ? Cũng chính là U tranh thủ thời gian cho bọn họ, để cho ba người bọn họ chạy ra ngoài. Dương Nghị Vân híp mắt nhìn ba người chạy trốn, hắn rất muốn đuổi theo, đem ba lão bất tử giết chết, thế nhưng lúc này hắn cũng thấy được U ở một lần che giấu. U ẩn thân hắn đã lĩnh giáo qua, ngay cả lão đầu tử cũng coi trọng. Cho nên Dương Nghị Vân quyết định lưu lại giúp Lục Nhĩ Miêu Hầu tìm ra U. Hơn nữa lão đầu tử từng nói muốn lấy được vạn tượng thần công trên người U. Môn thần thông này ở tiên giới đều thất truyền đã lâu, có thể ở tán tiên đảo tái hiện, lão đầu tử lại rất coi trọng, hắn há có thể buông tha. Sau đó Dương Nghị Vân vừa chuẩn bị đi qua, trong lòng nghĩ để cho lão đầu tử xuất thủ tìm ra U nhân âm thầm ẩn thân, cũng là nhìn thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu một trường vỗ trên mặt đất, nhất thời trong vòng trăm thước vết nứt giống như mạng nhe xuất hiện, hình thành một cái hình tròn. Hắn nghĩ tất nhiên là bí pháp độc đáo của Lục Nhĩ đi, hẳn là dùng để đối phó U âm thầm ẩn thân. Cho nên Dương Nghị Vân cũng dừng bước, chuẩn bị nhìn một chút rồi lại nói, đương nhiên hắn cũng không có tính toán nhàn rỗi, đứng ở xa xa, vẫn có thể để cho lão đầu tử hỗ trợ xuất thủ tìm U, nếu như Lục Nhĩ Miêu Hầu biện pháp không được, hắn tìm được U liền đi lên bổ đao. Lão đầu tử hỗ trợ tìm U trốn ở vị trí nào? Dương Nghị Vân ở đáy lòng hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Không cần bận rộn, con khỉ này có thể tìm ra vị trí của U, chờ xem là tốt rồi. Bất quá ngươi có thể nhắc nhở hầu tử đừng một chùy đánh chết U, hồn phi phách tán ngươi cũng không chiếm được thần thông vạn tượng. Vân Thiên Tà nói ra. À lão đầu tử ngươi không phải rất tôn sùng thần thông vạn tượng sao, nói như thế nào Lục Nhĩ vừa tìm là có thể tìm được a? Dương Nghị Vân giờ phút này có chút phản bác ý tứ của lão đầu tử. Thế nhưng sau một khắc Vân Thiên Tà liền trực tiếp mắng chửi lên nói, tiểu tử thúi, dưới tu vi tán tiên tên U kia, không có đem vạn tượng thần thông tu luyện đến nhà. Mà Lục Nhĩ Miêu Hầu rất rõ ràng tu vi mạnh hơn U một mảng lớn, dưới thực lực tuyệt đối, là có thể tìm ra. Hơn nữa Lục Nhĩ Miêu Hầu là cái gì? Đó là Lục Nhĩ Miêu Hầu, thiên phú thần thông am hiểu nhất chính là, thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, vạn vật đều sáng, thế gian có thể có cái gì ẩn giấu trong ám sự vật có thể giấu giếm Lục Nhĩ Miêu Hầu. Ngươi cho rằng tên của Lục Nhĩ Miêu Hầu của hắn là vô ích à? Vi sư đích xác tôn sùng thần thông vạn tượng. Nhưng cũng không nói tuyệt đối a, thế gian vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, hầu tử này chính là khắc tinh của môn pháp môn vạn tượng thần thông này. Người tiểu tử cái khác không học giỏi, cùng vi sư chống đối ngược lại thấy dài, có thời gian này không đi nghiên cứu thập nhị chí tôn thần thông, thật sự không làm nhân tử, chuyện này trước khi tiểu tử phi thăng tiên giới, nhất định phải cho vi sư đem tầng thứ 6 của thần thông 12 chí tôn lĩnh ngộ ra, nếu không chờ vi sư thu thập ngươi, hừ. Vân Thiên Tà giống như là mèo bị dẫm lên đuôi nổi bão. Dương Nghị Vân nghe hai mặt nhìn nhau, cũng không dám cãi nhau nữa. 12 chí tôn hắn trước mắt chỉ nghiên cứu đạo tầng thứ 5, về phần tầng thứ 6 hoàn toàn không có đầu mối, càng đến hậu kỳ càng khó tìm hiểu, bị lão đầu tử khiển trách, trong lòng hắn phát khổ. Không dám nói chuyện với lão đầu tử, đem ánh mắt đặt ở trên người Lục Nhĩ Miêu Hầu. Đã thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu một trưởng đánh ra thần thông nào đó. Đứng lên nhắm hai mắt lại tại chỗ. Lúc này Dương Nghị Vân thì thấy được, phía sau tai Lục Nhĩ Miêu Hầu đang mơ hồ phát sáng. Danh tiếng của hắn chính là Lục Nhĩ, kỳ thực trong mắt người khác chỉ có thể nhìn thấy một đôi lỗ tai, rất người thường không có khác nhau, nhưng hiện tại Dương Nghị Vân nhìn thấy sáu nhĩ sau đó phát sáng, liền biết hắn có thể là đang vận dụng hắn ẩn núp những tai khác tìm kiếm chỗ ẩn thân của U. Lão đầu tử vừa mới trong nguyền rủa nhắc tới, Lục Nhĩ Miêu Hầu thiện linh âm. Có thể điều tra lý lẽ, biết trước sau, vạn vật đều sáng, đây là thiên phú thần thông, nếu thật sự như vậy, đích xác thần thông, mà tìm kiếm một cái U ẩn nấp trong bóng tối, lại là một đĩa thức ăn mà thôi. Hắn không quấy rầy Lục Nhĩ Miêu Hầu, chỉ lặng lặng ở một bên nhìn, trong lòng nghĩ Lục Nhĩ Miêu Hầu có thể tốn bao nhiêu thời gian tìm được U. Đó là một phút, hai phút, ba phút, năm phút, hay mười phút,
hoặc nhiều thời gian hơn. Dù sao thời điểm hắn cùng U đấu pháp, hắn là không tìm được, toàn bộ đều dựa vào lão đầu tử, hơn nữa dưới tình huống lấy hắn làm mồi nhử, trả giá một ngụm máu giả sau đó, mới tốn hơn 10 phút tìm chỗ của U. Không thể không nói, U tu luyện vạn tượng thần thông đích thật là thần khí, dù sao không có bất kỳ khí tức nào tồn tại. Lúc này liền xem Lục Nhĩ Miêu Hầu có thể có thủ đoạn gì, hoặc là nói có thể tốn bao nhiêu thời gian đem U tìm ra. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, sau một khắc lại nhìn thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu đột nhiên mở mắt vượn một chút biến mất tại chỗ. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện ở ngoài 50 thước, một chưởng trực tiếp đánh vào trống rỗng. Oanh! A! Phốc! Lục Nhĩ ở ngoài 50 thước, Dương Nghị Vân chỉ nhìn thấy hắn đối với không khí đại ra một chưởng, sau một khắc một tiếng nặng nề rung động mà lên, tiếp theo kêu thảm thiết cùng hộc máu. Một đoàn huyết vụ xuất hiện, Lục Nhĩ Miêu Hầu thiểm điện một cước đạp xuống mặt đất. Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm, trước sau không đến 10 hơi thở a, Lục Nhĩ liền xuất thủ trực tiếp đem U tìm ra, người so với người tức chết người, dưới lôi đình, một chưởng đánh ra huyết vụ, tiếp theo hung hăng một cước dẫm tới. Dương Nghị Vân vội vàng lớn tiếng nói, Lục Nhĩ đại ca lưu lại tính mạng của hắn ta hữu dụng, giam cầm là được. Lục Nhĩ Miêu Hầu nghe xong liền sửng sốt, nhưng vẫn một cước đạp xuống huyết vụ. Dương Dương, a! Thanh âm xương cốt vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời thân thể U hiện ra. Lại bị Lục Nhĩ một nhà phá pháp, tàng hình biến mất. Lập tức Lục Nhĩ lại một cước xách lên người U. Chạm! Trung U kêu thảm thiết trực tiếp bị Lục Nhĩ một cước đá đến bên người Dương Nghị Vân. Ta phong ấn pháp lực của hắn, giao cho ngươi, ta đi đuổi theo ba người chạy trốn. Lục Nhĩ nói xong lôi lệ phong hành không cho Dương Nghị Vân cơ hội nói chuyện trực tiếp vạch một cái tán tiên biến mất đuổi theo ba người chạy thoát. Dương Nghị Vân nhìn Lục Nhĩ Miêu Hầu biến mất địa phương, vô cùng hâm mộ nói, thật là một hầu tử khí phách nghiêng nghiêng, ta khi nào mới có thể phong tao như hắn. Sau khi lẩm bẩm xong, Dương Nghị Vân thu hồi ánh mắt, nhìn Lục Nhĩ nhắc tới dưới chân, đã hùng ào, hắc hắc lẩm bẩm nói, vạn tượng thần thông của ta đến tay. Ngươi! U giờ phút này toàn thân đều bị Lục Nhĩ Miêu Hầu phong ấn, chính là thịt cá trên ván, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện hắn mở to hai mắt. Về chuyện thần thông vạn tượng, U chưa từng nói qua người ngoài, cũng chưa bao giờ nghe nói qua ngoại giới có thần thông này, hắn từ di tích cổ đạt được vạn tượng thần thông bắt đầu, liền cho rằng đây là một phần duy nhất, dù sao chưa từng có ngoại giới nhắc qua một chữ. Rất nhiều người đều biết hắn tu luyện thần thông pháp môn đặc thù, nhưng cũng chỉ biết một cái đại khái ẩn thân chi năng. Căn bản cũng không biết tên. Nhưng hiện tại hắn cư nhiên nghe Dương Nghị Vân nói ra tên vạn tượng thần thông, hơn nữa tiểu tử này cư nhiên còn, vạn tượng thần thông của ta đến tay. Wap.info. Điều đó có nghĩa là gì? Chẳng lẽ? Trong nháy mắt U sợ hãi hẳn lên, hắn biết Dương Nghị Vân muốn làm gì. Dương Nghị Vân là muốn đoạt vạn tượng thần thông của hắn a. Trách không được vừa rồi con khỉ khủng bố kia muốn giết hắn. Tiểu tử này kêu ngừng đừng để hầu tử giết hắn, hiện tại U rốt cuộc hiểu rõ, Dương Nghị Vân không cho hầu tử giết mình, là vì siêu hồn đạt được vạn tượng thần thông của hắn. Nếu như Dương Nghị Vân không tổ chức hầu tử lưu thủ, dựa theo hầu tử cuồng bạo, vừa ra tay tất nhiên chính là kết cuộc hồn phi phách tán, mà một khi hồn phi phách tán, Dương Nghị Vân liền không tìm được hồn, không chiếm được vạn tượng thần thông. Còn tưởng rằng tiểu tử này lương tâm phát hiện không cho hầu tử giết mình. Hiện tại xem ra, là mình suy nghĩ nhiều. Lúc này U nội tâm là một mảnh lạnh lẽo. Tư vị bị siêu hồn cũng không dễ chịu, hơn nữa rơi vào trong tay Dương Nghị Vân, sau khi bị siêu hồn phỏng chừng cũng không rơi vào một kết cục tốt, còn không bằng chết kéo ngã. Nhưng hiện tại hắn từ trong ra ngoài đều bị hầu tử khủng bố kia phong ấn cái gì cũng không làm được, cùng người bình thường không có gì khác nhau, mấu chốt còn bị đánh tàn phế. Đây mới là nỗi buồn của U. Nhìn Dương Nghị Vân mang theo nụ cười quỷ dị, U mở miệng nói ra một chữ ngươi, cũng là rốt cuộc nói không nên lời. Về phần Dương Mỗ, lúc này đừng nói là đắc ý quá, nhếch miệng cười hắc hắc nói lão vương bát đả ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, để cho ngươi kiêu ngạo. Chạm vào, ơn, a. À. Trong lúc nói chuyện, Dương Mỗ một cước giẫm lên cánh tay U, rắc rắc một tiếng trực tiếp đạp đứt một cánh tay còn sót lại, một cánh tay khác từ trước, lúc hai người âm thầm đấu pháp đã bị Dương Nghị Vân một kích chém đứt. Lần này hai cánh tay đều phế ở trong tay Dương Nghị Vân. A, à, tiểu tử muốn giết liền giết U thảm thiết kêu lên. Lần này là lãi suất, yên tâm, sẽ không cho ngươi dụng tâm nữa, ta chỉ muốn pháp môn vạn tượng thần thông, nói ngươi môn thần thông này từ đâu mà đến.
Dương Nghị Vân cũng muốn hỏi rõ ràng, vạn nhất cái u này còn có cái gì cường đại hậu trường, đồng dạng có người tu luyện vạn tượng thần thông, đến lúc đó cũng có một cái phòng bị. Ngươi, làm thế nào để ngươi biết thần thông viêm chăn? U cũng đồng dạng muốn biết Dương Nghị Vân quen biết như thế nào hoặc là từ nơi nào biết môn thần thông này, hắn đang tu luyện vạn tượng thần thông tới nay, tuy rằng chưa từng ở Tán Tiên Đảo hoặc là tu chân giới những nơi khác nghe nói qua có người tu luyện thần thông như vậy, nhưng U tin tưởng thần thông cường đại như vậy không có khả năng không có truyền thừa. Kỳ thật hắn vẫn âm thầm tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ manh mối nào, nếu có, đối với hắn mà nói cũng là một cái trước khi chết một cái an ủi trong lòng. Dương Nghị Vân sửng sốt, không nghĩ tới U cũng hỏi vấn đề giống nhau, hiện tại xem ra, U đạt vạn tượng thần thông cũng là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải có truyền thừa, càng không phải truyền thừa từ tiên giới vạn tượng tiên đế trong miệng lão đầu tử. Đối với U này thiếu chút nữa muốn mạng hắn địch nhân, Dương Nghị Vân cũng không tốt sắc mặt cho hắn. Nếu thần thông vạn tượng U đạt được không phải là truyền thừa của vạn tượng tiên đế, vậy cũng không cần phải đối thoại nữa, chuẩn bị trực tiếp lục soát hồn. Hừ lạnh một tiếng nói, ngươi mặc kệ ta từ đâu biết được, ta muốn biết, đối với ngươi siêu hồn tự nhiên sẽ biết. Trong khi nói chuyện, Dương Nghị Vân muốn đối với U siêu hồn. Nhưng lúc này U lớn nói, chờ một chút, chỉ cần ngươi nói cho ta biết lai lịch thần thông của vạn tượng, ta sẽ phối hợp với ngươi đạt được thần thông vạn tượng hoàn chỉnh, nếu không ngươi cho rằng bí pháp thần thông trọng yếu như vậy, ta sẽ không có phòng bị sao. Ngươi nếu mạnh mẽ siêu tầm hồn ta, phòng ấn vạn tượng thần thông ở lại nguyên thần ta sẽ khởi động, đến lúc đó ngươi nhiều nhất là siêu hồn đạt được nửa bộ bí pháp thần thông vạn tượng, đừng nghĩ đến đạt được pháp môn hoàn chỉnh. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, nói cho tôi biết, ngươi biết lai lịch của thần thông viêm chăn, nếu không ngươi đừng nghĩ như mong muốn, ngươi nói cho tôi biết xem như hoàn thành một tâm nguyện của tôi cũng ngoan ngoãn phối hợp ngươi, làm thế nào? Dương Nghị Vân híp mắt nói, ngươi chết đến trước mặt, còn dám uy hiếp ta. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy cũng không sai. U bày ra một bộ dáng heo chết không sợ nước sôi nóng. Điều này làm cho Dương Nghị Vân thật đúng là không dám mạo hiểm, đồng thời trong lòng hỏi sư phụ Vân Thiên Tà Đạo, lão đầu tử tên này đều bị Lục Nhĩ phong ấn, lời hắn nói có thể tin sao? Chỉ nghe thanh âm của lão đầu tử ở trong đầu vang lên nói, ở tu sĩ giới đích xác có một phần hạng người cường đại, là có thể ở trên linh hồn của mình thêm phong ấn. Dùng để bảo hộ không muốn bị người khác lấy được hoặc là nhìn thấy một phần bí mật. Chính là vì ứng phó tình huống bực này, có một số tông môn bí pháp chuyên môn dùng để phong ấn linh hồn ký ức, chính là không muốn bản môn bí pháp vân vân, bị siêu hồn ngoại truyền. Khi bị cưỡng ép siêu hồn, phong ấn trong linh hồn sẽ tự động khởi động, sau đó phá hủy một số đoạn ký ức, tán tiên này nhìn qua không giống là đang nói dối, thà tin có hay không tin được. Vạn nhất sâu trong linh hồn của tên này thật sự có lực lượng phong ấn, người đối với hắn cưỡng ép siêu hồn, có thể thật sự không chiếm được thần thông vạn tượng. Nghe lão đầu tử nói chuyện xong, Dương Nghị Vân lại có kiến thức, không nghĩ tới còn có bí pháp phong ấn dưới linh hồn, trong lòng nghĩ có phải hắn tìm lão đầu tử muốn một cái hay không, cũng cho linh hồn mình thêm một bí pháp bọc như vậy. Ngày thứ nhất bị người khác bắt truy tìm hồn, chẳng phải là bí mật toàn bộ bại lộ sao? Đương nhiên ý niệm này vừa mới xuất hiện. Lại bị Dương Nghị Vân lắc đầu phủ quyết, bởi vì nếu thật sự có một ngày như vậy, bị người mạnh mẽ lục soát hồn mà nói, hắn cũng cách chết không xa, bảo hộ bao nhiêu bí mật thì có ích lợi gì. Bất quá trước mắt hắn đối với U Lão Vương bát đản này thật đúng là không dám dùng mạnh. Hãy suy nghĩ về nó và nói, làm thế nào tôi có thể tin ngươi? Yêu có tin hay không, ngươi không có lựa chọn, hơn nữa Lão Phu cả đời làm việc, còn chưa bao giờ nói ra, thói quen phản bội. Dù sao sinh tử rơi vào trong tay tiểu tử ngươi, lão phu nhận thua. U hiện tại nói chuyện phi thường độc thân. Dương Nghị Vân tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, được, tiểu gia ta thỏa mãn nguyện vọng ngươi, nhưng ngươi yếu dám lừa ta, cả đời này ta cũng sẽ không để cho lão tiểu tử ngươi chết, ngươi có hiểu được không? Dương Mỗ nói chuyện nghe vào trong tai U, không hiểu sao làm cho U tâm run lên, hắn biết câu này của Dương Nghị Vân. Lời nói có nghĩa là gì? Đôi khi cuộc sống thậm chí còn khủng khiếp hơn cái chết. Nhất là tu sĩ thủ đoạn, tra tấn thời điểm nóng nguyên thần, đó mới là sống không bằng chết. U gật gật đầu nói, một lời là định, anh ta cũng không dám. Vạn tượng thần thông theo ta hiểu rõ nhất xuất hiện ở tiên giới, có một tiên đế cường đại tên là bởi vì vạn tượng thần thông nổi danh, được xưng là vạn tượng tiên đế, hắn dựa vào vạn tượng thần thông có thể cùng tiên tôn chiến đấu. Dương Nghị Vân đem lão đầu tử kể lại sự tích về vạn tượng tiên đế nói cho U, coi như là thỏa mãn tâm nguyện của U nhất.
Sư tôn a, thì ra là như thế, bất quá nói chuyện như vậy, truyền thừa của ta rất có khả năng chính là đến từ vạn tượng tiên đế. U cảm thán, trên mặt có thoải mái. Sau một khắc Dương Nghị Vân đưa tay trực tiếp nắm lấy U Thiên Linh nói, kế tiếp nên ta hiểu rõ ngươi. Kỳ thật ta có thể trực tiếp truyền cho ngươi. U nói, tiểu gia không tin được ngươi. Dương Nghị Vân dứt lời trong lòng khẽ động siêu hồn. A, U kêu thảm thiết lên, siêu hồn thương tổn chính là nguyên thần là linh hồn, tự nhiên cũng là chuyện cực kỳ thống khổ, cũng là có vì thiên lý. Nếu không phải lão đầu tử rất coi trọng thần thông vạn tượng, Dương Nghị Vân kỳ thật cũng không muốn đối với U siêu hồn, cho rằng siêu hồn chẳng khác nào đem trí nhớ cả đời của người khác toàn bộ hấp thu vào trong linh hồn mình, phải hao phí thời gian rất dài tiêu hóa, nếu tiêu hóa không được, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của mình, ảnh hưởng đến tu vi ngày sau. Thậm chí dẫn phát tâm ma chấp niệm. Nhưng vì đạt được vạn tượng thần thông, Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể làm như vậy, cái giá cần thiết là phải trả giá. Đúng hơn 10 phút sau, Dương Nghị Vân mới dừng tay. Biểu tình trên mặt hắn không ngừng biến hóa. Đây chính là di chứng, sau khi chiếm được U tất cả, cũng tương đương với việc trải qua U nhân sinh, cần phải tốn thời gian đi tiêu trừ di chứng, luyện hóa hết ký ức của U mới được. Đương nhiên pháp môn về vạn tượng thần thông hắn cũng như nguyện chiếm được, hơn nữa còn rất hoàn chỉnh vạn tượng bí pháp. Cũng may mắn lúc trước đáp ứng U, nếu không thật đúng là có khả năng không chiếm được vạn tượng thần thông, bởi vì Dương Nghị Vân ở trong U trí nhớ đích xác phát hiện có phong ấn lực lượng tồn tại, chính là phong ấn vạn tượng thần thông bí pháp lực lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.